phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái dòng sản phẩm là cái con chip nó chắn sóng, chắn chắn những cái sóng điện từ nó gây hại cho ảnh hưởng đến sức khỏe con người nhá. Dòng này thì nó là hàng của thương hiệu Hitoki này. Đấy, Hitoki, hàng made in Japan, nó rất chất lượng xịn sò. Đây cái con chip nhỏ nó đây cũng nhá, con này rất là dễ dùng thôi, về góc bóc qua các bác dính luôn vào cái phần điện thoại hoặc là những cái thiết bị nào mà nó có điện từ ấy. Đó, ví dụ như là máy tính này, lò vi sóng, điện thoại, rồi máy tính bảng các thứ, laptop đó tiếng à. Đấy thì bác dùng để nó chắn sóng. À, đây, giá nếu mà nó bán ở siêu thị là hình như là 3.000 yên thôi này. Đó, mã cốt mã vạch đầy đủ luôn nhá. Đó, đầy đủ. Ngon lành luôn. Một cái con chip nhỏ này nhưng mà nó rất là có tác dụng, rất là ok luôn nhá. Giá hiện tại em đang bán cái con chip chắn sóng điện từ này. Đấy, chắn sóng điện từ nhá. Các bác lên mã cho nào chip chắn sóng điện từ, chip chắn sóng điện từ nhá. Đấy, giá sẽ là 50k một con chip này nhá. Đấy, giá sẽ là 50.000 một con chip này thôi. Giá cực kỳ rẻ luôn. Hàng của Hitoki, made in Japan nhá. Đây em sẽ cho bác xem một đoạn video nói qua về cái dòng sản phẩm này để các bác dễ hiểu hơn này. Đây có người, các bác cùng xem này. Việc thường xuyên sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính. Đây có người. Nói chuyện điện thoại liên tục, con người sẽ cần tới 25 phút để neuron thần kinh hoạt động và chữa lành những tổn thương do sóng điện từ gây ra với não. Nguyên nhân là khi sử dụng điện thoại di động, ở khu vực xung quanh điện thoại xuất hiện một trường điện từ tần số kỹ thuật cực thấp. Điều này gây ra tín hiệu phản ứng căng thẳng cho trung tâm điều khiển của não. Con chip 7 lớp siêu mỏng này được sản xuất để ngăn chặn bức xạ điện từ phát ra từ các thiết bị mà hàng ngày chúng ta phải tiếp xúc như điện thoại cầm tay, wifi, lò vi sóng. Việc sử dụng hoàn toàn đơn giản, người dùng chỉ việc dán vào khu vực gần đấy, pin các bác dán vào gần cái chỗ phát sóng hoặc là pin các bác nhé. Thì sản phẩm này đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu và các chứng nhận quốc tế. Sản phẩm này đã được chúng tôi nghiên cứu trong nhiều năm và đưa ra thị trường thế giới 7 năm nay. Ngoài ra, cách để tự bảo vệ mình cũng rất đơn giản. Hãy hạn chế sử dụng điện thoại di động, đặc biệt là với các em nhỏ. Không sử dụng điện thoại trong ô tô, phương tiện đang di chuyển. Tắt thông báo từ các ứng dụng trên điện thoại. Tắt wifi khi đi ngủ. Phụ nữ mang thai. 5 phút nói chuyện điện thoại. Đấy, đấy là thực tế về cái dòng sản phẩm cái con chip chắn sóng điện từ gây hại đến cái não bộ của con người nhá. Đấy thì con này dùng rất ok này. Về thì bác chỉ việc bóc ra và bác dán vào cái phần mặt sau của điện thoại nhá. Đấy, dán vào ví dụ như là phần sóng, chỗ sóng này hoặc là chỗ nào mà nó có sóng, cái sóng điện từ đấy. Đấy thì các bác dán vào đấy thì nó sẽ ngăn cái sóng điện từ rất ok luôn nhá. Đấy, hàng của Nhật, made in Japan, cực kỳ hay. Mà giá thì cực kỳ hạt rẻ rồi. Chip chắn sóng điện từ giá sẽ là 50k một con chip thôi nhá. 50k cho một con chip nha. Đấy, 50k một con chip nha. Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, live air remix. Preparing and initiating bass test. Rồi, đấy là các bác âm thanh các bác đang được nghe từ em loa Bombo 3, hàng bên shop lại tiếp tục vừa về để các bác nhá. Đấy, dòng sản phẩm loa cực kỳ chất lượng của bác luôn. Âm thanh thì nghe rất chất lượng nhá. Bát căng, check sâu, nghe rất hay luôn nhá. Pin trâu máy khỏe. Đó, và con này thì các bác có thể là kết nối Bluetooth. Ngoài ra thì các bác kết nối được rất là nhiều những cái cổng khác, ví dụ như là cổng USB này. Ngoài ra nó có thẻ nhớ, cổng kết nối thẻ nhớ, và đây là phần chân sạc nhá. Đây là cổng AUX, cổng tai nghe này. Đấy, dòng loa bát căng chắc sâu. Nói chung là các bác cứ nhận hàng kiểm tra và nghe và tất thử em luôn.
âm thanh nha cực kỳ phê nhá, nghe rất phê luôn. Đó, nói chung là con này thì không có gì phải chê cả. Đấy, quá chất lượng và giá rất tốt, giá siêu tốt các bác nhá. Đó rồi, các bác lên luôn mã cho em sản phẩm là cái con loa, mã của nó sẽ là B3 nhá. Đấy, B3 rồi, em đi vào báo giá luôn các bác nhá, báo giá luôn này. Các bác lên luôn mã cho em sản phẩm là loa B3. Đấy, loa B3 nhá. Đó, B3 đi, con này đi đây. Mã của nó sẽ là bom bóc 3 thì bên em gọi luôn đây, bom bóc 3 này. Bên em gọi luôn mã sẽ là B3 nhá. Con này thì bữa trước đang bán giá 500k, hôm nay thì bên em về một cái lô mới bán nhanh bác luôn. Giá sẽ là 450k. Bên em bao ship nhá. Đấy, con này thì các bác có thể là nghe đa năng, các bác nghe cho em các kiểu các loại luôn. Nghe nhạc vàng, nhạc bolero, nhạc sàn. Đấy, rồi là nhạc remix các kiểu cho em luôn nhá. Nói chung là nó là dòng sản phẩm loa loa thông dụng. Đấy, các bác dùng sạc tích điện nhá, hết pin các bác lại sạc các bác dùng. Đó, có thể là mang đi chơi, đi du lịch, đi cắm trại picnic này, rồi là các bác có thể là nghe ở nhà, rồi là tụ tập hội họp nghe. Đấy, nghe nhạc các kiểu cho em luôn nhá, rất chất lượng luôn. Ngoài ra thì nó sẽ tích hợp cái phần đèn nháy đây. Đấy, nháy cho em 17 triệu màu nhá, nháy rất là nhiều màu các kiểu các loại cho em luôn, rất chất lượng. Bát căng trước sâu. Đấy, các bác vừa nghe thực tế sản phẩm luôn. Giá thì đã báo rồi, 450.000 một con các bác nhá, bao ship các bác nhá. Một con loa cầm rất là nặng, đầm chắc tay nhá. Đấy, một con loa cầm rất là nặng chắc tay luôn. Đấy, giá rất tốt, các bác cùng nghe một chút nhạc nữa này để thẩm định em nó xem nó có chất lượng hay không nhá. Đây. Đó, em sẽ mở cho bác xem. Các bạn thấy không? Bát nó cập đập rất căng nhá. Đấy, bát đập cực kỳ căng luôn. Đấy, nói chung là quá chất lượng là một con loa nhỉ. Đấy, con này thì đường kính nó rơi vào khoảng tầm là khoảng tầm hơn 30 một chút nhá. Đấy, chiều dài khoảng tầm hơn 30 chút. Đó, cầm rất là chắc chắn, sách mang đi mang lại rất tiện dụng nhá. Nhà gia đình mang đi du lịch, đi chơi, picnic. Đấy, giờ sử dụng hội họp, anh em các bác nghe tập thể. Đó, rất ok. Giá sẽ là 450.000 một con loa, mã của nó sẽ là B3 nhá. Đấy, mã loa B3. 450k một con nhá. Hàng rất chất lượng luôn. Đi kèm đi bộ sản phẩm thì sẽ có kèm luôn cho bác là một cái dây sạc nha. Một cái cổng dây sạc này nhá. Đấy, một cái cổng dây sạc này, chân của nó sẽ là chân tai si thì về các bác cắm ở đây. Ở những cái đây thì nó có những cái cổng sạc này. À, cổng thẻ nhớ này, cổng các bác kết nối thẻ nhớ này. Ngoài ra thì có cổng USB và cổng AUX, và ngoài ra thì đây cái phần cuối này của nó là cái phần chân sạc này. Đấy, thì hết pin các bác cắm ở đây nhá. Hết pin các bác cắm ở đây. Và các bác cắm chung với cái củ sạc điện thoại nhà mình, các bác sạc pin nó nhá. Đấy, ngoài ra thì con này, cái mã Bluetooth của nó thì đây. Mã của nó sẽ là đâu rồi? Đây coi nhá. Mã của nó sẽ là bom bóc 3 này, coi nhìn này. Đấy, bom bóc 3 nhá. Đấy, đây, bom bóc 3. Đó, bom bóc 3 đây này. Em hiện tại em đang kết nối này, bom bóc 3 này. Đấy, đã kết nối nhá. Đấy, đây là thực tế về cái mã của nó nhá. Để về các bác kết nối Bluetooth. Đấy, nói chung là dòng này các bác nên kết nối Bluetooth để các bác nghe. Tùy chỉnh, các bác có thể là chỉnh to nhỏ trên máy tính được luôn, trên điện thoại luôn. Còn ngoài ra thì ở trên nút này thì nó cũng có những cái nút tùy chỉnh này. M này, cộng trừ ở đây cho em. Đấy, cộng trừ tăng giảm lượng ở đây cô nhá. Đó, hàng rất chất lượng xịn sò nhá. Đấy, đèn nháy 17 triệu màu luôn, quá chất lượng. Giá cũng rất là tốt của các bác luôn, 450.000 một con loa B3 này. Nói chung là các bác dùng gia đình cho em, và trong cái tầm tiền của nó thì một cái con loa như này thì giá và chất lượng thì nói chung là nó tương xứng với nhau, rất ok nhá. 450.000 một con loa B3 nhá, bao ship tận nhà. Cái con này thì hướng dẫn các bác bật sử dụng nhá. Đấy, nếu mà các bác muốn bật thì các bác giữ lì cho em nút này này. Đây cái nút này này, giữ lì giúp em nhá. Đấy, bắt đầu nó kêu âm thanh này, bắt đầu các bác kết nối Bluetooth, mã sẽ là bong bóc 3. Đây, mã của nó đây. Mã đây này con này. Đấy, mã là bom bóc 3 này. Các bác cứ nhìn vào cái phần Bluetooth mà mã đúng này thì chính xác là nó đấy, các bác ấn vào kết nối. Đó, còn nếu các bác muốn tắt đi thì cũng giữ lì cho em. Đấy, tắt đi các bác giữ lì nhá. Đó thì bắt đầu sẽ tắt đi.
Ngoài ra thì nó có một cái nút nữa, đó là cái nút bên cạnh cái nút nguồn này, đó là cái nút đèn rồi nhá. Đấy, nếu các bác muốn thay đổi chế độ đèn, ví dụ như là các bác bật đèn hoặc tắt đèn hoặc là muốn nháy nó đèn nháy nhanh nháy chậm thì các bác bấm cái nút này cho. Này nút này này. Đấy thì nó sẽ thay đổi các chế độ nhá. Đấy nháy nháy chậm này. Đó, nháy nhiều màu này. Nháy nhanh các kiểu này. Đấy thì các bác chỉ này cho. Còn các bác muốn tắt hẳn đi thì các bác ấn vào đấy. Nói chung là các bác cứ ấn liên tiếp cho em nhá. Ấn liên tiếp thì nó sẽ thay đổi các chế độ. Mỗi lần ấn thì nó sẽ làm một cái chế độ khác nhau. Đó đây. Đó, có thấy không? Đấy, mỗi lần ấn là một chế độ khác nhau nhá. Đó, đây, rất là thông minh nhá. Đó, đây, các bác nhìn này, chớp này. Nhạc sàn này siết các bác cho cái chớp này nhá. Hoặc nếu mà các bác muốn tiết kiệm pin thì các bác tắt nó đi. Đó, rất ok nhá. Rồi, đấy là một số thao tác cơ bản trên chiếc loa này nhá. Một cái con đèn mô hình camera nhá. Các bác cứ lên mã cho em là đèn mô hình camera này. Cái sản phẩm này thì nó là hình camera nhá. Nó là hình camera, nhưng mà thực ra thì nó là đèn năng lượng mặt trời. Nó giả camera. Nói chung là con này là các bác lắp ngoài trời rất hay, đặc biệt là lắp cái phần cổng nhà. Thứ nhất là vừa làm đèn soi mà thứ hai là nó như kiểu dạng dọa trộm chống trộm các bác nhá. Đấy thì con này thì nó cảm biến thì ban ngày nó sẽ tự động là nó sẽ nạp năng lượng vào đây, nạp năng lượng bên trong của pin này, vì đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời này. Và ban đêm thì sẽ tự động sẽ bật sáng nhá, ban đêm tự động bật sáng. Ngoài ra thì đi kèm bộ này thì sẽ có đầy đủ các phụ kiện đi kèm, ví dụ như là một cái remote này để bác có thể là lắp trên cao, để bác có thể là đứng từ xa có bật lên. Đấy, đứng từ xa cũng bật lên đó. Và ở cái điều khiển nó có một cái cell pin, về các bác rút cái cell pin lên cho em ở cái phần đuôi này, rút ra đó và các bác bật ở đây. Đấy, bật nó lên này. Đấy, thấy không, bật nó lên này. Đó, bật lên. Và đi kèm thì sẽ có là một cái đế để các bác lắp coi nhá, cái đế để các bác lắp vào chân tường. Đó, lắp vào chân tường để các bác có thể di chuyển, rồi các bác gật gù nó lên xuống này. Đấy, quay sang trái qua bên phải, gật gù lên xuống. Đó thì tùy theo nhu cầu dụng các bác, về cái này thì các bác chỉnh theo ý các bác nhá. Ốc vít các thứ đi kèm đầy đủ luôn. Hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá, hàng mới nguyên hộp đây. Tổng quan bộ sản phẩm, nếu mà lắp đặt thì nhìn nó sẽ nhai. Con này thì nó kháng nước chuẩn IP67 luôn nhá, cực kỳ là ngon, xịn sò, chất lượng. Không mất một đồng tiền điện nào. Các bác chỉ cần mang ra là các bác lắp đặt ngoài trời là tự động nó sẽ hấp thụ ánh nắng năng lượng mặt trời này. Và đây là nó sạc cho cục pin này. Đèn thì rất là sáng luôn. Bữa trước em đã test một lần ở trên kênh của em rồi, buổi tối rất là sáng nhá. Đấy, và chiếu rất xa. Con này sẽ gồm có là 2, 4, 6, 7 cái mắt LED cơ nhá, 7 cái mắt LED cơ, nên là sáng cực kỳ luôn nhá. Đó, đây em sẽ test bật cho bác thử xem này. Đó, bật cho bác xem này, các bác nhìn này, rất sáng nhá. Đó, đây. Đó, thấy không? Sáng cực kỳ luôn nhá. Đó. Thấy không? Đấy, đây em nó có các chế độ nhá, các chế độ mod 1 này. Sáng nhất, mod 2 sáng vừa này, mod 3 sáng vừa vừa này. Đấy thì các bác tùy theo nhu cầu dụng các bác chỉnh ở trên cái remote điều khiển này. Nói chung là dùng rất là hay, cái con này dùng cực kỳ là xịn sò nhá và rất là chất. Đây, em sẽ cho các bác xem thực tế một cái video sản phẩm, mà là test con sản phẩm nó nhá. Đây. Đấy, người ta lắp đặt lên trên đấy coi nhá. Rất là dễ dàng lắp đặt rồi. Đấy là thực tế về con sản phẩm đèn camera bên em gửi bác này. Giá thì tại bên em đang gửi đấy là chỉ có là đi 100k nhá. Các bác lên mã cho em là đèn camera. Đấy, đèn camera mô hình nhá. Giá của nó sẽ là 100k một con này của nhá. 100k cho con sản phẩm đèn camera mô hình như này. Đấy, hàng rất xịn sò con này. Đây, nhiều bác hỏi cái con đèn camera nhà em có sáng không? Thì giờ đang buổi tối nhá. Em test thực tế cho bác xem. Đấy, em tắt hết điện đi để test thực tế cho bác xem về cái độ sáng của con đèn camera bên em đang gửi đến các bác đây các bác nhá. Đây các bác ơi, đây em đang tối om này. Đây em bật đèn nhá, bật đèn này. Có thấy không? Sáng trưng luôn nhá. Đấy, các bác bảo có sáng không? Như này có sáng không? Này tắt đi này. Đấy. Đấy, các chế độ sáng nhá. Sáng nhất này, sáng vừa này. Đấy. Các chế độ sáng luôn nhá. Các bác có thể dùng cái điều khiển ốc bấm, đến đây em đang bấm cái tay. Nó rất sáng nhá, cực kỳ sáng luôn. Đó, dã man luôn. Đây. Đó, con này nó mắt nét nó nhiều lắm nên nó sáng lắm. Sáng rực luôn nhá, thoải mái luôn các bạn. Đó, sử dụng năng lượng mặt trời nhá, rất là ok luôn này.
Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục lại về cái lô máy cạo râu 4D nhá. Máy cạo râu 4D con này thì bán quá chạy rồi. Bán rất từ ngọ, bán 3 đồng con luôn nhá. Đấy, bán kinh khủng khiếp luôn. Con này thì nó đa di năng luôn nhá. Đa di năng luôn. Các bác có rất nhiều sự lựa chọn trong một con máy cạo râu như này. Không những là máy cạo râu mà các bác có thể là dùng để tỉa lông mũi rồi là sử dụng tăng đơ các thứ luôn. Đấy, đây con máy cạo râu này. Hàng nó sẽ là hàng 3 lưỡi nhá. Cạo cực kỳ sắc ngọt. Đó, và các bác có thể là mở phần lưỡi ra các vệ sinh. Đó đây, các bác ấn vào cái phần đầu này, các bác ấn ra cho em. Đó, các bác sẽ mở ra cái khoang này, các bác vệ sinh cái phần khoang này đi. Đó, và khi mà các bác cạo râu, các bác muốn tỉa lông mũi thì các bác lấy những cái phụ kiện trong này ra. Đây, ở đây nó sẽ có những cái đầu, ví dụ như là đầu tỉa lông mũi này. Đấy, bấm nó quay này. Đấy, bấm tỉa lông mũi này. Đó, và các bác rút ra, nếu mà các bác muốn tăng đơ, cắt tóc các thứ này, rồi là đó kia là thì các bác lắp cái tăng đơ vào, các bác cắt này. Đấy, tăng đơ luôn nhá. Đa di năng, vừa tăng đơ vừa cắt tóc. Cạo râu tỉa lông mũi chỉ có trong mỗi con máy cạo râu này. Hàng của nó sẽ là hàng 3 lưỡi nhá. Đấy, và tự mài sắc một cái lưỡi này tuổi thọ của nó sẽ là 5 năm. Đây, cái con này thì cạo rất hay, khi mà các bác sử dụng này nó sẽ ấn vào này. Đấy, các bác ấn vào thì cái phần râu nó sẽ rất là sát vào, nó sẽ rất là ôm với cái phần cằm của các bác nhá. Ôm phần cằm của bác. Nên là khi các bác sử dụng dùng nó cạo nó rất là ngọt luôn. Đi kèm thì sẽ có là dây sạc. Dây sạc đây các bác nhá, dây sạc đây. Về các bác cắm vào củ sạc điện thoại, nó chỉ có kèm dây sạc thôi, không có kèm củ các bác nhá. Các bác lưu ý như thế. Đấy, các bác cắm vào cái phần chân của trang và các bác sạc cho nó. Pin cực kỳ trâu, các bác sử dụng từ 2 đến 3 tháng. Đấy, các bác phải sạc một lần, pin rất là trâu bò luôn nhá. Pin rất trâu bò. Đấy, bật lên nó sẽ có đèn báo luôn. Các bác lên mã trên là con sản phẩm là máy cạo râu 4D nhá, cạo râu 4D. Con này thì bên em đợt này đang gửi các bác một cái giá siêu tốt luôn. Đấy, 4D nhá. 4D này. Giá của nó là chỉ có là đi 170k thôi các nhá, 170k một con này. Các bác sẽ có là 3 chức năng luôn, cạo râu, tỉa lông mũi. Đấy, rồi là cạo râu, tỉa lông mũi, rồi là cả tăng đơ, đầy đủ đi kèm một bộ này. Vì giá của nó quá hời rồi các nhá. Có 170.000 thôi. Máy cạo râu 4D 170k một con các nhá. Đây sẽ cho bác xem thực tế video đã test con sản phẩm này. Đây các bác cùng xem người ta test thực tế con máy cạo râu này. Chú râu khá rộng nên thì xin test luôn con máy SK588 cho bác xem. Trong lúc mình hỏi thì chú bảo là chú chưa cắm máy bao giờ nên là chú cáo khá ngượng, nên mình cầm máy mình hướng dẫn chú cắm một chút. Đấy, các bác cạo, các bác dí sát vào nhá, các bác nhớ các bác cạo dí sát vào, các bác nhìn này. Đấy, đi con đường cái sạch luôn nhá. Máy SK này chỉ có 3 chức năng anh em nhá. Các bác cạo là các bác cứ dí sát vào cho em, dí thật sát vào. Còn này cạo thì không sợ đau rát hết, không sợ đau rát. Hàng này thì nó là hàng màng cao cấp rồi nên là cạo không bao giờ nó bị đau rát các bác nhá. Cạo rất ngon luôn. Mà cạo rất nhanh, rất sạch. Đó, thấy không? Rất ok luôn nhá. Các bác đi có vài đường cái bộ râu của bác ấy, sạch sẽ, ngon lành, lại đẹp dai ngay các bác nhá. Giá của nó sẽ là 170.000 một con này. Giá quá hời rồi. Thị trường nó bán một con này là 190 đến 200 cơ. Bên em bán chỉ có 170.000 thôi. Đấy, thấy không? Đây, các bác nhìn anh ấy cạo này. Đó, cạo là phải dí sát vào các bác nhá. Đấy, dí sát mà. Đó, sạch sẽ luôn, ngon lành luôn nhá. Lưu ý là các bác phải dí sát vào cái phần cằm, cái phần chỗ nào nhiều râu các bác dí sát vào chưa. Đấy, như đây, chỗ này các bác dí sát vào. Đó, dí sát vào, các bác dí lì, dí lâu vào. Đấy, thì cái râu nó mới cắm vào đây, nó ăn vào thì nó mới cạo được cái râu của bác nhá. Chứ còn các bác cứ dí hờ hờ thì không bao giờ nó cạo đâu. Đấy, phải dí sát vào. Vì cái phần lưỡi này của nó đàn hồi này. Đấy, có nhiều không? Nó đàn hồi này. Đàn hồi theo cái phần cằm của bác. Cái phần cằm nó vát đến đâu thì nó sẽ đàn hồi và nó sẽ bóp vào đến đấy. Đấy, nên là cạo rất là ngon, mượt luôn. Máy chạy thì cực kỳ là êm nhá. Giá chỉ có 170.000 một con, máy có râu 4D 301 như này, đa chức năng không nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì rất là nhiều bác hỏi cái con đèn móc khóa này. Đấy, thì bên em tiếp tục lại về một cái lô đèn móc khóa. Con này thì đa di năng rồi các nhá. Đa di năng luôn. Vừa làm đèn móc khóa này, vừa có thể là bật bia nhá. Đấy, bật bia. Bật bia rồi là móc khóa, rồi là hít nam châm. Đấy, hít nam châm nhá. Nó cực kỳ là xịn sò luôn. Đó. Con này thì công tắc. Đây, công tắc ở phần bên này. Đấy, các chế độ sáng, nháy sáng, nhất sáng, vừa và sáng nháy này. Đấy, cực kỳ là hay vì nó rất là nhỏ gọn, nó chỉ bằng có khoảng tầm 2 ngón tay thôi. Đấy, nó 2 ngón tay, nó gọi là đèn móc khóa, đèn mini. Đó, và đây là phần chân sạc nhá. Hết pin thì các bác lại sạc vào các bác dùng. Con này thì thời gian chiếu sáng của nó khoảng tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thôi nhá. Đấy, vì nó nhỏ gọn như này thì nói chung là tầm đấy thì nói chung là thoải mái các bác dùng rồi. Đấy, và ngoài ra ở đằng sau nó có một cái nam châm này. Đấy, nam châm hít các bác nhá, nam châm hít luôn này. Đó, nam châm hít luôn. Rất là hay. Đó, rồi là phần nắp nữa này. Cực kỳ là xịn sò, nói chung là con này đa chức năng thôi nhá, đa chức năng.
móc khóa, bật bia, rồi là đèn, đĩa các thứ là luôn cực kỳ sáng nhá, mà rất nhiều triệu sáng, mà giá thì siêu tốt rồi. Các bác lên mã cho em là đèn móc khóa có nhá, đèn pin móc khóa hoặc là đèn móc khóa được, đèn móc khóa này giá của nó sẽ là đi 50k nhá, 50k cho một con sản phẩm đèn móc khóa này. Đấy, giá chỉ có 50.000 một con thôi, siêu sáng luôn nhá, chip led cực kỳ sáng, các bác nhìn vào thì chỉ có chói mắt thôi, sáng dã man luôn có nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về với cái sản phẩm rất là hay, đó là cái con vòi vòi hai chế độ có nhá, vòi hai chế độ, con này thì cực kỳ là thông minh này. Đó, về bác lắp đặt vào cái phần bồn rửa mặt thì dùng rất là hay nhá. Đó, sản phẩm thì chất liệu nó sẽ là bằng nhựa nhá, bằng nhựa. Đấy, bằng nhựa đây. Nó về các bác lắp trực tiếp vào cái phần bồn rửa mặt này. Đấy thì các bác có thể điều chỉnh cái chế độ ở đây. Đó, và các bác có thể uốn néo này, rồi là các bác xoay. Xoay. Đấy, uốn néo các kiểu luôn nhá. Con này cực kỳ đa năng. Đấy, dùng rất hay luôn. Đó. Nó là bằng nhựa nhá. Các bác lưu ý là chất liệu là bằng nhựa. Đấy, em nói thẳng luôn trên video không đến lúc mà các bác ạ. Về các bác tưởng nó bằng inox có thứ gì đâu. Đấy thì nó là bằng nhựa nhá, bằng nhựa. Giá thì của nó cũng là siêu tốt thôi. Giá thì chỉ có là đi 60.000 một con nhá. Các bác lên mã cho em là mã của nó sẽ là vòi 2 đi. Vòi 2. Vòi 2 này, giá sẽ là 60k nhá. 60k cho một con vòi 2 như này. Đấy, đây. Em sẽ cho các bác xem thực tế một cái video sản phẩm này, người ta đang test thực tế sản phẩm nhá. Các bác cùng xem này. Giá chỉ có 60.000 một con này thôi. Đây. Đấy, thực tế con sản phẩm luôn nhá. Đấy, các bác lắp vào cái bồn rửa mặt nhà mình nhá. Đó, nó rất đa năng luôn. Đó. Đấy, các bác có thể rửa mặt gội đầu, các bác cho cao cái cần nước lên, dùng rất hay nhá. Đấy, các bác có thể điều chỉnh cái phần đầu vòi nước, nó các chế độ phun ra tia hoặc là phun theo một tia, nhiều tia một tia. Đó, thực tế về sản phẩm thôi các nhá. Đấy, giá là chỉ có 60.000 một cây thôi. Đó, đây cái phần này các bác có thể điều chỉnh này, điều chỉnh cái chế độ nước ở đây này. Đó, còn đây phần này các bác xoay, xoay cho, xoay đi xoay lại. Đó, rồi là xoay tới xoay lui, xoay tròn luôn này, xoay 360 độ luôn này. Đó, cực kỳ là ngon, xịn sò, rất là trơn tru nhá. Giá thì hiện tại bên em đang gửi bác một cái con mã của nó sẽ là vòi 2, giá sẽ là 60.000 một con nhá, 60.000 cho con vòi 2 như này. 60.000 một con vòi 2 rất là thông minh nhá. Và tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái dòng sản phẩm, đó là cái con cạo lưỡi này. Cạo lưỡi nhá, cạo lưỡi. Chất liệu là inox 304, hàng đựng trong cái hộp nhôm rất đẹp như này. Đấy, chuyên để đó bác mua về cạo lưỡi, cạo liếc các thứ là rất là ngon. Rồi, một con cạo lưỡi đây, inox 304 luôn nhá, hàng bóng mượt xịn sò luôn. Đấy, hàng bóng mượt xịn sò. Chuyên để bác vệ sinh cạo lưỡi phần khoang mồm miệng của mình cho nó sạch sẽ thơm tho này. Đó, sản phẩm cạo lưỡi inox 304. Đựng trong hộp rất trang trí, các bác có thể mang theo mang đi du lịch các thứ này, rất là tiện. Giá thì bên em bán cũng rất là hạt rẻ luôn. Các bác lên mã cho em là sản phẩm là cạo lưỡi nhá. Cạo lưỡi. Giá của nó sẽ là 20k một con này các bác nhá. 20k cho một con cạo lưỡi nha. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái dòng sản phẩm, đó là cái dòng đũa Hàn Quốc này. Đũa Hàn Quốc. Đũa Hàn Quốc này thì một vỉ này của nó sẽ là 10 đôi nhá, một vỉ sẽ là 10 đôi. 10 đôi đũa Hàn Quốc này các bác nhá. Đấy, một vỉ sẽ là 10 đôi đũa Hàn Quốc như này, hàng rất là đẹp xịn sò như này. Đó đây. Hàng rất đẹp luôn này. Đó, chất liệu thì nó là dạng sợi thủy tinh nhá. Dùng không là bị nấm mốc và bị cong vênh. Dùng rất ok luôn. Cái phần tay cầm của nó thì nó kiểu dạng nó vắt vát. Các bác khi gấp nó không bị cấn tay. Đấy, cắt rất ngon luôn. Phần đầu đũa mạ vàng này. Đó. Giá thì cũng siêu tốt luôn. Một vỉ đũa Hàn Quốc mà 10 đôi nha. Bên em gửi bác một cái giá thì chỉ có 50k thôi nhá. Các bác lên mã cho em là sản phẩm là đũa Hàn Quốc. Đũa Hàn. Đấy, 10 đôi các nhá, 10 đôi. Sợi thủy tinh nhá, sợi thủy tinh. Không bị nấm mốc nhá, không bị nấm mốc. Giá của nó sẽ là đi 50k nhá. Đấy, 50k. 50k cho một cái hộp vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi này. Đấy, hàng của Korea nhá. Korea này. Korea, đũa Hàn Quốc rất chất lượng luôn. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về một cái sản phẩm mới, đó là cái con đèn. Con này thì các bác cứ lên mã cho em là đèn đèn sách tay nhá, đèn sách tay. Mã của nó sẽ là đèn sách tay. Nó thì cũng rất là đa năng. Đây em sẽ mở hộp cho bác xem. Hàng thì sẽ là hàng nguyên hộp như này. Đấy, đi kèm thì sẽ có là một dây sạc và một thân đèn chính. Lưu ý các bác là toàn bộ những cái hàng này thì chỉ có dây sạc thôi. Về các bác cắm chung với củ sạc điện thoại nhá. Đấy, cắm chung với củ sạc điện thoại. Đấy, cắm chung với củ sạc điện thoại này. Đây, một dây sạc này.
một thân đèn này. Đó, con này thì các bác có thể là sạc bằng năng lượng mặt trời hoặc là sạc bằng ấy đều được. Đấy, sạc bằng năng lượng mặt trời hoặc là sạc cho bằng bằng sạc điện thoại đều được các bác nhá. Đấy, các bác sạc kiểu gì cũng được. Đó thì nó đều giống nhau hết thôi. Đây. Đó, phần đây là phần chân sạc này. Ngoài ra thì các bác có thể là sạc ngược lại cho điện thoại. Đấy, coi như là cái đèn này nó là một cái cục sạc dự phòng thì các bác sạc ngược lại cho điện thoại nhá. Con này thì đây, đa di năng luôn, sáng các kiểu luôn nhá, sáng bên cạnh nhá, sáng bên hông này. Đó, sáng bên hông. Rồi là sáng đằng trước này. Đấy, sáng đằng trước này. Sáng bên hông nhá. Sáng bên hông nhá. Sáng đằng trước này. Đấy, sáng đằng trước này. Sáng bên dưới này. Đấy, bên dưới thì cũng có ánh sáng trắng này, ánh sáng nháy này, cảnh báo này. Đấy, đầy đủ hết luôn nhá. Một cái con đèn đa di năng, vừa có cảnh báo, vừa có sáng đằng trước, sáng đằng sau, sáng bên hông, mà lại còn sạc được bằng năng lượng mặt trời nhá. Và nó xách tay rất là nhỏ gọn như này. Đấy, nó chỉ có to hơn một cái bàn tay em một tí này. Đấy, và xách tay nhìn nó rất là nhỏ gọn. Đấy, đèn thì chiếu rất là xa luôn nhá, cực kỳ sáng luôn. Đó, đây chiếu rất xa luôn nhá. Rất là hay luôn. Đấy, cũng có nhìn quả nháy này đúng như cảnh sát luôn nhá, nháy báo động rất ngon luôn. Đó, đấy, đa di năng luôn nhá, chỉ bằng thao tác là cũng bấm nút đây. Còn hết pin các bác lại cắm sạc vào, hoặc là các bác mang ra các bác phơi nắng sạc bằng năng lượng mặt trời cũng được. Đấy, tùy nhu cầu dụng nhá, cực kỳ đa di năng. Các bác lên mã cho em là sản phẩm là đèn xách tay này. Đó, đèn xách tay. Đó thì các bác lên mã cho em là sản phẩm là đèn năng lượng này, đèn năng lượng. À xin lỗi các bác, lại đèn xách tay nhá, đèn xách tay nhầm. Không, các bác lại nhầm sang cái đèn năng lượng kia. Đèn xách tay, giá của nó sẽ là 130k một cây này nhá, 130.000 một cây này. Đa di năng luôn. Đấy, vừa có thể là sạc bằng mặt trời, các bác có thể là chiếu sáng bên cạnh này. Đấy, bên hông này, đằng trước này. Đó, rồi là đèn ánh sáng rộng này. Đấy, nháy cảnh báo luôn này, cực kỳ là ngon xịn sò. Ngoài ra thì có chân sạc cho cổng cho điện thoại luôn. Đấy, sạc dự phòng điện thoại, và ngoài ra thì các bác sạc cho nó. Đa di năng, rất là hay luôn. Con này thì nói chung là giá quá tốt của bác nhá. Giá chừng 130.000 cho con sản phẩm đèn xách tay này các bác nhá. Đây, giờ em sẽ test cho bác xem thực tế về cái độ sáng của cái con đèn này, con đèn xách tay bên em đang bán này các bác nhá. Đó, đây test thực tế độ sáng rồi nhá. Đó. Đây nhá các bác ơi. Tối om nhá, để bật đèn này. Đó, thấy không? Đèn sáng nhá, đây là cái này là cái sáng bên cạnh này. Đấy, sáng bên hông thôi nhá, sáng bên hông. Đấy, sáng vừa này. Đấy, sáng đằng trước này. Cái này là cái đèn chế độ soi xa nhá. Các bác nhìn này, chế độ soi xa. Rất sáng luôn nhá, sáng trắng luôn này. Dã man luôn. Đấy. Con này khoảng tầm 200m thoải mái luôn. Rất sáng luôn nhá. Đó. Đấy, chế độ bên hông này. Đó, cực kỳ đa năng luôn. Này. Sáng nháy cảnh báo các bác nhá. Đó, nó còn một cái bên hông nữa này. Đấy, cái bên hông này cũng sáng này. Đó, bên hông này cũng ok luôn này. Đó, các bác có thể này, để đứng như này. Đó, để đứng như này. Đấy, ví dụ như nhà mình mất điện các bác ngồi ăn cơm. Đó, hoặc là các bác treo lên. Đó, hoặc là để bên hông như này được này. Đấy, để bên hông như này. Đó, rất là hay nhá. Đó, rồi đây, để đứng như vậy này. Đó, để đứng như các bác để soi này. Đó, chế độ này thì cực kỳ sáng luôn nhá. Một chiếc đèn rất là nhỏ nhắn ngon này nhưng mà cực kỳ sáng luôn. Đó, test thực tế đấy các bác nhá. Rất là ngon luôn. Cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về một cái dòng sản phẩm rất là mới. Đấy, đó là cái dòng sản phẩm là cái con khò ga đồng nhá. Đấy, con này thì lâu lắm mới có lại hàng này. Khò ga đồng, con này thì rất là nhiều bác hỏi luôn nhưng mà nó không có hàng. Đấy, cái hàng tiếp tục về. Sản phẩm khò ga đồng nguyên khối nhá. Đấy, dòng này thì nó là đồng nguyên khối, riêng cái dòng này thì các bác dùng thì nó là vĩnh cửu siêu bền rồi các bạn. Vì nó là dạng đồng nguyên khối thì dùng rất là bền và nó chịu nhiệt rất tốt nhá. Nhưng mà có cái là nó không đánh được lửa, về là các bác phải tự mồi. Đấy, lắp bình ga mini thoải mái cho em luôn. Đó, và đằng sau nó sẽ là nút tăng giảm ga nhá. Đấy, tăng ga giảm ga. Và phần này là cái phần chỉnh gió này. Đấy, chỉnh gió ở phần này. Đó, còn đây là phần tăng ga giảm ga. Đó, con này thì nói chung là các bác nào muốn bền bỉ mà dùng lâu dài thì có thể tham khảo dòng sản phẩm này. Các bác lên mã cho em là sản phẩm là cái khò ga đồng nhá. Đấy, khò ga đồng hoặc là khò đồng cũng được. Khò ga đồng. Bên em đang gửi bác một cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, khò ga đồng này. Khò ga đồng. Con này bữa trước hình như đang bán giá 150k, hôm nay thì bên em giảm giá cực sốc gửi bác luôn. Giá chỉ còn là 80k một con nhá. 80.000 cho con khò ga đồng như này. Đấy, khò ga đồng nguyên khối luôn các bác nhá. Hàng nguyên khối sáng trang luôn. Từ phần nõ cho đến phần vỏ ngoài bên trong toàn bộ bằng đồng hết các bác nhá. Đấy, toàn bộ đồng 100% luôn. Giá 80.000 một cây này các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác là một cái sản phẩm rất là hay, đó là cái sản phẩm cái miếng nam châm. Con này thì chuyên cho bác gắn vào ví dụ như những cái cánh cửa tủ ấy. Đấy, những cái cánh cửa tủ. Đấy thì các bác ở đây thì nó rất là dễ gắn thôi. Nó sẽ có là đi kèm ốc vít thì về các bác có thể bắt ốc vít, hoặc là nó sẽ đi kèm cái miếng miếng dán này, cái miếng dán bằng dính hai mặt này.
Đó thì bác có thể là về dán bằng băng dính hoặc là về các bác dán bằng ốc vít đều được. Đây rất chặt này, em cậy mãng được này. Đấy, nó hít rất chặt luôn nhá. Đó. Về thì các bác ví dụ một mặt này các bác dính vào trực tiếp vào cái phần cánh tủ này, còn phần này các bác dán vào cái phần sân tủ này. Thì khi mà đẩy cửa vào là nó sẽ tự động nó hút vào. Đấy, nó hút cái phần cửa tủ của bác vào nhá. Dùng nó rất là dễ thôi. Đó. Thì đi kèm đầy đủ sẽ có là ốc vít, băng keo đầy đủ các thứ nha. Đó, thì đây em sẽ mở bác xem thực tế một cái video nó test cái con sản phẩm nó có cùng xem này. Đấy, thấy không? Người ta lắp vào tủ này. Đó. Đấy, nó tự động sẽ hút vào nhá, làm cho cái tủ của nhà mình nó sẽ chặt hơn. Đó, thấy không? Có thấy không? Nó cũng rất tiện nhá. Đấy. Các bác lên mã xem là sản phẩm là cái này mã của nó là cái gì cho dễ nhỉ? Cái này gọi là cái bản lề nam châm cơ nhá. Con này thì cứ gọi là bản lề nam châm đi. Đấy, bản lề nam châm. Đấy, một bộ nó sẽ như này. Giá thì bên em gửi bác là 15.000 một bộ nhá. 15.000 một bộ 15.000 cho một cái bộ đấy, nó hút luôn này. 15.000 cho một cái bộ bản lề nam châm như này. Bên em bán là từ 3 bộ trở lên các bác nhá. Đấy, bán từ 3 bộ trở lên. Bản lề nam châm này. Bản lề nam châm. Đó, bản lề nam châm nó có nam châm hút cơ nhá. Giá sẽ là 15k. Bên em bán từ 3 bộ trở lên nhá. Đấy, bán từ 3 bộ trở lên vì giá của nó rất là rẻ rồi. 3 bộ trở lên. Đấy, 3 bộ trở lên. À, bản lề nam châm nhá, 15k một bộ, rất là hay. Các bác mua về sử dụng những cái cửa tủ nào nhiều khi mà nó không hút nữa bây giờ. Những cái khóa kia nó không hút nữa mà các bác thay nó rất là mất rất nhiều tiền. Đó thì có thể tham khảo cái con sản phẩm này. Về các bác thay thế và sửa chữa. Đấy. 15k một bộ nhá. Bản lề nam châm, bán lẻ từ 3 bộ trở lên cũng nhá. Và tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục lại về cái dòng sản phẩm đó là cái cao ngựa này. Đấy, bác nào mà bị nứt gót chân các thứ là nứt nẻ thì có thể tham khảo cái sản phẩm này. Nó là dòng cao ngựa nhá, bôi thì nó giữ ẩm rất tốt luôn. Đó, dùng rất là ngon. Chị nứt gót các thứ nhá, đây. Sản phẩm cao ngựa này mùi thì nó mùi thơm nhẹ nhẹ. Đó, chuyên về các bác bôi chị nứt gót chân, gót tay các thứ ra. Đó, hàng rất là ngon này. Đấy, sản phẩm cao ngựa luôn nhá các bác nhá. Giá thì hiện tại bên em đang bán hộp cao ngựa này giá sẽ là 30k. Đấy, 30k trong hộp cao ngựa này. Đấy, bán rất nhiều rồi, này thì dùng rất ok luôn nhá. Đây, các bác lên mã cho em là sản phẩm là cao ngựa này. Cao ngựa. Giá sẽ là 30k. Đấy, bác nào nứt gót chân, gót tay, nứt nẻ các thứ rồi, bác mua về sử dụng bôi cho em. Bôi khoảng tầm vài ngày cho các bác cảm thấy đỡ đau rát các thứ luôn các nhá. Đấy, 30.000 một lọ một hộp này các nhá. Lô kìm chết Mỹ nhá. Đó, hôm nay thì về với cái lô kìm chết Mỹ, hàng của Crossman. Đó, hàng quá chất lượng luôn và giá thì bên em gửi vào một cái giá tốt luôn, em báo giá luôn. Các bác lên mã luôn cho em sản phẩm là kìm chết Mỹ. Giá của nó sẽ là 110k một chiếc. Hàng của nó thì sẽ là hàng mới nguyên vỉ, hàng bãi nhưng mà là hàng bãi mới nhá, vẫn còn nguyên vỉ luôn. Đó đây. Michetun này, USA luôn các nhá. Michetun USA, hàng rất chất lượng luôn. Hàng Crossman, một trong thương hiệu chuyên về những cái đồ kim khí rất là nổi tiếng rồi. Đấy, anh em thì nói chung là nó lắc cái dòng thương hiệu này anh em không còn gì xa lạ rồi. Crossman USA, giữ đập chìm nó trên thân này. Đấy, thép thì sẽ là thép CRV nhá, cực kỳ cứng cáp dày dẫn luôn. Đó, rất trơn tru ngon lành, nói chung là kẹp phát nào anh em là dính phát đấy cho em luôn. Giá rất tốt nhá. Ốc yếc xoáy ngon lành luôn này. Đấy, ốc yếc xoáy ngon lành luôn. Giá rất tốt gửi các bác nhá. 110k một chiếc kìm chết MO nha. Đó, giá chỉ có 110k một chiếc thôi. Giá siêu tốt nha anh em. Đấy. Bác nào có nhu cầu về sản phẩm này thì cứ vui lòng nhanh tay đặt hàng luôn vì số lượng chỉ có khoảng tầm 5-7 con thôi nhá, không có nhiều đâu. Đấy, các bác nhanh tay đặt hàng, số lượng rất là có hạn luôn nhá. Về cái lô này thì nói chung là cũng phải tranh thủ nhá, đặt mãi về được một cái lô này. Đó, Crossman kìm chết Mỹ nhá. Các bác lên mã sản phẩm là kìm chết Mỹ. Giá sẽ là 110k một chiếc kìm chết Mỹ này các nhá. 110k một chiếc, hàng Crossman USA cho em các nhá. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop về một ít kilo đó là cái dụng cụ gắp mắt dứa nhá. Các bác lên mã cho em sản phẩm là cái gắp mắt dứa này. Gắp mắt dứa này thì hiện tại bên em đang bán giá sẽ là đi 15k một chiếc nhá. Giá chỉ có 15k một chiếc thôi. Đấy, giờ này đang vào mùa dứa rồi. Đấy, các bác gọt dứa nhiều khi là nó vất vả này, các bác mua này về. Nó là cái dụng cụ hỗ trợ nhá. Nó chất liệu thì sẽ là inox 304 cho em. Đó. Chất liệu là inox 304. Con này thì thao tác nó dễ thì các bác cứ chọc thẳng vào cái phần mắt dứa, bác ngoáy em cái rút ra. Đấy, chọc vào mắt dứa ngoáy cái rút ra. Dùng rất tiện dụng luôn, inox 304 anh em nhá. Giá của nó sẽ là 15k. Các bác lên mã sản phẩm là cái gắp mắt dứa nhá. Gắp mắt dứa này. 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc gắp mắt dứa này các bác nhá. Đây nhá các bác cùng xem đây người ta ấy này, người ta gắp này. Đấy, các bác thấy không? Rất ngọt ngào nhá. Đấy.
rất ngon luôn nhá, gấp mắt nào được phát đến mắt đấy luôn, rất tuyệt vời nhá, giá rất hợp lý, 15k một chiếc thôi nhá. Đó, chỉ có 15k một chiếc gấp mắt dưới thôi, rất ok luôn. Đó, thấy không, thực tế sản phẩm này nhá, rất ngọt cào ngon này, 15k một chiếc gấp mắt dưới nhá. Đó, 15k một chiếc nha, đây 15k một chiếc gấp mắt dưới này. Đó, 15k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo này bên shop tiếp tục lại về, đó là cái lô massage cánh bướm này. Con này thì quá chất lượng và quá xịn sò của bác rồi. Đó, một con massage cánh bướm nhá. Con này thì nó sẽ gồm có là một miếng massage này, đi kèm là một cái thân máy đi như này. Một thân máy chính. Đây, các đợi chút nhá. Đây một thân máy chính nha. Đây một miếng massage nhá. Về thì bác sử dụng nó các bóc qua cho em. Bóc ra các bác dán vào những chỗ nào các bác cần massage, ví dụ như là cơ đùi, cơ bắp rồi lưng liếc, những chỗ nào đau đớn các bác dán vào cho em. Sau đó là các bác lắp cái này vào. Đây ở đây nó có hai cái cúc này. Bấm vào cho em nhá. Đấy bấm vào. Đó và các bác bật máy thôi. Bật máy thì các bác nhớ là ấn cho em cái dấu cộng lên. Đấy, dấu cộng bắt đầu là nó sẽ hiện lên nhá. Và cái nút mà nó sẽ là cái chế độ này. Các cấp độ khác nhau nhá. Đấy, các chế độ khác nhau. Đấy, chế độ massage mạnh vừa rồi là phát massage cơ bắp các kiểu luôn. Đó. Và dấu trừ là tắt các nhá. Dấu trừ là tắt, còn dấu cộng là bật luôn. Đấy, và khi các bác chọn cấp độ các bác bấm cái dấu cộng cho em là bắt đầu là máy nó sẽ kích hoạt lên các cấp độ này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10. Con này nó tận mười mấy cấp độ các bác ạ. Giật cực kỳ khỏe luôn. Đấy, nói chung là nó cứ giật bánh bách luôn. Sản phẩm này tí nữa em sẽ ghép cho bác xem thực tế video em test cái con sản phẩm này nhá. Dùng rất là hay luôn. Đấy, bác nào mà đau xương khớp người ngậm mua về cho em. Nó kích thích cái hệ thần kinh cơ bắp bác, chống cái việc ví dụ như là đau mỏi cơ, đau mỏi xương khớp các thứ là dùng rất hay. Và cái con này nó là dòng massage tích điện, hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây, cắm sạc vào đây và sau đó là các bác lại sạc điện cho nó nhá. Đấy, hết pin là cắm sạc đây, các bác lại sạc pin sạc điện nó rất là hay luôn. Đấy, một con massage cánh bướm, nó massage cánh bướm này, giá của nó thì cũng rất là tốt của bác luôn. Các bác lên mã cho sản phẩm là massage cánh bướm, giá sẽ là đi massage cánh bướm này, massage cánh bướm giá sẽ là 50k một chiếc nhá, 50k một chiếc massage cánh bướm như này. Hôm nay em tiết cho bác xem cái con massage cánh bướm nhá, để các bác xem này. Đây bấm vào lưng để nhá, về có bóc con này ra này, bóc con này ra này. Đấy, sau đó là các bác dính vào cái chỗ nào đau, ví dụ như lưng này các bác dính vào nhá. Đây các bác lắp này trước nhá. Đấy, lắp cho em hai cái ốc này. Hai nó hai cúc cài cúc này đấy, sau đó các bác dính vào. Các bác dán vào chỗ nào các bác cần massage này dán vào. Sau đó các bác ấn nút cộng này nhá. Đấy, còn cái M là chọn chế độ này. Đấy, các cấp độ nhá. Đấy, còn nút cộng này, các cấp độ này. Đấy. Đây ơi, các bác thấy nó giật không này? Đấy nó giật này. Đấy, các bác nhìn này, nhìn kỹ nhá, nó giật này. Hôm nay thì rất là nhiều sản phẩm đồng loạt giảm giá để phục vụ các bác nhá. Đấy, rất là nhiều sản phẩm đồng loạt giảm giá luôn. Rồi tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác là cái lô kéo tỉa này. Các bác lên mã luôn cho sản phẩm là kéo tỉa. Con này thì tổng chiều dài của nó sẽ là 34cm. Tổng chiều dài 34cm, còn phần bản lưỡi của nó dài sẽ là 20cm. Hàng made in Japan cho em nhá, rất chất lượng luôn. Con này thì chuyên bác cắt tỉa rất ok. Hàng cực kỳ sắc bén, ngon ngọt luôn. Đó đây, em sẽ cắt cho bác xem này. Đó. Đây em cắt bằng cái giấy bóng luôn nhá. Đấy, cắt giấy thì nói chung là dễ cắt rồi, cắt giấy bóng này. Mình nhìn này, cắt phát nào đi phát đấy luôn nhá. Chuyên bác cắt tỉa này, cực kỳ ngọt ngào luôn này. Đấy, có thấy không? Nó sắc dã man luôn mọi người, sắc dã man luôn nhá. Lưỡi kéo cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá. Tay cầm thiết kế chống việc cho các bác là các bác cắt không bao giờ bị mỏi tay luôn. Đấy, nó dạng thiết kế vòm nha. Các bác cầm cái kéo rất là ôm tay, dễ cắt và không bị mỏi tay nhá. Hàng made in Japan cho em luôn. Nó lưỡi kéo dài 20cm. Con này thì theo quảng cáo nhà sản xuất thì nó làm được rất là nhiều việc, ví dụ như là các bác có thể là cắt tỉa cây này, rồi là cắt bông, rồi là thậm chí là các bác có thể ví dụ như là các bác cắt lông cừu này, rồi là làm thịt gà này, làm cá này, cắt tỉa rau này, rồi là cắt cành cắt kiếc, nói chung là đa di năng nhá. Một chiếc kéo tỉa của Nhật, hàng đa di năng. Và hôm nay thì bên em về lô mới với một cái giá rất là hợp lý gửi đi bác này. Đấy, các bác tranh thủ mua này, giá siêu tốt nhá, chỉ có duy nhất trong video hôm nay thôi. Con này bữa trước bên em đang bán giá 130k, hôm nay thì bên em giảm nhanh, bán nhanh bác luôn. Giá chỉ còn có là đi 110k một chiếc nhá. 110k một chiếc kéo tỉa này. Các bác lên mã luôn cho em sản phẩm là kéo tỉa cành. Đấy, kéo tỉa cành giá sẽ là 110k một chiếc nhá. Bỏ qua cái giá 130 bữa trước đi. Hôm nay thì giảm nhanh bác luôn, giảm luôn 20.000 nhá. Các bác dễ mua này. 110k một con kéo tỉa luôn nhá. Đấy, 110k một chiếc kéo tỉa. Rồi tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác là cái bộ dao lúa mạch. Các bác lên mã luôn sản phẩm là bộ dao lúa mạch. Con này thì hàng
của nó sẽ là hàng mới nguyên hộp luôn nhá. Bộ dao lúa mạch này, bộ dao chuyên bác sử dụng nhà bếp, rất đa năng luôn. Có sẽ gồm có là 1 2 3 4 5 6 6 món nhá. Gồm có một kéo này, một nạo này và ba dao thái gọt này và một cái dao cắt bánh mì. Đấy, bộ dao lúa mạch nhá. Giá sẽ là 90.000 một bộ này, hàng mới nguyên hộp luôn. Đấy, hàng này nó là hàng nhập khẩu châu Âu luôn nhá, rất chất lượng và xịn sò. Đó đây, một bộ dao này các nhá, một bộ dao này quá chất lượng luôn. Nó rất là nhiều màu sắc khác nhau nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Ebeck này, đó rất chất lượng luôn. Đó, bộ dao đây, toàn bộ thì nó sẽ phủ một cái lớp sơn tĩnh điện chống dính ở đây nhá. Đấy, chống dính thì các bác sử dụng rất ok luôn. Đó, bộ sản phẩm thì sẽ gồm có là như trên hình các bác đang xem nhá. Đấy, ba dao này, một con dao bánh mì là 4 này, một kéo là 5 và một nạo là 6 này. Đấy, cực kỳ nhiều màu sắc để phục vụ bác nhá. Dao thì quá sắc bén luôn. Đấy, quá sắc bén đây, con dao các bác có thể còn dùng con này cắt bánh mì này. Rồi là một con dao thái này, dao thái bản to này. Đấy, con này chuyên để thái này. Đó. Rồi là một con dao chuyên để lọc này, con này thì chuyên lọc thái này. Đấy, đầu nó nhọn các bác, lọc thịt các thứ rất ok này. Đó, rồi là nạo nhá. Đấy, nạo đây. Đó, nạo đa năng này. Đó, rồi là cả kéo luôn này. Đấy, cả kéo luôn. Các bác có về các bác cắt rau cỏ thịt hà rất ok luôn. Đấy, bộ sản phẩm full combo bộ sản phẩm nha. Giá thì bên em gửi bác một cái giá rất tốt luôn. Giá sẽ là đi 90.000 một bộ đâu nhá. Các bác lên mã cho em là bộ dao lúa mạch giá 90k. Đây em sẽ test cho bác xem thực tế độ sáng nhá. Đây. Coi nhá, dao rất ngọt ngào luôn này. Đó, dao chém vào nào được vào đấy luôn nhá, rất ngọt ngào luôn nhá. Quấy có thấy không? Cực kỳ ngọt ngào luôn. Đấy con này. Rồi đấy là tổng thể về cái dòng sản phẩm dao, bộ dao lúa mạch các bác nhá, bộ dao lúa mạch. Đấy, giá của nó thì sẽ là đi 90k bộ thôi. Đấy các bác nhanh tay vào việc này, 90k một bộ dao lúa mạch này. Hàng quá đẹp xịn sò luôn, rất là nhiều màu sắc của bác nhá. Đó, quá nhiều màu sắc luôn. Giá này các bác rất dễ mua luôn, 90k một bộ dao nha. Đó, đây. 90k bộ các bác nhá. Rồi tiếp theo điều này bên shop tiếp tục lại về đó là cái lô kéo gà các bác nhá. Các bác lên mã luôn cho sản phẩm là cái siêu phẩm kéo gà hàng của Đức nhá, hàng thương hiệu Wailing. Đó, made in Germany chưa? Hàng hiệu Wailing nhá. Con này nó có cả khóa lẫy luôn này. Giá của nó thì cũng rất là tốt luôn. À, con này bữa trước đang bán hình như là 160k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới và giảm giá bán nhanh bác luôn. Các bác lên mã luôn cho sản phẩm là kéo gà Đức này. Kéo gà Đức. Con này thì giá rất hợp lý của bác nhá. Kéo gà Đức này. Kéo gà Đức. Kéo gà Đức, con này bữa trước đang bán là 160k, hôm nay bên em về lô mới bán nhanh bác luôn, 110k một chiếc nhá. 110k một chiếc kéo gà Đức nha. Đấy, 110k một chiếc. Tay cầm thì tráng bạc này, cực kỳ chắc chắn luôn, có phần khóa lẫy nhá. Rồi là phần trợ lực đẩy đàn hồi. Ngoài ra con này có phần bật bia này. Đấy, bật bia, rồi là cả phần cắt kẹp, và ngoài ra thì nó có những cái răng cưa này khi bác sử dụng là các bác đánh vẩy cá anh em nhá. Đấy, dùng để đánh vẩy cá rất ok. Đấy, nói chung là các bác làm đa năng, cắt kẹp thịt thà xương xiếc cho em rất ok, cắt gà vịt mấy cân ok luôn nhá. Đấy, các bác không cần phải lôi thớt hay thiếc cả, dùng luôn con kéo này các bác phang cho em luôn, cực kỳ chất lượng nhá, mà giá rất hợp lý, chỉ có 110k một chiếc thôi. Đấy, 110k một chiếc kéo gà Đức thôi. Đấy, kéo được cực kỳ sắc bén, ngon lành xịn sò nhá, cắt phát nào được phát đấy luôn. Đó, 110k một chiếc kéo cắt gà Đức thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo này bên shop lại tiếp tục về cái lô hàng mới, đó là cái dòng cưa lách nhá, cưa lách này. Đó, giá của nó thì cũng rất là hợp lý, em báo giá luôn. Giá sẽ là đi 50k một chiếc cưa lách nha. Bao giá thị trường luôn. Các bác lên mã luôn sản phẩm là cưa lách nhá. Cưa lách này. Cưa lách. Giá sẽ là 50k một chiếc cưa lách nha. Đấy, 50k một chiếc cưa lách nhá. Giá quá tốt của bác luôn. 50.000 một chiếc. Đó, hàng made in Japan. Đây, coi nhìn này. Đấy, để em lấy nét cho bác xem nhá. Đó, hàng made in Japan. Dòng này nó là dòng cưa lưỡi kép nhá, cưa cực kỳ sắc bén luôn. Lưỡi của nó dài sẽ là đi 21cm. Đấy, lưỡi dài 21cm cho em nhá. Đó. Con này thì nói chung là dùng đa năng, và trong những công việc ví dụ như là các bác muốn tỉa những cái cành ở trong hốc sâu chẳng hạn, mà kéo kiểu các thứ không lách được, các bác dùng con cưa nhá. Đấy, để các bác lách, các bác tỉa vào những cành nhỏ, cành sâu bên trong ấy là các bác tỉa cho em. Đấy, nó gọi là cưa lách nhá. Đấy, để mình luôn lách vào các bác cắt cho em. Hàng made in Japan nhá, cực kỳ xịn sò, sắc bén ngon lành, cưa phát nào được phát đấy luôn, ngọt ngào ngon lành nhá. Giá thì chỉ có 50k một chiếc thôi. Các bác lên mã cho em sản phẩm là cưa lách này. Cưa lách giá sẽ là 50k một chiếc cưa lách này. Đấy, bao giá thị trường đúng không nhá. Sản phẩm tiếp theo này bên shop lại tiếp tục về cái dòng hộp tăm bông. Các bác lên mã cho em là hộp tăm bông. Một hộp này của nó sẽ là 200 chiếc các bác nhá. Một hộp này sẽ là 200 chiếc tăm bông. Đó, hàng rất xịn sò. Em hộp tăm bông 200 chiếc này. Đó, sản phẩm sẽ là sản phẩm tăm bông cốt tông nhá. Đấy, 100% bằng cốt tông luôn, cực kỳ xịn sò nhá. Chất lượng.
Dòng này của nó sẽ là dòng tăm bông hai đầu cho em nhá. Đấy, dòng tăm bông hai đầu này. Đấy, hai đầu, một đầu tròn và một đầu nhọn này. Đấy, về các bác ngoái rất ok luôn. Tăm bông nhá. Các bác lên mã sản phẩm là tăm bông một hộp 200 chiếc này. Bên em gửi đến các mối giá cũng rất hợp lý. Giá của nó sẽ là 20k một hộp nhá. Các bác lên mã sản phẩm là tăm bông. Đấy, hộp tăm bông này. Hộp tăm bông. Tăm bông giá sẽ là đi 20k một cái hộp 200 chiếc nha. 200 chiếc tăm bông nha. Đấy, một hộp giá chỉ có 20k thôi. Giá rất hợp lý luôn. Đấy, giá rẻ hơn cửa hàng rất, cửa hàng hiệu rất là nhiều. Đó. Chất liệu sẽ là cốt tông nhá, cực kỳ xịn sò ngon lành luôn. Đấy, một hộp tăm bông 200 chiếc giá 20k nhá. Rồi cái sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop về một cái lô đó là cái máy bào rau củ quả đa năng. Đấy, các bác lên mã cho sản phẩm là cái máy bào rau củ quả đa năng này. Con này thì đây, em sẽ quay để các bác dễ nhìn này. Đó, con này thì quá chất lượng luôn. Đây, em đợi chút em chỉnh cái quay, quay rộng nha các bác xem nhá. Đó đây, tổng quan một con sản phẩm đây. Đây thì về các bác là bào đa năng cho em luôn. Đấy, bào đa năng các bác bào sợi, bào xiếc, bào khoai tây, cà rốt, rồi là các bác bào các kiểu các loại luôn. Đó, đây bào đa năng, cực kỳ là ngon lành xịn sò nhá. Đấy, các bác bào các kiểu các loại luôn này, các món ăn phục vụ trong gia đình nhà bếp như mình. Rất ok. Con này thì hàng của nó thì nó sẽ rời những bộ phận thì về các bác lắp đặt, nó rất là dễ lắp đặt thôi. Đó, nó sẽ có là một cái tay tay xoáy nha. Đấy thì về các bác xoáy này cho em, xoáy ra. Xoáy ra nhá, xoáy cái phần ốc này cho em này. Đợi chút để em quay nhá. Để hướng dẫn các bác lắp đặt luôn. Đấy, các bác xoáy sẽ rút được cái tay này ra, sau đó là các bác rút này ra. Rút này ra thì bên trong nó sẽ có là lưỡi nhá, lưỡi này. Đó, lưỡi. Thì các bác muốn thay lưỡi các bác đẩy cái này cho em, đẩy ra. Đẩy ra nhá. Và các bác rút ra, các bác thay lưỡi khác cũng được. Đó. Cái bộ lưỡi này thì nói chung là nó nhiều loại lắm các bạn, nhiều loại lắm. Đấy, các bác cứ ấn cái này các bác đẩy ra. Đẩy ra con nhá. Đẩy ra xong các bác rút cái lưỡi này cho em. Đấy, rút cái lưỡi ra. Đó. Và đây là cái phần buồng xay này, cái phần buồng nạo bào này. Đó, còn đây là những cái lưỡi nhá. Con này nó tổng có mấy lưỡi rồi, nhiều lưỡi lắm các bạn. Đó, lưỡi thì nó sẽ đi theo bộ của nó các bác nhá. Đấy, đầu tiên là sẽ có là nạo sợi này. Nạo sợi các bác nhá, nạo sợi này. Rồi là có cả cái nạo bào kiểu dạng con chì nhỏ nhỏ này. Đấy, rồi là một cái dạng bào lát này thôi. Đây một cái dạng bào lát này. Đấy thì lắp đặt nó rất là dễ thôi. Thì đây một đầu là các bác cho vào đây. Đấy, các bác cho vào. Đây các bác xoay đầu các bác cho vào nhá. Đấy, các bác cho vào này, các bác đun nó vào này. Đun nó vào, sau đó là các bác lách vào đây, các bác ấn nó xuống này, ấn nó xuống. Sau đó các bác ấn mạnh vào cho em. Đấy, nó kêu cái tạch cái vào nhá. Đấy, rồi đó bên này các bác lắp tiếp cho em. Hai bên nó đối diện nhau mà. Để lắp tiếp cho em. Đấy, vì nó hai bên nó là dòng lưỡi kép nhá, nên là nó bào rất là nhanh mà bào rất là dễ bào nhá. Đấy, dòng lưỡi kép này. Đấy, ấn phát vào luôn nhá. Sau đó là các bác cho lưỡi vào rồi. Thì các bác cho đây cho em, cho vào cái lõ bên trong này, cho vào đây. Đấy, và các bác cho em cái tay quay vào đây, lắp cái tay quay vào, ấn cái tay quay vào nhá. Đấy, sau đó là các bác giữ một tay các bác siết ốc, siết cái ốc này vào cho em, siết cái ốc này vào để cho nó ôm chặt vào nhá. Đấy, ôm chặt vào này. Siết ốc ôm chặt vào. Đó, sau đó là các bác quay thôi. Đấy, quay thì cái phần buồng trên này. Đấy, buồng trên này các bác rút ra cho em, rút ra, rút cái ống này ra. Sau đó là các bác ví dụ như là có khoai khiếc này, các bác bỏ vào đây và các bác quay này, các bác nhìn này nó nạo này. Đấy, nó nạo nhá, đây này, nó theo cái đường vòng tròn thì các bác cứ bỏ vào nó nạo. Và nó nạo thì nó sẽ rơi vào bên trong này và bắt đầu sẽ nhả ra ở hướng này thôi nhá. Đó, còn đây là cái phần để các bác ấn. Đấy, ví dụ như là cái củ khoai mà tay các bác để ở đây rất là nguy hiểm, nhớ chẳng may nó va chạm, nó sắc, nó đứt tay ấy, thì các bác lấy cái này, các bác cho đây các ấn vào cho em. Đó, sau đó các bác xoay, quay này này. Vừa có thể là nấu ăn, vừa tập thể dục cho em coi nhá. Rất là hay luôn, cực kỳ là thông minh nhá. Bộ sản phẩm đi kèm sẽ có là ba bộ lưỡi đi kèm luôn, ba bộ lưỡi các cỡ khác nhau, à các kiểu bào khác nhau, bào kiểu dạng hạt này, rồi là bào kiểu dạng sợi này, rồi bào kiểu dạng nói chung là nó đa năng quá, đa năng. Đây em sẽ mở các bác xem thực tế với video nhé. Đây rồi các bác cùng xem thực tế sản phẩm này. Đây, các bác cùng xem thực tế sản phẩm của tôi đây nhá. Trước nhá, kết cấu bên trong thì cực kỳ đơn giản, tại vì máy nó cũng chạy bằng cơ mà. Bên trong sẽ được tặng kèm 6 lưỡi dao, tất nghĩa là có 3 loại lưỡi nhá. Hôm nay mình sẽ cho nó trải qua 3 cấp độ khó khác nhau và cũng là 3 loại thực phẩm mà chúng ta hay dùng nhất trong gia đình. Đầu tiên với dưa chuột mềm nhất thì mình thấy nó cắt khá là ngọt, giống được như video nhá. Còn với củ hành tây này thì mình mua hơn 1 tháng rồi nên là nó rất là héo. Vì héo nên là khi cắt nó sẽ hơi hắc nhẹ một chút, tuy nhiên là nó vẫn hoàn thành xuất sắc nhá. Trước đây khi chưa biết được cái máy này thì mỗi lần làm nem là phải sắt hành tây bằng tay. Mà sắt hết củ này thì đúng là cày mặn thấy bà luôn đấy. Các chị em mà gặp cái máy này thì đúng là vị cứu tinh luôn đấy. Còn với khoai tây thì các bạn nhìn thấy rồi, thực sự là nó cắt quá ngọt luôn. Tổng kết lại là đáng mua nha. Ngọc phun nó ra. Chỉ nói sự thật. Đấy,
Đây là thực tế về con sản phẩm cái con máy bào rau củ quả nhá. Đấy, một vị cứu tinh cho các chị em phụ nữ nhà bếp như mình luôn. Dùng rất là thông minh và rất là hay, dễ dùng nhá. Đấy, chỉ việc là các bác quay này. Đấy, quay. Đấy, tống cho em khoai tây, dưa chuột, hành tây các thứ nào. Các bác muốn bào kiểu nào các bác thay lưỡi vào anh em nhá. Nó sẽ có là 3 bộ lưỡi đi kèm. Đó, bộ sản phẩm thì giá rất là tốt của bác luôn. Các bác lên mã cho em sản phẩm là cái máy bào rau củ quả. Đó, máy bào rau củ quả này. Giá của nó thì cũng rất là tốt của bác luôn. Đấy, máy bào rau củ quả nhá. Đấy, rau củ quả. Giá của nó thì siêu tốt bác luôn nhá các bác nhá. 120k một chiếc nhá. 120k một chiếc máy bào rau củ quả này. Đấy, hàng mới nguyên hộp luôn. Hàng rất chất lượng, em đã review thực tế bác xem và cũng như có video test thực tế sản phẩm rồi. Đó, bộ sản phẩm đầy đủ các phụ kiện đi kèm bên trong hộp nhá. Về bác lắp đặt vào, dùng lưỡi nào các bác lắp lưỡi đấy cho em, rất là dễ dùng và rất dễ dàng lắp đặt và sử dụng thôi. Đấy, máy bào rau củ quả nhá. 120k một chiếc máy bào rau củ quả này các bác nhá. Rồi, sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop tiếp tục lại về cái lô đó là bảng tự xóa. Và hôm nay bên shop gửi bác một cái giá siêu tốt luôn. Các bác lên mã luôn cho em, giúp em là bảng tự xóa. Đấy, bảng tự xóa dành cho trẻ em các bác nhá. Đó, giá thì bữa trước đang bán 80k, hôm nay thì bên em về một cái giá siêu sốc các bác nhá. 50k một chiếc thôi. 50k một chiếc bảng tự xóa này các bác, nhanh tay vào việc này, số lượng có hạn các bác nhá. 50k một chiếc bảng tự xóa, giá chốt hạ luôn nhá. Giá chốt hạ luôn, một chiếc bảng tự xóa cực kỳ là thông minh, ngon lành, xịn sò, chất lượng nhá. Đó, con này thì đa di năng các bác ạ, đa di năng luôn. Nó sẽ gồm có là một chiếc bảng và một chiếc bút đi kèm. Đấy, muốn sử dụng được các bác lật cái mặt sau cho em, đẩy cho em giúp em về cái phần mở khóa này, đẩy cho em về phần mở khóa, sau đó là các bác sử dụng thôi. Đấy, cho các cháu mình sử dụng nhá. Đây, con này thì rất là dễ dùng. Đấy thì nó dùng cái bút này các bác viết lên cho em. Viết đi. Ví dụ mua về cho các cháu nhà mình làm nháp nhiếc các thứ này rất ok này. Đó, làm nháp làm nhiếc rồi là vẽ vời các thứ lên trên đây. Sau đó nếu mà các bác muốn xóa đi, ấn vào cái phần thùng rác của em, ấn vào cái này, tự động nó mất nhá. Đây. Đấy, rất ok nhá. Vẽ vời các kiểu em nhá. Này, ấn cái này, mất luôn. Này, vẽ này. Đó, ấn cái mất luôn, rất ok nhá. Giá thì siêu tốt bác luôn, 50k một chiếc bản tự xóa thôi. Đấy, giá chỉ có 50k một chiếc bản tự xóa thôi. Nhanh tay vào việc này. Đây coi các bác cùng xem thực tế sản phẩm này. CD thế hệ mới này, cấu tạo bề ngoài như một chiếc máy tính bảng thông minh, khiến bé thích thú, ham mê học tập, thỏa sức vẽ vời sáng tạo. Đặc biệt có thể xóa mọi chi tiết với một nút bấm. Thật thần kỳ quá đi, bảng vẽ LCD được cấu tạo từ chất liệu nhựa PP cao cấp, có đập thế nào cũng không nứt vỡ. Như thế này thì các bé dùng đến lúc đi học đại học nhé. Bố mẹ hay anh chị cũng có thể dùng bảng để nháp hay ghi chép. Tiết kiệm giấy mực bằng sạch sẽ an toàn. Bảng vừa xịn vừa rẻ thế này mà không sắm cho mỗi bé một chiếc thì tiếc làm đó nha. Bé không còn chơi điện thoại nhờ bảng vẽ LCD thế hệ mới này, cấu tạo bề ngoài như một chiếc máy tính bảng thông minh, khiến bé thích thú, ham mê học tập, thỏa sức vẽ vời sáng tạo. Đặc biệt có thể xóa mọi chi tiết với một nút bấm. Thật thần kỳ quá đi, bảng vẽ LCD được cấu tạo từ chất liệu nhựa PP cao cấp, có đập thế nào cũng không nứt vỡ. Bên thế này thì các bé dùng đến lúc đi học đại học nhé. Bố mẹ hay anh chị cũng có thể dùng bảng để nháp hay ghi chép. Tiết kiệm giấy mực mà sạch sẽ an toàn. Bảng vừa xịn vừa rẻ thế này mà không sắm cho mỗi bé một chiếc thì tiếc làm đó nha. Đấy, đấy là thực tế về con sản phẩm bảng tự xóa nhá. Giá của nó thì sẽ là đi 50k một chiếc bảng tự xóa này. Rồi, sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm là cái cân sức khỏe. Các bác lên luôn mã cho sản phẩm là cân sức khỏe đi. Đó, con này thì hôm nay bên em cũng về lô mới và giá rất là tốt của bác luôn. Các bác lên mã cho em sản phẩm là cân sức khỏe này. Cân sức khỏe. Cân sức khỏe này thì bữa trước đang bán giá là 140k, hôm nay bên em cũng về lô mới giảm giá này bác luôn, 100k một chiếc nhá. Giảm liền luôn 40.000, 100k một chiếc bác, nhanh tay vào việc này, số lượng có hạn này các bác ơi. Đấy, số lượng có hạn nhá. Đấy, một chiếc cân sức khỏe, hàng rất chất lượng, xịn sò luôn. Con này thì dùng rất là dễ nhá, dùng cực kỳ dễ. Về là các bác chỉ việc lắp pin và các bác dùng thôi. Đấy, nó theo dõi cái phần cân nặng sức khỏe bác nhá, để các bác ví dụ như các bác chủ động các bác theo dõi sức khỏe mình. Đấy, xem tình hình mình sức khỏe dạo này thế nào rồi, có ổn định hay không cô nhá. Đó, sản phẩm cân sức khỏe rất chất lượng luôn này. À, con này thì cấu tạo phần sẽ là phần mặt kính nhá. Đấy, phần mặt kính cường lực cực kỳ chắc chắn, xịn sò luôn và rất là dễ vệ sinh nhá. Con này thì cân mắc tối đa của nó sẽ lên đến 180kg, hàng cực kỳ là mỏng. Đấy, cực kỳ mỏng nhá, các bác có thể cho vào gầm bàn gầm ghế thứ là tiết kiệm diện tích nhá và rất là dễ sử dụng. Về các bác tháo phần lắp pin dưới ra. Đấy, lắp cho em hai viên pin tiểu con thỏ này vào, các bác lắp vào cho em. Lắp là rất là dễ thôi. Đấy, lắp thì các bác cứ nhớ là lắp đúng cực cho em nhá. Lắp đúng cực cho em. Đấy, đậy nắp vào. Và khi mà lắp vào thì cân nó sẽ nhảy lên số luôn này. Đấy, nhảy số luôn nhá. Bây giờ em sẽ ra em cân tiếp các bác xem. Các bác lưu ý là cái dòng cân này các bác phải để những chỗ nào nó thật là bằng phẳng thì cân nó mới chuẩn được nhá các bác nhá. Ở đây thì ngoài ra nó có báo cái phần phần trăm pin và ngoài ra thì nó báo luôn cả cái chế độ nó là cái
nó gọi là cái gì nhỉ, cái nhiệt độ nhá, nhiệt độ đấy, báo cả nhiệt độ cũng như là phần trăm pin. Ngoài ra thì nó báo toàn bộ hết ở trên cái màn hình hiển thị điện tử trên này đấy, gọi là cân sức khỏe nhá. Giá sẽ là 100k một chiếc cân sức khỏe này, em bán nhanh bác luôn này. Đây giờ sẽ đi vào cân test bác xem đây nhá, đây giờ sẽ cân test thử bác xem luôn nhá. Đây em đứng cái cân này đó, đây coi nhá, rất là số má rất là rõ ràng này, 54.70 kg này, nhiệt độ sẽ là 25 độ C nhá, nó báo của nhiệt độ rồi phần trăm pin luôn đấy. Cân mắc sẽ là 180 kg nhá, rất chất lượng luôn, giá thì rất là hợp lý, chỉ có là đi 180k thôi. Toàn bộ thông số đấy sẽ hiển thị ở trên màn hình điện tử này đấy, cân rất chắc chắn nhá. Phần mặt kính các bác rất là dễ vệ sinh đấy, khi mà cân xong thì các bác có thể là dùng một cái vải các bác lau qua cho em lượt cái là xong, rất ok luôn nhá, giá rất hợp lý. Các bác lên mã luôn cho sản phẩm là cân sức khỏe này, giá sẽ là đi 100k một chiếc nhá, 100k một chiếc cân sức khỏe này, giá siêu tốt luôn. Rồi sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop lại tiếp tục về, đó là cái dòng sản phẩm nồi lẩu mini, con này thì bán quá chạy rồi và giá của nó thì cũng rất là tốt luôn nhá, em lên mã báo giá bác luôn, các bác lên mã luôn cho sản phẩm là nồi lẩu mini này, nồi lẩu mini giá của nó sẽ là 150k một chiếc nhá, 150k một chiếc nồi lẩu mini này. Con này thì nói qua về phần thông số công suất, thông số thì công suất sẽ là 600W nhá, và cái đường kính nồi lẩu sẽ là 18cm, sử dụng điện 220 và dòng điện sẽ là 50W này. Đấy. Nói chung là công suất rất là vừa phải, các bác dùng gia đình cho em rất ok. Đấy, chuyên để dùng nấu lẩu này, hấp này, rồi là thậm chí các bác xào nấu ok cho em luôn. Đấy, sử dụng cái nồi lẩu này thì khoảng tầm 3-4 người rất hợp lý. Hàng thì sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá. Đấy, dòng này thì nấu cực kỳ nhanh luôn, sôi nhanh dã man luôn các bác ạ. Em bán rất là nhiều rồi. Đó, một con sản phẩm nồi lẩu này. Con này đường kính sẽ là 18cm nhá. Phần đáy, phần lòng nồi toàn bộ sẽ được trắng đá chống dính nhá, trắng vân đá chống dính nhá. Phần này có tay cầm, đây là phần ổ nguồn vào này. Đấy, đi kèm thì sẽ có là tích hợp phần công tắc các bác nhá. Đấy, hai cấp độ sôi, một cấp độ 1, cấp độ 2 này, hai cấp độ sôi nhá. Và phần bật tắt nguồn thì nó tích hợp luôn ở cái nút công tắc này luôn. Đó, nồi thì cầm rất là chắc chắn nhá. Đấy, và rất là nhẹ nhàng. Đó, rất là nhẹ nhàng, nói chung là tiện dụng nhá. Các bác nào mà gia đình ít người hoặc là cho các bác hay đi làm văn phòng đấy, công trường, mình ví dụ như mình có một mình đấy, mình ở mình cũng dùng rất là tiện, hoặc là sử dụng làm nồi lẩu mini khoảng tầm 3-4 người dùng rất ok. Đó, đi kèm thì bộ sản phẩm sẽ có một cái dây nguồn nha, đấy, dây nguồn cấp điện này, và một cái khay hấp nữa nhá. Đấy, ngoài chức năng là cái con này nó có thể là ăn lẩu này, rồi là xào nấu ở cái phần dưới này, thì bên trên này đi kèm nó có một cái khay hấp nha. Khi ví dụ như là các bác có những cái đồ hấp như là bánh bao này, rồi là các bác muốn hấp tôm, hấp tiếc các thứ gì các bác cho vào đây cho em, rồi là thậm chí là có tí lòng lợn hay gì đấy. Đấy, về là cho lên đây hấp, vừa ăn vừa hấp luôn. Đấy, ăn nóng nó ngon quá nhá. Đấy, rồi có đi kèm cả vung đậy luôn, vung đậy kính cường lực trong suốt nhá, các bác có thể là theo dõi đồ ăn ok cho em luôn nhá. Vung thì đậy vừa cả phần trên này luôn này. Đấy, đậy vừa cả phần trên này luôn. Ngoài ra thì có thể là đậy vừa cả phần này luôn. Đó, đây rất ok luôn, một chiếc nồi lẩu mini. Dung tích con này, dung tích thì của nó sẽ là đi thôi sao nào các bạn đợi chút. Dung tích sẽ là 1.8L nhá. Đấy, dung tích là 1.8L. Đấy, 1.800ml 1.8L, gần 2L nước nhá, gần lấy nước đây. Em đã đang test thực tế con sản phẩm đây các bạn nhá, sử dụng điện 220 cho em. Đó, sản phẩm em đang test thực tế đây, các bạn nhìn này. Sôi rất là khủng khiếp luôn, mà sôi cực kỳ nhanh nhá, các bạn nhìn này. Sôi này, dã man luôn, sục luôn nhá. Đấy, ngoài chức năng là các bác có thể ăn lẩu, các bác có thể hấp này, thì các bác có thể là xào nấu ok cho em luôn nhá. Đấy, xào nấu các kiểu độ vào đây được luôn. Đấy, xào nấu ok luôn, ngoài chức năng là nấu ăn lẩu rồi là hấp thì xào nấu ok luôn nhá. Đấy, nói chung là các bác làm một trong những cái việc nhà bếp xào nấu cơ bản thì con này nó phục vụ các bác hết các tính năng luôn. Đấy, cực kỳ ok nhá. Mà giá thành của nó rất là hợp lý luôn. Giá chỉ có là đi 150.000 một chiếc thôi. Giá siêu tốt nhá. Đấy, giá siêu tốt gửi các bác luôn. 150.000 chiếc này, các bác nhìn này. Sôi cực kỳ nhanh. Đấy, sôi cực nhanh. Nếu mà các bác cắm bằng này nước thì các bác chỉ có cắm chắc trong khoảng tầm chưa đầy 2 phút nước đã sôi rồi. Sôi nhanh dã man luôn. Hoặc các bác ăn lẩu thì cực kỳ tiện nhá. Đấy, ăn lẩu rất tiện. Giá thì báo giá luôn rồi các bác nhá. Đấy, giá sẽ là 150k một chiếc nồi lẩu mini này. Các bác lên mã trên sản phẩm là nồi lẩu mini này. 150k một chiếc. Hàng đi kèm đầy đủ phụ kiện này. Đó, một nồi này, một vung này, một dây nguồn và một khay hấp như này. Đấy, đầy đủ bộ sản phẩm full combo nhá. Hàng mới nguyên hộp gửi bác luôn. Giá sẽ là 150k một chiếc nồi lẩu mini nhá. Đấy, 150k một chiếc nồi lẩu mini.
nấu đa năng, lẩu hấp rồi là sao nó ok cho em luôn các bác. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái sản phẩm đó là cái chốt cửa tự động này. Giá của cái sản phẩm chốt cửa tự động này giá sẽ là đi sản phẩm chốt cửa tự động này giá của nó sẽ là 40.000 một bộ nhá. Con này nó là nhôm. Đấy, chất liệu thì sẽ là nhôm nhá. Đây, nó là dòng chốt cửa tự động này. Khi mà các bác bắt vào cái phần ví dụ như là cửa tủ, cửa kia các thứ ra. Đấy, khi mà các bác ví dụ các bác đẩy mạnh cửa vào thì nó sẽ trượt cái phần này và nó sẽ vào cái lẫy nha. Còn nếu các bác muốn mở ra các đẩy lẫy cho em. Đó, đẩy lẫy cho em. Thì nó sẽ mở ra, dùng rất hay nhá. Đó là dạng sản phẩm là chốt cửa tự động, đi kèm thì sẽ có ốc vít về các bác bắt này. Đấy, bộ sản phẩm thì giá nó rất tốt. 40.000 cái bộ sản phẩm chốt cửa tự động nha. Đây các bác cùng xem thực tế với video. Sản phẩm người ta lắp đặt đây các bác nhá. Đây. Cùng tiện lợi luôn các bác ạ. Công việc giờ chỉ cần mở cửa, hết cửa từ chốt. Giờ không phải lo đã đóng cửa hay chờ nữa rồi. Đấy, các bác cứ đẩy mạnh cửa là tự động sẽ chốt vào nhá, vào lẫy nhá. Đây này các bác nhìn này. Đấy. Gia thăm con là nhiều lúc quên chốt cửa tìm hết cả hơi. Chốt cửa thông minh tự khóa, chất liệu nhôm cao cấp, vô cùng tiện lợi luôn các bác ạ. Công việc giờ chỉ việc mở cửa, hết cửa từ chốt. Giờ không phải lo đã đóng cửa hay chờ nữa rồi. Đấy, có đẩy mạnh này, đấy đẩy mạnh nó sẽ vào lẫy nhá. Đấy, cứ đẩy mạnh nó sẽ vào lẫy. Đấy, còn lúc nào mà các bác muốn mở được bác kéo cái này ra, đấy nó sẽ bắt đầu nó sẽ mở ra, còn không thì tự động nó sẽ đẩy cái lẫy vào. Đấy, đây khi mà các bác đẩy mạnh vào thì cái phần lẫy nó sẽ đẩy vào một chút này, thì nó sẽ sập vào cái phần khóa này, đấy nó sẽ khóa các bác nhá, đấy nó gọi là chốt cửa tự động. Giá thì sẽ là 40k một cái bộ chốt cửa tự động nhá, 40k một cái bộ chốt cửa tự động nha, các bác lên mã sản phẩm là chốt cửa tự động 40k. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop về cái lô đó là cái sản phẩm kìm vàng. Các bác lên mã sản phẩm là kìm vàng. Con này thì cực kỳ đa năng và dòng sản phẩm này nó là dòng kìm 9 inch thôi nhá. Kìm 9 inch. Con này rất là to rồi. Đấy, bác nào mà hay thợ thuyền dùng con này cho em chấm hết luôn. Tay có bọc khách điện luôn này. Kìm thì đa di năng nhá, bấm cốt này. Rồi là tuốt dây cắt kẹp, cắt kẹp các kiểu em luôn. Đấy, coi nhìn cái phần đầu kìm này rất to nhá. Nó to hơn những cái dòng kìm thông thường nó sử dụng rất là nhiều, mà giá thì rất là hợp lý, giá chỉ có 150k một chiếc thôi. Các bác lên mã sản phẩm là kìm vàng. Đấy, kìm vàng giá 150k. Con này thì size của nó sẽ là size 9 inch không nhá. Đấy, riêng size 9 inch, một chiếc kìm size 9 inch thì rất là to. Đấy, nó là dạng hàng khủng luôn các nhá, dạng khủng luôn. Đây có cả tuốt dây luôn nhá. Đây tuốt dây này. Đấy, tuốt dây rồi là cắt kẹp các kiểu em luôn nhá. Đấy, rất đa di năng. Con này nó cũng quảng cáo là lưỡi cắt rất là sắc nha. Đấy, rất sắc bén và cắt rất là ngọt luôn. Đấy, vì các bạn nhìn một con kìm này cực kỳ chắc chắn đầm đã nhá. Đó, quá ok luôn. Giá rất hợp lý, các bác lên mã sản phẩm là kìm vàng. Đó, kìm vàng. Giá sẽ là 150k một con kìm vàng nha. Đấy, 150k một con cũng rất là đa năng, phục vụ các bác nhá, anh em thợ thuyền rất ok luôn. Một cái sản phẩm cũng rất là hay đó là cái nhẫn đồng hồ. Các bác lên mã luôn cho em sản phẩm là nhẫn đồng hồ. Đấy, em có một ít cái dòng sản phẩm này rất là hay. Đấy, nhẫn đồng hồ nhá. Đấy, có khoảng tầm chục chiếc thôi các bạn, có khoảng chục chiếc thôi. Nhẫn đồng hồ giá của nó sẽ là 60.000 một chiếc nhá. Nó sẽ tích hợp luôn cả nhẫn cũng như là đồng hồ đây luôn. Đấy, thì đây về các bác đeo sẽ đeo vào. Con này thì cái phần này nó sẽ co giãn nhá, nên là khi ví dụ là ngón tay to nhỏ là các bác vẫn có thể đeo hết luôn. Đấy, đây có đeo hết luôn. Về thì các bác nhớ là rút cho em cái chốt này ra. Ở đây nó có một cái chốt lẫy này. Đấy, nhớ rút ra cho em nhá. Rút ra sau đó là các bác ấn vào. Đấy, ấn vào. À đâu, các bác chỉnh giờ trước này, chỉnh giờ đây. Đây em sẽ rút ra. Chỉnh giờ nhá, các chỉnh giờ này. Đó, các chỉnh giờ đây, sau đó là ví dụ đây. À, cứ ấn vào này. Đấy, bắt đầu đồng hồ chạy này. Đấy, đồng hồ chạy nhá. Đó, vừa có thể là đồng hồ vừa làm nhẫn cho em nhá. Rất hay. Đó, nó là dạng hợp kim nhá. Đấy, dạng thép chống rỉ. Đấy, thép chống rỉ cực kỳ là chắc chắn luôn, cầm một con nhẫn đồng hồ rất nặng. Đấy, cầm rất nặng nhá, chắc chắn. Đó đây, vừa tích hợp nhẫn vừa tích hợp đồng hồ này. Đấy, đeo rất đẹp nhá. Đó, các bác làm phụ kiện thời trang các thứ là nhìn rất là độc đáo. Đó đây, rất là đẹp luôn. Đó, một chiếc sản phẩm nhẫn đồng hồ giá chỉ có 60k một chiếc thôi. Cái phần vòng này các bác có thể co giãn nha, nên ví dụ các bác đeo tay to tay nhỏ là các bác đeo hết luôn. Đấy, ví dụ như là ngón nhỏ là các bác vẫn có thể đeo được này. Đấy, hoặc là như ngón út này vẫn có thể đeo luôn này. Đấy, rất hay nhá. Hoặc ngón áp út này cũng vẫn có thể đeo được này. Đó, rất là vừa vặn nhá, rất ngon lành luôn. Nhẫn đồng hồ giá sẽ là 60k một chiếc nhẫn đồng hồ này. Đó, có khoảng tầm chục con nhá, có khoảng tầm chục con. Các bác có thể mua về sưu tầm, rồi mua về chơi, mua về làm quà tặng cũng rất ok nhá. Đấy, hoặc mua về làm phụ kiện, mình đi chơi đi bài mình đeo. Đấy, làm phụ kiện thời trang cũng rất hay nhá. Nhẫn đồng hồ giá sẽ là 60k một chiếc nhẫn đồng hồ nhá. Đấy, 60k một chiếc nhẫn đồng hồ, có tích hợp cả đồng hồ nhá. Đấy, có tích hợp cả đồng hồ luôn, rất hay nhá. Đó, đây đang chạy, mình nhìn này đang chạy này.
Nó chạy rất là ngon luôn nhá. Rồi, đây là sản phẩm nhẫn đồng hồ. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về một cái lô, đó là cái kệ. Cái này nó là cái kệ bát sen. Đấy, các bác lên mã xem cho em là sản phẩm là cái kệ bát sen này. Cái kệ đỡ cái bát sen, cái vòi bát sen là mình ấy, hoặc là cái giá đỡ vòi sen cũng được. Các bác lên mã sản phẩm là giá đỡ vòi sen, giá của nó sẽ là 40k. Hiện tại thì rất là nhiều bác hỏi có cái sản phẩm này không, bán lẻ không. Đấy thì hôm nay bên em về một cái lô này để phục vụ các bác này. Đấy, ví dụ như là bác nào mà hiện tại đang hỏng cái phần giá đỡ mà để cái bát sen này mình ấy thì có thể tham khảo sản phẩm này. Cái con sản phẩm này thì nó rất là thông minh, là về là các bác không cần phải khoan đục gì. Nó tức là nó sử dụng một cái miếng dán băng dính ở đây. Nó là dòng băng dính cao cấp nhá. Đấy, dán cực kỳ chắc luôn, dán chắc dã man luôn nhá, dán chắc cực kỳ luôn. Đấy thì trước khi các bác dán, các bác vệ sinh sạch sẽ mấy khu vực các bác muốn dán lên. Đấy, các bác vệ sinh lau khô đi, sau đó là các bác bóc cái miếng này ra, về là các bác dán trực tiếp lên đấy. Các bác cân đối làm sao cho nó nhìn cho nó cân cho đẹp, làm sao nó dắt vừa cái sen nhà mình. Đấy là các bác về là các bác dán vào thôi. Nó không cần phải khoan lỗ, khoan đục tường gì cả. Đấy, về các bác cứ dán trực tiếp cho em. Dán cực kỳ chặt các bác nhá. Đấy, riêng dòng này các bác cứ dán cực chặt, keo nó chặt lắm, keo dính dã man luôn. Đó, keo dính dã man luôn nhá. Giá của nó thì cái giá đỡ vòi sen này, giá sẽ là 40k một triệu nhá. Đấy, 40k một chiếc giá đỡ vòi sen, hàng của công ty nhá. Đấy, hàng của công ty luôn, cực kỳ chắc chắn xịn sò ngon này. 40k một chiếc giá đỡ vòi sen nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái sản phẩm là cái bao tay rửa bát nhá. Đấy, bao tay rửa bát này, con này rất là hay. Nó sẽ gồm có là hai chiếc như này, một đôi. Con này thì nói chung về các bác rửa bát rửa đĩa ra mình chấm hết rồi. Nó sẽ gồm có là tay trái tay phải nhá. Đó đi đây. Về các bác xỏ và các bác rửa bát rửa đĩa cho em rất là hay. Đó, phần tay cũng rất là dài nhá, lên đến phần giữa cánh tay luôn này. Đó, chuyên bác rửa bát một bên nó sẽ là những cái ngón tay để các bác cầm bát này, còn bên này tích hợp luôn cái phần trà bát trà son nhà. Đấy thì các bác cứ cho trực tiếp cái phần dầu rửa bát ở đây các bác cọ luôn. Đấy, như này là các bác cọ luôn này, không cần phải bú rác gì gì nữa. Cứ như này các bác cọ luôn vì đây nó có những cái gai này. Đấy là cứ thế là các bác cọ thôi. Đó, một cái đôi bao tay rửa bát, hàng rất là dày nhá. Hàng cực kỳ dày luôn, cao su rất dày nhá. Đấy, cao su co giãn 4 chiều cực kỳ dày dẫn luôn. Đó, chắc chắn ngon lành luôn nhá. Giá thì hiện tại bên em gửi bác một cái bao tay rửa bát như này. Đấy, một cái đôi bao tay rửa bát như này. Giá sẽ là 30.000 một đôi nhá. Các bác lên mã cho em sản phẩm là cái đôi bao tay rửa bát đây. Đó, một đôi bao tay rửa bát như này. Giá sẽ là 40k. À xin lỗi bác là 30k. Đấy, 30k một đôi cái đôi bao tay rửa bát đâu nhá. Đấy, dùng rất là tiện. Dụng và hay, rất chất lượng luôn đấy. Các bác cùng xem thực tế video này. Đó. Bao tay rửa bát này. Đây. Đó, đây. Khi bác sử dụng này. Đó. Đó, các bác rửa bát thì đĩa ngon lành luôn nhá. Đó, đây, rất tiện dụng luôn. Giá rất là hợp lý nhá. Rồi là vệ sinh khu vực nhà bếp, các bác dùng bao tay cho em, các bác xỏ vào, vệ sinh nó sạch sẽ ngon lành. Mà giá cũng rất là hợp lý. Giá chỉ có 30.000 một đôi nhá. 30k một đôi bao tay rửa bát này. Đấy, 30k một đôi bao tay rửa bát các nhá. Rồi cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái lô ghế hơi. Đấy, các bác lên luôn mã cho em sản phẩm là cái ghế hơi nhá, ghế hơi. Giá thì em báo giá luôn. Giá của nó sẽ là đi 400k một cái bộ sản phẩm ghế hơi như này. Nó là dòng ghế hơi nhá. Con này thì nói qua về phần thông số này, nó sẽ gồm có là hai chi tiết, một cái ghế và một cái đệm chân như này. Đó thì đây, cái phần ghế của nó thì kích thước của nó thì sẽ là 116cm nhân với 98 nhân với lại 83 này. Đó đây. Còn cái phần để chân thì 62 nhân 62 và nhân 31cm. Đó, toàn bộ sẽ đơn vị đo em đang đọc trên màn hình, đây là đơn vị đo cm nhá. Đấy, phần ghế sẽ là 116 nhân 98 nhân 83 và phần ghế đệm sẽ là 62 nhân 62 nhân 31, ghế cực kỳ to luôn. Nói chung là một người lớn ngồi thoải mái luôn nhá. Còn nếu mà trẻ em thì mình ngồi hai đứa, ba đứa trẻ em luôn. Đó đây, ghế hơi 400k một cái bộ ghế hơi này, bao ship đây. Các bác cùng xem trực tiếp sản phẩm em đã bơm sẵn này để cho bác xem này. Đây em ơi, đây là ghế hơi nhá. Đó, con này thì về ở đây nó sẽ có cái van về để bác bơm hơi về thôi. Dòng này thì nếu bác muốn bơm nhanh thì các bác, nhà bác nào có máy thì bơm, hoặc là các bác có thể là ra các bác nhờ mấy anh sửa xe đấy thì các bác ra nhờ mấy anh bơm, hoặc là nếu mà không thì các bác nhà có bơm thì các bác bơm vào. Đó, đây nó có cái van bơm này đấy, thì về các bác bơm cái van vào đây. Đó, bơm cái van vào đây, bơm hơi vào đây các nhà, bơm hơi vào đây. Đây là cái ghế này đấy, đây là cái ghế rất to luôn nhá. Đó, rồi là cái để chân này. Đó, đây cái cục để chân này cũng là hơi luôn nhá. Đây, cục để chân thì cái phần van bơm nó xếp bên này, bên hông này. Đấy thì ở đây khi mà sử dụng thì rất hay luôn. Đó. Đây nhá. Các bác cùng xem thực tế cho mọi người.
nằm rất êm luôn, nằm cực kỳ êm luôn. Đó, nằm rất êm luôn nhá. Đây. Nằm rất êm. Nằm rất êm luôn nhá. Nằm rất êm luôn. Đó đây. Đó luôn nhá. Đó đây. Nằm rất ok luôn. Đấy, đấy là thực tế về sản phẩm ghế hơi nhá. Giá của nó sẽ là 400k một cái bộ sản phẩm ghế hơi như này. Bên em bao ship tận nhà luôn các bác nhá. Giá rất là tốt luôn. Và đây sản phẩm thực tế cũng như là trên ảnh thì nói chung là nó y xì phóc nhau thôi. Đó, người ngồi này, nằm này rất ok nhá. Rất là thoải mái khi bác sử dụng đọc sách, thư giãn các thứ cho em rất ok. Đấy, 400k một cái bộ sản phẩm ghế hơi là các bác nằm ngồi xem tivi. À, đau lưng đau lối thứ nằm cho em rất êm luôn, cực kỳ êm nhá. Nó là dòng hơi mà nên rất là êm. Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, live air remix. Preparing and initiating bass test. Âm thanh các bác đang được nghe từ em loa Bombo 3 hàng bên shop lại tiếp tục vừa về để các bác nhá. Đấy, dòng sản phẩm loa cực kỳ chất lượng của các bác luôn. Âm thanh thì nghe rất chất lượng nhá. Bát căng, check sâu, nghe rất hay luôn nhá. Pin trâu máy khỏe. Đó, và con này thì các bác có thể là kết nối Bluetooth. Ngoài ra thì các bác kết nối được rất là nhiều những cái cổng khác, ví dụ như là cổng USB này. Ngoài ra nó có thẻ nhớ, cổng kết nối thẻ nhớ, và đây là phần chân sạc nhá. Đây là cổng AUX cổng tai nghe này. Đấy, dòng sản phẩm loa bát căng chắc sâu. Nói chung là các bác cứ nhận hàng kiểm tra và nghe và test thử em luôn. Âm thanh nghe cực kỳ phê nhá. Nghe rất phê luôn. Đó, nói chung là con này thì không có gì phải chê cả. Đấy, quá chất lượng và giá rất tốt. Giá siêu tốt các bác nhá. Đó rồi. Các bác lên luôn mã cho sản phẩm là cái con loa mã của nó sẽ là B3 nhá. Đấy, B3. Rồi. Em đi vào báo giá luôn các bác nhá. Báo giá luôn này. Các bác lên luôn mã cho sản phẩm là loa B3. Đấy, loa B3 nhá. Đó, B3 đi. Con này đi đây. Mã của nó sẽ là Bombox 3 thì bên em gọi luôn đây, Bombox 3 này. Bên em gọi luôn mã sẽ là B3 nhá. Con này thì bữa trước đang bán giá 500k, hôm nay thì bên em về một cái lô mới bán nhanh bác luôn. Giá sẽ là 450k. Bên em bao ship nhá. Đấy, con này thì các bác có thể là nghe đa năng, các bác nghe cho em các kiểu các loại luôn. Nghe nhạc vàng, nhạc bolero, nhạc sàn. Đấy, rồi là nhạc remix các kiểu nhau luôn nhá. Nói chung là nó là dòng sản phẩm loa thông dụng. Đấy, các bác dùng sạc tích điện nhá, hết pin các bác lại sạc các bác dùng. Đó, có thể là mang đi chơi, đi du lịch, đi cắm trại picnic này, rồi là các bác có thể là nghe ở nhà, rồi là tụ tập hội họp nghe. Đấy, nghe nhạc các kiểu nhau luôn nhá, rất chất lượng luôn. Ngoài ra thì nó sẽ tích hợp cái phần đèn nháy đây. Đấy, nháy cho em 17 triệu màu nhá. Nháy rất là nhiều màu các kiểu các loại cho em luôn. Rất chất lượng. Bát căng trước sâu. Đấy, các bác vừa nghe thực tế sản phẩm luôn. Giá thì đã báo rồi, 450.000 một con các bác nhá, bao ship các bác nhá. Một con loa cầm rất là nặng, đầm chắc tay nhá. Đấy, một con loa cầm rất là nặng chắc tay luôn. Đấy, giá rất tốt. Các bác cùng nghe một chút nhạc nữa này để thẩm định em nó xem nó có chất lượng hay không nhá. Đây. Đó, em sẽ mở cho bác xem. Thank you.
bát nó cập đập rất căng nhá. Đấy, bát đập cực kỳ căng luôn. Đấy, nói chung là quá chất lượng là một con loa nhỉ. Đấy, con này thì đường kính nó rơi vào khoảng tầm là hơn ha, nó khoảng tầm hơn 30 một chút nhá. Đấy, chiều dài khoảng tầm hơn 30 một chút. Đó, cầm rất là chắc chắn, sách mang đi mang lại rất tiện dụng nhá. Nhà gia đình mang đi du lịch, đi chơi, picnic, đấy, rồi sử dụng hội họp, anh em các bác nghe tập thể. Đó, rất ok. Giá sẽ là 450.000 một con loa, mã của nó sẽ là B3 nhá. Đấy, mã loa B3. 450k một con nhá. Hàng rất chất lượng luôn. Đi kèm đi bộ sản phẩm thì sẽ có kèm luôn cho bác là một cái dây sạc nha. Một cái cổng dây sạc này nhá. Đấy, một cái cổng dây sạc này, chân của nó sẽ là chân tai si thì về các bác cắm ở đây. Ở những cái đây thì nó có những cái cổng sạc này. À, cổng thẻ nhớ này, cổng các bác kết nối thẻ nhớ này. Ngoài ra thì có cổng USB và cổng AUX. Và ngoài ra thì đây cái phần cuối này của nó là cái phần chân sạc này. Đấy, thì hết pin các bác cắm ở đây nhá. Hết pin các bác cắm ở đây. Và các bác cắm chung với cái củ sạc điện thoại nhà mình, các bác sạc pin nó nhá. Đấy, ngoài ra thì con này, cái mã Bluetooth của nó thì đây. Mã của nó sẽ là đâu rồi? Đây coi nhá. Mã của nó sẽ là Bong Box 3 này, coi nhìn này. Đấy, Bong Box 3 nhá. Đấy, đây, Bong Box 3. Đó, Bong Box 3 đây này. Em hiện tại em đang kết nối này. Bong Box 3 này, đấy đã kết nối nhá. Đấy, đây là thực tế về cái mã của nó nhá. Để về các bác kết nối Bluetooth. Đấy, nói chung là dòng này các bác nên kết nối Bluetooth để các bác nghe. Tùy chỉnh, các bác có thể là chỉnh to nhỏ trên máy tính được luôn, trên điện thoại luôn. Còn ngoài ra thì ở trên nút này thì nó cũng có những cái nút tùy chỉnh này. M này, cộng trừ ở đây cho em. Đấy, cộng trừ tăng giảm lượng ở đây cô nhá. Đó, hàng rất chất lượng xịn sò nhá. Đấy, đèn nháy 17 triệu màu luôn, quá chất lượng. Giá cũng rất là tốt của các bác luôn, 450.000 một con loa B3 này. Nói chung là các bác dùng gia đình cho em và trong cái tầm tiền của nó thì một cái con loa như này thì giá và chất lượng thì nói chung là nó tương xứng với nhau, rất ok nhá. 450.000 một con loa B3 nhá, bao ship tận nhà. Cái con này thì hướng dẫn các bác bật sử dụng nhá. Đấy, nếu mà các bác muốn bật thì các bác giữ lì cho em nút này này. Đây cái nút này này, giữ lì giúp em nhá. Đấy, bắt đầu nó kêu âm thanh này, bắt đầu các bác kết nối Bluetooth, mã sẽ là Bong Box 3. Đây, mã của nó đây. Mã đây này con này, đấy mã là Bong Box 3 này, các bác cứ nhìn vào cái phần Bluetooth mà mã đúng này thì chính xác là nó đấy, các bác ấn vào kết nối. Đó, còn nếu các bác muốn tắt đi thì cũng giữ lì cho em. Đấy, tắt đi thì các bác giữ lì nhá. Đó, thì bắt đầu sẽ tắt đi. Ngoài ra thì nó có một cái nút nữa, đó là nút bên cạnh cái nút nguồn này. Đó là cái nút đèn nữa nhá. Đấy, nếu các bác muốn thay đổi chế độ đèn, ví dụ như là các bác bật đèn hoặc tắt đèn hoặc là muốn nháy nó đèn nháy nhanh nháy chậm thì các bác bấm cái nút này cho em. Đây nút này này. Đấy thì nó sẽ thay đổi chế độ nhá. Đấy, nháy nháy chậm này. Đó, nháy nhiều màu này, nháy nhanh các kiểu này. Đấy thì các bác chỉ ra cho em. Còn các bác muốn tắt hẳn đi thì các bác ấn vào đấy. Nói chung là các bác cứ ấn liên tiếp cho em nhé. Ấn liên tiếp thì nó sẽ thay đổi các chế độ. Mỗi lần ấn thì nó sẽ làm một cái chế độ khác nhau. Đó, đây. Đó, có thấy không? Đấy, mỗi lần ấn là một chế độ khác nhau nhá. Đó, đây. Rất là thông minh nhá. Đó, đây các bác nhìn là chớp này. Nhạc sàn này chiếc các bác cho cái chớp này nhá. Hoặc nếu mà các bác muốn tiết kiệm pin thì các bác tắt nó đi. Đó, rất ok nhá. Rồi, đấy là một số thao tác cơ bản trên chiếc loa này nhá. Một cái lô cưa xích. Các bác lên mã luôn cho em sản phẩm là cưa xích và em báo giá luôn. Giá của nó sẽ là 140.000 một chiếc nhá, 140.000 một chiếc cưa xích nhá. Đó, nó là dòng cưa xích. Bộ sản phẩm thì về là nó bộ này là chưa lắp ghép nhá. Đấy, chưa lắp ghép thì về là các bác phải lắp ghép thì bây giờ em sẽ quay thực tế cho bác xem luôn. Nó sẽ rời ra. Những cái bộ phận nó sẽ rời ra thì về các bác là sẽ lắp ghép vào. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác luôn. Bộ này của nó thì nhà bác nào mà có cái máy khoan ấy thì là các bác sẽ dùng được. Đấy, con này thì đây, nó là cái đầu chuyển từ khoan sang cưa xích nhá. Để các bác có thể là cưa những cái cây gỗ thứ rồi. Đấy, chuyển từ khoan sang cưa xích. Đây, đây là cái phần quay này. Đấy, khi mà quay đến phần bánh ấy nó sẽ quay này. Nó có cái phần trục ở trong nhà. Đấy, và nó sẽ tạo cái bánh răng ở đây, nó sẽ quay. Đó, và đây em sẽ hướng dẫn các bác lắp đặt luôn nhá. Đó. Các chi tiết thì nó ở tất ở trong bộ nhá. Đó thì em sẽ quay cụ thể luôn. Đầu tiên thì các bác lấy cho em là cái chốt này. Cái chốt này là cái chốt tăng xích này. Cái chốt tăng xích nhá. Các bác nhìn kỹ này. Nhìn kỹ cho em nhá. Em hướng dẫn đúng một lần thôi đấy. Nhìn kỹ cho em. Đây là cái chốt tăng xích này. Các bác cho vào đầu tiên này. Tiếp theo thì các bác sẽ lấy cái phần cái này là cái tấm rãnh. Cái tấm dây này. Cái tấm dây nhá. Tấm dây thì các bác đặt vào cho em. Đấy, đặt vào. Đặt làm sao mà một lỗ này nó vào khớp với lại cái phần tăng xích này. Đấy, khớp vào cái lỗ phần tăng xích nhá. Đấy, đây. Có nhìn rõ chưa? Đây. Cụ thể sản phẩm nhá, em nó quay rất là chi tiết. Tiếp theo thì là cái phần cưa xích nhá. Đây là cái phần xích này, xích cưa này. Xích cưa thì nhớ các bác lưu ý cho em là cái phần
cái phần mà nó chìa này, cái phần chìa lưỡi cưa thì nó sẽ quay ra ngoài, còn cái phần mà thẳng tắp như này, đấy những cái rãnh thẳng tắp bên dưới thì nó sẽ vào trong, thì để nó hợp với lại cái dây nhé các bác nhé, để nó đi theo cái dây như này. Đấy, nói chung là cái hàng này thì các bác nói chung là cũng không còn xa lạ rồi, nhiều bác thì nói đến cái cưa xích thì không còn, các bác cũng không còn là xa lạ rồi. Đấy, các bác mà thấy nó không vừa thì các bác có thể là nới ra một chút, nhân một chút đấy, để các bác là cho nó vào vừa, để cho nó vào vừa nhá. Nhớ lưu ý giúp em là phải cho cái lẫy cái tăng xích, để tí các bác xích nó trùng hay là xích nó căng thì các bác tăng hay giảm để các bác còn cho nó phù hợp với nhá. Đấy, hiện tại bây giờ xích đang trùng này, đấy, xích đang trùng thì tí nữa các bác sẽ nới ra, đấy, sẽ nới ra một chút. Đó thì bây giờ đây, ở đây thì bộ sản phẩm nó sẽ kèm luôn cả tô vít, thì đây các bác sẽ xoáy nới ra, đấy, các bác sẽ xoáy nới ra này, xoáy nới ra nhá, đấy, để làm sao cho nó vừa, đấy, để làm sao cho nó vừa. Đó, em đang quay rất là chi tiết nhá. Đấy, các bác cứ xoáy làm sao cho nó nới ra cho nó vừa. Đó, đây hiện tại thì cái xích nó đã đang vào cái dây của nó này. Đấy, đây các bác xoay như này thử cho em xem nó đã xoay được chưa nhá. Xoay cái bánh này này, hoặc là các bác có thể cầm cái trục này các bác xoay này, xem cái này nó đã xoay được chưa. Nếu mà nó xoay được mà cái rãnh nó đã vào cái dây như này rồi thì là ok rồi nhá. Các bác lưu ý là cái dây này thì mình không nên để căng quá, hoặc cũng không nên để trùng quá, nó sao để nó vừa tầm. Đấy. Nếu mà trùng quá thì xích nó sẽ bị buột ra. Đấy, còn nếu mà căng quá thì nó rất là nhanh hỏng cái xích này nhá, rất là nhanh hỏng cái xích này. Rồi, tiếp theo thì là đến cái phần đó là cái một cái nắp này các bác nhá, cái nắp này. Đây cái nắp này này, các bác nhìn cái nắp này, nhìn kỹ cái nắp cho em nhá. Đấy, cái nắp này thì các bác sẽ úp vào đây cho, úp vào đây để nó chắn cái phần buồng, cái buồng quay đi, tránh tình trạng ví dụ tay tí là các bác chẳng may các bác chạm đây nó không ảnh hưởng gì nhá. Nó gọi là cái nắp chắn bảo vệ các bác nhá. Nắp chắn bảo vệ. Đó thì các bác cố định nó vào, gắn nó vào. Đấy, có thể là lúc đầu các bác lắp thì nó hơi khó lắp một chút, nhưng mà các bác chỉ có lắp lần đầu tiên rồi lần sau thì các bác sẽ làm nó quen luôn. Đó, đây các bác lắp tiếp cái này vào cho em, xoáy ốc này vào. Đó, xoáy ốc này vào, siết cái ốc này vào nhá, siết cái ốc này vào này. Đấy, các bác chỉnh làm sao cho nó cân đối, nhìn nó cân đối cái phần trên này với phần dưới này, nhìn nó cân đối, nó vừa khít vào với cái phần rãnh nó vào vừa khít này. Đó, sau đó là các bác lấy cái lục giác ở đây đi kèm ở trong bộ luôn, nó sẽ có một cái lục giác này các bác, để các bác siết cái ốc này vào, siết cái ốc này vào nhá. Đó, siết cái ốc này vào, siết chặt vào cho em, siết chặt cho em các nhá, siết chặt cho em. Đây là cái phần chốt hạ này. Đấy, để các bác xoáy hoàn thành xong cái bộ cưa xích này. Đấy, em hướng dẫn đúng một lần chi tiết thôi nhá, vì thời lượng video nó còn dành cho những cái sản phẩm khác. Đấy, thì đây em phải cho lên đầu video để em hướng dẫn chi tiết các bác luôn. Đó, sau đó thì đây là cái phần tay cầm, các bác lắp vào cho em, lắp vào. Và đây các bác quay thử này, các bác quay đây, các bác quay thử này, xem bắt đầu nó quay được chưa không nhá, xem cái phần xích nó đã mượt mà chưa mà nó đã đứng ở trên cái dây này chưa. Nếu mà thấy nó căng quá thì các bác là tăng giảm cái ốc nào chưa, có nhìn thấy ốc chưa, cái ốc này để nó tăng giảm xích nhá, độ căng độ trùng. Thì nếu mà có lúc nào các tăng thì các bác nhớ là nới cái ốc này ra một chút để cho nó dễ tăng chỉnh, không là các bác cứ siết cái ốc này không, nó không chạy đâu, nó không tăng ở đâu mà không giảm đâu, vì cái các bác siết cái này và khi bác siết cái này vào cái dây này thì cái thanh dây này nó sẽ bị ôm chặt vào đây rồi, không thể chỉnh được nữa. Thì các bác nhớ là phải nới ốc ra, sau đó là các bác chỉnh ốc này cho em để tăng giảm xích ở đấy. Đó, còn đây khi mà đây em đã hoàn thành xong rồi như này. Đó, đây các bác nhìn này. Đấy, quay thì nó sẽ như này, nó dạng hiệu cưa xích nhá. Về các bác nào mà có cái máy khoan là các bác cho vào cái lõi máy khoan nó bắt đầu là nó quay thôi, rất là dễ dùng, rất là ok nhá. Rồi, bộ sản phẩm thì đầy đủ các chi tiết ốc vít này, rồi là tô vít, rồi là cả những cái chi tiết khác, ví dụ như là xích này, xích, rồi là dây này, rồi là cả cái bộ chuyển như này. Đó, và cả cái con ốc, nhớ giúp em là cả cái con ốc tăng xích nhá, các bác là phải cho vào đầu tiên đấy. Đấy, nếu mà các bác muốn lắp là các bác nhớ tải lại cái video này giúp em. Đấy, để các bác lắp. Rồi, đấy là về cái sản phẩm cái cưa xích bên em đang gửi bác nhá. Giá của nó thì sẽ là 140.000 một chiếc cưa xích này. Ở đây nó có một cái chi tiết nữa, đó là cái tấm chắn nhá, cái tấm chắn này. Đấy, sau khi các bác bỏ cái con ốc mà tăng xích ấy, thì các bác nhớ là lắp cho em luôn cái tấm chắn vào đây. Đấy, thì khi mà các bác lắp vào thì các bác úp cái phần này vào. Đấy, úp cái phần này vào thì nó sẽ không bị vướng đâu nhá. Đấy, thì nó khi bác lắp đặt là nó sẽ có cái tấm chắn đây luôn. Đó, đây ví dụ nó sẽ như này. Đó, lắp con ốc vào đây thì cái tấm chắn nó sẽ như này, khi bác cưa thì những cái phần mùn nó sẽ không bị bắn nhá, không bị bắn. Đây là cái tấm chắn này. Đó, còn đây tổng quan con cưa nhá, về lắp máy khoan đây là bác sử dụng thôi. Đó, máy rất là ngon nhá, mượt mà ngon lành. Đó, rất ok luôn các nhá.
Đấy, giá rất hợp lý của bác, 140k một con cưa xích này thôi. Đây các bác cùng xem này. Đấy, đây, bộ chuyển khoan hành cưa xích này, đó. Nó rất dễ làm đặt nhá. Đấy, nhà bác nào có máy khoan là các bác lắp vào này, dùng này. Đó, có thấy không? Cắt rất ngọt ngào nhá. Đó, rất ok luôn. Bộ chuyển khoan thành cưa xích. Đó. Rất thực tế luôn nhá. Đấy, cắt gỗ hiếc, cắt xẻ gỗ luôn này, cắt cây, cắt kiếc này. Đó, rất ok. Giá rất là bình dân thôi, 140k một cái bộ sản phẩm này. Bộ cưa xích nhá. Các bác lên mã luôn nha, là bộ cưa xích 140k một bộ sản phẩm bộ cưa xích nhá. Đó, hàng thì em đã vừa quay rất là chi tiết, thực tế lắp đặt cho bác dễ hình dung rồi. Đấy, các bác có thể xem lại video và khi mà mua sản phẩm về thì các bác chủ động các bác lắp đặt các bác nhá. Siêu phẩm đèn bốn cánh hàng bên shop tiếp tục lại về để gửi bác, mà với về đợt này về bên em về với cái một cái mức giá rất tốt luôn, 100k có nhận lên mã sản phẩm đèn bốn cánh 100k, công suất của nó sẽ là 100W có nhá. Đấy, 100k và giá công suất 100W, sử dụng điện 220 này. Đó, đây 100W này. Đấy, 100W, ánh sáng sẽ ánh sáng màu trắng nhá, nhiệt độ màu sẽ là 6500K, sử dụng đu xoáy em, nó là sử dụng cái dòng chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện luôn. 100W thì các bác sử dụng gia đình như em thì rất ok rồi. Đấy, giá cực kỳ hợp lý nhá. 100k quả các bác có thể gặp gọn bao nhiêu này, các bác có thể để xòe ra. Đấy, xòe ra cho em. Con đèn bốn cánh thì lâu lắm thấy hàng lại về rồi này. Đấy, con này từ cánh này sang cánh này thì nó vào khoảng tầm 40 sen nhá. 100k một cái quả bóng LED đèn LED bốn cánh nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái cây dìu đa năng. Đấy, lâu lắm với hàng lại về được cái sản phẩm dìu đa năng. Các bác lên mã sản phẩm là dìu đa năng. Con này thì chuyên bác đi rừng đi phượt các thứ rồi. Đấy, bác nào chặt cây đốn củi về sử dụng chưa? Đấy, bộ sản phẩm này đầy đủ các phụ kiện đi kèm. Sẽ gồm có là một cái thân dìu chính này. Đấy, một cái thân dìu chính nha. Hàng rất sắc bén nhá, đây, dìu cực kỳ sắc bén luôn nhá. Ngoài ra có phần cắt dây đánh lửa đây luôn. Và phần một phần đầu búa thì bác gõ đóng gò các kiểu. Tay cầm thì là nhựa carbon cao cấp nhá, cực kỳ cứng cáp dễ dẫn luôn. Đó, con này thì nó rơi vào khoảng tầm gần 40 cm nhá, chiều dài khoảng tầm 40 cm. Đó, và đi kèm thì sẽ có một cái phần bẻ bảo vệ lưỡi. Đấy, khi mà ví dụ các bác mang đi mang lại mà nó có cái phần bảo vệ lưỡi như này. Đấy thì các bác sử dụng là nó không bị va chạm. Đấy, tránh bị ảnh hưởng va chạm cái phần đầu dìu với lại chẳng may các bác va chạm mà nó bị sắc đứt tay cái thứ ra, rất là nguy hiểm, thì nó có cái phần bảo vệ cái lưỡi dìu nha. Đó, đây, cái phần chụp như này nhá. Đấy, và cái phần này các bác có thể dùng này các bác xách đi chưa, rất tiện dụng nhá, có cả dây đeo. Ngoài ra thì con dìu nó sẽ tích hợp luôn là một cái con dao ở đây. Đấy, một cái con dao ở bên trong này nhá. Con dao này thì cực kỳ sắc bén luôn. Ví dụ như là mình đi rừng đi phượt mình con dao này, mình bổ qua quả các thứ này. Đấy, có quả dư hấu các bác bổ cho em thì chiếm hết được. Đó, sử dụng rất ok. Đấy là cây dao giấu ở bên trong thân nhá. Đó, rồi ngoài ra thì nó có một cái chi tiết rất hay, đó là cái còi. Và tích hợp luôn là cái phần đánh lửa nhá. Đấy, đây là còi này, phần còi này. Đây còi này. Đó, còi này các bác nhá. Còi này rồi là phần đánh lửa này. Đó, đây đánh lửa này. Đấy, có thấy không? Đấy, đánh lửa nhá. Đấy. Đánh cực kỳ nhạy luôn. Giật phát nào được phát đấy luôn nhá. Đấy, rất ok. Giá của nó thì sẽ là đi 270k một cái con sản phẩm dìu đa năng nhá, 270k một con. Rồi, sang những mã sản phẩm tiếp theo nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về một cái lô, đó là cái khay đựng hoa quả. Các bác lên mã cho em là cái khay đựng hoa quả này. Đấy, khay đựng hoa quả đây. Quay các bác lên mã sản phẩm là đĩa hoa quả đi, đĩa đựng hoa quả, giá của nó sẽ là 25k một chiếc. Còn nếu các bác mua 5 chiếc, combo 5 chiếc giá sẽ là 110k. Hôm nay thì nó là dòng mạ gì nhỉ? Mạ kẽm nhá, mạ kẽm. Đó, mạ kẽm cực kỳ sang trọng lịch sự luôn này. Đó, khay thì nó rộng khoảng tầm 25 cm. Đấy, chiều dài 25 cm, chiều rộng khoảng tầm 17 cm các bác nhá. Đó, cực kỳ rộng các bác để hoa quả các thứ đồ đạc, những cái đồ khô em nhìn rất là sang trọng lịch sự luôn. Giá sẽ là đi 25k một chiếc, còn nếu các bác lấy 5 chiếc thì giá sẽ là 110k. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái sản phẩm là cây massage cánh bướm này, massage cánh bướm. Con này thì nó là dòng massage công nghệ EMS này. Đấy, công nghệ xung điện từ nhá, xung điện từ. Nó tích hợp với xung điện từ trực tiếp vào phần cơ bắp bác, mà nó tạo cảm giác là rất là sảng khoái luôn. Đấy, các bác nào bị đau xương khớp, đau cổ, vai gáy các thứ ra. Đấy, về bác sử dụng em con này rất ok. Đó, bộ sản phẩm thì nó là miếng dán nhá. Về thì bác bóc cái phần lớp ra, các bác dán trực tiếp vào những chỗ nào các bác đau, sau đó các bác bật máy lên. Đấy, bật máy ở đây lên. Ở đây nó sẽ có là nút cộng này, trừ này, nút M này, cộng thì các bác sẽ bật máy nhá.
Ngoài ra nút đàn mờ các bác chọn chế độ, con này nó sẽ có 8 chế độ và 19 cấp độ khác nhau. Đấy, các bác tăng giảm cấp độ đi chưa? Dùng rất ok, nó là dòng massage cánh bướm nhá. Đó, nó tác động trực tiếp vào phần cơ các bác, và con này nó sử dụng dòng pin tích điện. Hết pin thì các bác lại cắm sạc vào các bác dùng. Đây hết pin thì lại cắm dùng cái dây sạc này cắm vào đây. Và sau đó là các bác cắm chung với cái củ sạc điện thoại mình, các bác lại sạc pin nó, hết pin này lại cắm sạc vào lại dùng chưa? Rất ok. Giá của nó thì cũng rất là hợp lý. Các bác lên mã sản phẩm là massage cánh bướm này. Giá sẽ là 50k, con này các bác cho vào nó giật, nó nhảy bách bách luôn. Đấy, như kiểu là các bác đi đi châm cứu ạ, như kiểu các bác đi châm cứu ấy. Giá sẽ là 50k một chiếc massage cánh bướm. Đây nha, các bác cùng xem video này. Video thực tế thôi nhá. Chỉ với miếng dán nhỏ gọn này. Đấy, các bác dán lên da bắt đầu là nó giật 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 đi các bác nhá. Miếng dán massage xung điện FPM, tập thể dục với EMF, 20 phút có tác dụng bằng 3 giờ. Đấy, có thấy không? Nó giật lên này. Được chuyển trực tiếp đến các cơ sở bên trong kích thích các tế bào của cơ thể. Đấy, có thấy không? Căng thẳng, mệt mỏi, giúp thư giãn các cơ. Nó giật lên bách bách lên luôn nhá. Sản phẩm nhỏ gọn tiện lợi, luôn mang theo bên mình được, nhất là khi bạn đi du lịch, làm việc. Đấy, có thấy không? Chân nó giật giật này. Đấy, có thấy nó giật đây không? Đấy, nó giật lên nhá. Đó. Chỉ với miếng dán nhỏ gọn này, một ngày làm việc, lao động đầy mệt mỏi sẽ hoàn toàn tan biến. Miếng dán massage xung điện FPM, tập thể dục với EMF, 20 phút có tác dụng bằng 3 giờ. Dòng xung điện đều được chuyển trực tiếp đến các cơ sở bên trong kích thích các tế bào của cơ thể, làm giảm căng thẳng, mệt mỏi, giúp thư giãn các cơ, tăng khả năng tuần hoàn máu. Sản phẩm nhỏ gọn tiện lợi, luôn mang theo bên mình được, nhất là khi bạn đi du lịch, làm việc. Đấy, đấy là thực tế về sản phẩm máy massage cánh bướm. Giá của nó sẽ là 50k một chiếc massage cánh bướm nhá. Giá chỉ 150k một chiếc thôi. Sản phẩm tiếp theo đến nay bên shop về 1 kg đó là cái giá đỡ điện thoại. Nhiều bác hỏi lắm này. Đấy, hôm nay về một cái sản phẩm giá đỡ điện thoại. Con này thì quá chất lượng luôn. Con này thì cực kỳ đa năng nhá. Đế của nó sẽ là dạng đế thép luôn các nhá. Đế thép cực kỳ nặng. Đế thép luôn này, đế thép có phần đế cao, có phần cao su này, chống như trượt này. Đó, con đây, con này nó là dòng sản phẩm thông minh nhá, có thể là kéo dài ra. Đó, rồi là xoay tròn. Đấy, xoay cho em 360 độ nhá, xoay 360 độ, xoay các hướng này. Rồi có thể là gập này. Đấy, gập các kiểu nhá. Đấy, cho thấp cho cao. Đó, và nếu các bác sử dụng là các bác đẩy cái này chưa? Đẩy cái này ra. Đó, để các bác để điện thoại ở đây. Con này các bác có thể là ví dụ như để iPad này, để điện thoại, những cái đồ mà đồ nặng thoải mái luôn. Đấy, những con iPad to khủng các bác để lên cho em rất ok. Đây, ví dụ đây các bác để điện thoại cho em này. Đấy, điện thoại nhá. Đấy, giá đỡ điện thoại các bác có thể điều chỉnh ở đây. Điều chỉnh này. Đó, cho nó ngửa lên này, cho nó xuống này. Đấy, cho nó xuống. Rồi là các bác có thể là xoay. Đấy, xoay cho em. Xoay các kiểu nhá. Rất ok luôn này. Đấy, xoay cho em 360 độ này. Đấy, xoay 360 độ luôn, rất ok luôn nhá. Đấy. Rất là thông minh luôn, cực kỳ là hay. Đó, rồi là các bác có thể để ngang ra. Để ngang nha, đây để ngang anh nha. Đó, để ngang. Rồi là mình đa giang, nói chung là các bác để những cái đồ nặng như này thoải mái đi luôn. Đấy, đổ để những cái đồ nặng đây. Con này nó chịu lực rất tốt luôn nha. Vì cái phần đế của nó sẽ là đế kim loại. Đấy, đế kim loại. Giá của nó thì cũng rất là tốt của bác. Giá sẽ là 60k một chiếc giá đỡ điện thoại này. Các bác lên mã cho em sản phẩm là giá đỡ điện thoại. Giá sẽ là 60k một chiếc giá đỡ điện thoại nhá. Đấy, 60k một chiếc giá đỡ điện thoại nha. 60k. Hàng này anh em nó hàng loại 1 nhá. Đấy, không như thị trường thì nhiều khi người ta bán những hàng kia thì nó cầm nó nhẹ mà nó lỏng lẻo lắm. Đấy, nhưng mà hàng đấy anh em không bán. Bán hẳn cái hàng nó cao cấp một chút này để các bác mua về nó dùng nó yên tâm. Đấy, và chất lượng của nó cũng ổn thôi nhá. Mà giá cũng rất hợp lý, chỉ có 60k một chiếc thôi. Đấy, cũng đa di năng. Xoay 360 độ cho em luôn. Đó, rồi có thể là ngửa ra nha. Đấy, ngửa cái này ra. Đó, rồi các bác điều chỉnh, ngoài ra có thể điều chỉnh độ cao nhá. Điều chỉnh độ cao lên. Cao thấp các bác điều chỉnh rút đây cho, rất ok, chắc chắn lắm các bác nhá. Đấy, một con sản phẩm giá đỡ điện thoại ngon lành nha. Và các bác có thể gấp gọn vào mang du lịch các thứ cho em rất ok. Đấy, 100 à xin lỗi là 60k một chiếc nhá. Giá đỡ điện thoại giá 60k một chiếc thôi. Lên luôn cho bác là cái sản phẩm là đèn bi nhôm. Đấy, hôm nay về lô mới em bán nhanh xả kho bác luôn. Bác lên mã sản phẩm là đèn bi nhôm. Giá của nó bữa trước đang bán là 200k, hôm nay bên em cũng giảm giá xả kho bán nhanh luôn nhá. Với một cái giá rất là tốt. 160.000 một chiếc này. 160k một chiếc, hàng của Polycare Made in Japan. Đó, Polycare Made in Japan. Bộ sản phẩm đèn bi nhôm này thì sẽ có đầy đủ các phụ kiện đi kèm. Như là một thân đèn này đi kèm thì sẽ có là hai viên pin.
pin này sẽ là pin 18650, thì pin này các bác ví dụ các bác mua ngoài thị trường hoặc sau này ví dụ nó có hỏng pin, các bác thay tháo pin rất là dễ. Và đi kèm nữa sẽ có là một cái cục sạc nha. Đấy, một cục sạc đầy đủ sản phẩm, đầy đủ phụ kiện luôn. Đó đây. Đèn này thì em đã lắp sẵn pin rồi nhá. Đây, nếu mà các bác muốn lắp pin các bác xoáy cái phần đít cho xem. Xoáy cái phần lắp đít ra. Đó thì các bác lắp pin rồi thôi. Lắp pin thì nó sẽ có là chiều âm, chiều dương này, các bác lắp đúng cực đi em. Sau đó là các bác cho vào. Đấy, cho vào và các bác xoáy cái phần lắp đít này vào. Đấy, xoáy phần lắp đít này vào này. Sau đó là mình bật đèn lên mình dùng thôi. Rất là dễ sử dụng nhá. Đó, đèn này cực kỳ sáng. Ánh sáng rất là xa và rộng nhá. Đấy, ánh sáng rất xa và rộng, và nó là dòng thân nhôm tản nhiệt rất tốt và cực kỳ bền bỉ, chắc chắn, xịn sò nhá. Đó, có phần tay cầm này, nó rất là nhỏ gọn, con này dài khoảng tầm 15 cm thôi, rất nhỏ gọn, các bác có thể bỏ vừa túi quần luôn. Đó, sử dụng cái chip LED siêu sáng, soi cực kỳ xa và rất tiết kiệm điện nhá. Ngoài ra thì cái con này nó sẽ tích hợp với cái phần chân sạc ở đây luôn. Đấy, thì khi mà hết pin thì các bác cắm vào trong. Cắm vào đây. Sau đó là các bác cắm trực tiếp vào điện 220 để các bác sạc, và khi nào sạc nó sẽ báo pin đầy đây. Đấy, báo pin đầy mới ít thì các bác nó sẽ báo cái phần củ sạc luôn. Đấy, các bác chủ động các bác rút ra. Nói chung là các bác cứ sạc cho em khoảng tầm 1 tiếng đến tiếng rưỡi là pin nó sẽ đầy. Đấy, pin vào rất nhanh luôn. Polykea made in Japan nhá, sản phẩm đèn pin nhôm, hàng của Nhật, rất chất lượng, hàng mới nguyên hộp luôn. Đầy đủ các phụ kiện đi kèm một thân pin hai một thân đèn, hai pin và một củ sạc. Giá thì sẽ là 160k một cái bộ sản phẩm đèn pin nhôm nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục lại về, đó là cái bộ xẻng làm vườn nhá. Bộ xẻng, bộ dụng cụ làm vườn, báo giá nhanh bác luôn. Giá sẽ là 20.000 một bộ, giá rẻ nhất trong cái trong những cái sản phẩm trong video hôm nay. Bộ sản phẩm này thì sẽ có đầy đủ là 3 món. Một cái cào này, có một cái cào, một cái xẻng nhỏ và một cái xẻng to. Đấy, rất là phù hợp cho bác, ví dụ như là dòng cây, dòng cối này, làm vườn tược này. Các bác dòng hoa, chậu cảnh, các thứ giờ. Nói chung là cho các bác làm vườn. Đấy, dòng hoa dòng yếc rất ok. Đó, bộ sản phẩm rất đẹp, xịn sò như này. Phần này là phần thép nhá, còn phần thân là phần thân cán gỗ luôn, cực kỳ xịn sò. Giá rất tốt luôn nhá. 20.000 một bộ, chỉ có duy nhất trên shop Tiên Nhật. Đấy, với có những cái sản phẩm mà giá của nó tốt mà còn độc đáo như thế này. Đấy, chỉ có 20k. Các bác bỏ ra một cái số tiền rất là nhỏ thôi. Sở hữu cho bác những cái món đồ rất là hữu ích nhá. 20k một cái bộ xẻng làm vườn nhá. Các bác nhanh đặt hàng này. Số lượng có hạn, số lượng anh em chắc chỉ còn tầm 100 bộ thôi, không có nhiều. Đấy, các bác nhanh đặt hàng nhá. 100 bộ thì chắc là chỉ có trong một video thôi thì hết bay luôn đấy. Đấy, có những cái sản phẩm như em chưa đến hết một cái video mà đã hết rồi ấy. Bán nếu mà vì giá của nó rất là tốt rồi. Đấy, giá cực kỳ hợp lý. Giá để thoải mái bác các mua luôn. Đấy, rất là dễ mua. 20k một cái bộ xẻng làm vườn, 3 món nhà nhá. Đấy, các bác lên mã cho em là bộ xẻng làm vườn, 20k một bộ các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop về được một cái lô, đó là cái vòi nối. Các bác lên mã cho em sản phẩm là vòi nối đi. Đấy, vòi nối em cũng báo giá nhanh luôn. Giá một cái con vòi nối này, giá sẽ là 40k. Đấy, vòi nối giá sẽ là 40k một chiếc vòi nối nhá. Đấy, 40k một chiếc vòi nối nha. Đây, bộ sản phẩm rất là ngon luôn. Đó, con này thì quá chất lượng rồi. Nhà bác nào mà đang sử dụng cái vòi nước ấy mà các bác muốn đổi sang cái chế độ khác, đấy thì về các bác tham khảo con này cho em. Đó, con này thì nó sẽ có thay đổi chế độ là chế độ phun vòng ngoài là phun tia nhỏ này, còn chế độ phun vòng trong là phun bình thường. Đó, ngoài ra thì con này có thể là lắt léo này, di chuyển các bác bẻ ngang bẻ dọc xuôi dẻo này. Rồi ví dụ như là cái ống nước nhà mình các bác sợ là nó không vừa, nhưng mà các bác yên tâm là cái vòng này của nó là cái vòng cao su non, nên khi mà ví dụ như là những cái lỗ nhỏ như này này, đấy là các bác vẫn có thể là cho vào thoải mái nha. Đấy, các bác cho vào cho em rất ok nhá. Đây rồi, hoặc như cái ống như này các bác cho vào này. Đấy, các bác lựa lựa vào là nó vào ngay thôi, nó rất là dễ vào nhá. Cái con này thì chiều dài nó khoảng tầm 20 cm nhá các bác nhá. Đấy, chiều dài khoảng tầm 20 cm, chỉnh các chế độ cho em luôn. Đây, giờ em sẽ test thực tế con sản phẩm này, báo giá trước các nhá. Giá sẽ là 40k, các bác lên mã sản phẩm là vòi nối. Đấy, vòi nối nước các chế độ, giá sẽ là 40k một chiếc vòi nối nhá. Đây, em sẽ quay test cho bác xem này. Sản phẩm này thì nhà em cũng đang dùng thực tế nhá. Đây, ví dụ như nhà các bác mà có một cái vòi không như này mà nó không có những cái đầu vòi để nó các bác chuyển chế độ ấy, để khi mà các bác rửa ráy nó dễ thì các bác mua cái này về lắp vào. Đó, các bác nhìn cái lõi của này rất to, nhưng mà cái phần này nó là cái phần cao su co giãn, khi bác lắp đặt vào nó rất là dễ vào luôn. Đấy, vào thoải mái, các bác lựa vào cái xoáy cái nó vào luôn, và nó ôm rất chặt luôn, lắc thoải mái, giật thoải mái cho em, giật gãy vòi như cái này vẫn còn dính ở đây luôn. Đó, đây em sẽ mở nước cho các bác xem các chế độ nhá. Đây, mở nước này, nước ra rất khỏe luôn này. Đó, các bác có thể lắp léo này, chỉnh qua chỉnh lại này, rồi là các bác chỉnh chế độ này. Đấy, chỉnh chế độ vòi phun tia một nhá, chỉnh chế độ vòi tia nhiều tia nhá. Đó, nước ra rất là mạnh luôn nhá. Đó, các bác rửa bát rửa đĩa cho rất ok. Rồi là các bác xoay này, rửa bồn rửa đĩa này. Đó, rất ok luôn. Giá chỉ có 40k thôi,
giá thì 40k một chiếc vòi nha, giá quá hợp lý luôn. Đấy, 40k chỉnh các chế độ cho em nhá. Đấy, chỉnh cái chỗ các bác xoay đây cho, chỉnh chế độ xoay đây, còn vào nước thì các bác mở van bình thường thôi. Đấy, nó đa di năng, dễ dùng, dễ sử dụng nhá, dễ dàng lắp đặt. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái đệm ghế silicone. Đấy, hàng nó vừa về xong anh em cứ tưởng là cái này nó là cái nó gọi là cái sách bò nó cứ tại nó lỗ lỗ này, nhưng mà không phải, cái này là cái đệm ghế nhá, cái đệm ghế thì đây là anh em đang bỏ ra rồi, còn đi kèm là nó sẽ có là một cái bọc như này. Đấy, một cái bọc vải này, một cái bọc vải nó còn trần cả lớp cao su non này, các bác ngồi không bị trơn trượt này. Đấy, nó sẽ đi kèm một cái bọc vải này, còn đây là ruột bên trong của nó nhá, nó là dạng silicone. Đấy, silicone mà nó có rất là nhiều những cái lỗ nha, để khi mà các bác để lên ghế các bác ngồi này, nó sẽ tạo cái độ đàn hồi, độ thoáng này, và các bác ngồi ghế nó êm. Đấy, cảm giác là nó êm mông nhá, ngồi rất thích luôn. Đó, nó là vừa với những cái dòng ghế nhựa hoặc là ghế, nói chung là nó là cỡ phổ thông, vừa ghế nhựa, ghế dựa, nói chung là đa năng. Giá của nó thì sẽ là 90k, các bác lên mã cho em sản phẩm là đệm ghế silicone, giá sẽ là 90k nhá. Đấy, đây em sẽ test thực tế bác xem một chiếc này. Đây, nếu mà một chiếc bình thường này thì các bác có thể là bỏ ra đấy, các bác để như này, này thì vào như những cái ghế nhựa như này, cái ghế nhựa nhà là ghế độ ngựa đại đồng tiến này, các bác để vào thì khi bác ngồi này nó sẽ ấn xuống này, đấy nó êm, ngồi rất là thích luôn nhá. Đó, ngồi rất là êm đít luôn. Đấy, êm mông, xin lỗi các bác, êm mông nhá. Đó, rồi là nếu mà không thì các bác có thể là cho cái vải vào, cho cái vải này vào, tùy cái này về thì tùy, hoặc là mình cái vải này mình cứ để đấy lâu ngày, ví dụ như là mình lôi ra mình giặt rũ nó đây. Đó, thì đây là cái vải lớp vải nhá, còn ruột của nó đây, đấy ruột của nó đây, tùy nhu cầu các bác về sử dụng nhạo cũng được, còn bên em thì vẫn có tặng kèm cái vải này không nhá. Đó, giá sẽ là 90k một cái chiếc đệm ghế silicone nha. Đấy, rất là nhiều lỗ luôn, nó tạo cái độ đàn hồi luôn nhá. Đây là cái nệm 3D thoáng khí, chất liệu của nó được làm từ silicone với thiết kế hai lớp dàn tổ ong, mình ngồi không có bị nóng hay là bí vùng mông, độ đàn hồi của nó thì không chê vào đâu được, ngồi từ ngày này qua tháng nọ cũng không bị biến dạng đâu nha. Bây giờ mang ra thử với trứng gà xem nào, người ta thử một trái nhưng mà kiệt quất ba trái luôn, cũng sợ nó bể lắm nhưng không sao, trứng vẫn còn nguyên vẹn nha. Cùng cha khác ông nội với cái nệm 3D thoáng khí này, là một cái nệm 3D thoáng khí thôi. Đấy, đây là thực tế về sản phẩm mà cái đệm ghế silicone nhá, các bác lên mã sản phẩm đệm ghế silicone. Đó, dùng rất là thích nhau nhá. Đấy, về các bác ngồi, ví dụ như các bác thay thế có thể là để trên ghế ô tô, ghế nhà mình ngồi, hay ngồi ăn cơm nước thứ rồi, hay ngồi làm việc. Đó, ngồi thoáng khu vực phần đệm ghế nhà mình, ngồi rất là thích luôn. Giá sẽ là 90k một chiếc đệm ghế silicone đúng không nhá. Siêu phẩm vòi xịt bên shop hàng lại tiếp phục về để phục vụ các bác này. Đó, giá thì vẫn rất là bình ổn để phục vụ các bác luôn. 100.000 một bộ thôi nhá, 100.000 một cái bộ vòi xịt vệ sinh như này. Hàng thì quá là chất lượng luôn này, inox 304 100% cho em luôn. Nhận hàng thì bác cứ kiểm tra và test 500 cho em thoải mái nhá. Đó, bộ sản phẩm thì đầy đủ sẽ gồm có là một dây. Đấy, dây là dây chống xoắn nhá, dây dài mét rưỡi cho em luôn. Đi kèm thì sẽ có là một tay xịt. Hàng đầy đủ lắm ạ. Đấy, hàng đầy đủ lắm. Một tay xịt này, đó, một tay xịt nhá. Hàng bóp rất nhẹ nhàng, tình cảm. Đó, bóp rất nhẹ nhàng. Và đi kèm thì sẽ có cả giá đỡ và ốc vít luôn nhá. Đấy, hàng này nói chung là bên em làm cho bác cái siêu phẩm này về thì hàng rất là chu đáo luôn. Đấy, có cả giá đỡ ốc vít đi kèm luôn này. Đấy, đây. Giá đỡ đây, ốc vít đây. Đó, thì về các bác bắt vào cho em thôi. Bắt vào và các bác cài lên giá là các bác sử dụng nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Osaka Japan. Đó, đây các bác nhìn này, Osaka Japan nhá, rất chất lượng luôn. Đó, bộ siêu phẩm này thì bên shop đang gửi bác một cái giá siêu tốt, giá sẽ là 100k bộ nhá. Các bác lên mã cho sản phẩm là vòi xịt vệ sinh. Đấy, vòi xịt vệ sinh. Giá sẽ là 100k một bộ nhá. Riêng bên shop Tin Hiền luôn, nhà em bao giá thị trường các bác nhá, bao giá thị trường luôn. Giá rẻ nhất thị trường, giá chỉ có 100k một bộ. Về là các bác chỉ việc là lắp đặt là bắn cho em cái giá này vào tường thì đi kèm nó sẽ có cả ốc vít rồi. Đâu, ốc vít lại rơi bố rồi. Đây ốc vít đây. Ốc vít này là ốc vít hàng em là hàng loại 1, ốc vít inox luôn nhá. Đấy, thị trường thì nó bán rất là nhiều nhưng mà ốc vít của nó là ốc vít kim loại. Thì các bác bắn vào tường ấy, những cái tường nhà vệ sinh ấy nó rất là ẩm ướt nên là rất là hay bị rỉ sét nhá. Nhưng mà riêng như em là làm hẳn cho bác ốc inox luôn. Nên các bác yên tâm xài nhá, xài ok luôn, xài vĩnh cửu luôn nhá. Đấy, siêu phẩm bộ vòi xịt này. Đấy, với một cái giá siêu tốt, giá sẽ là 100k một cái bộ sản phẩm này đầy đủ. Đấy, sẽ gồm có là một tay xịt này, một giá đỡ và một dây. Dây dài mét rưỡi, dây chống xoắn, chống rối cho em luôn. Giá chỉ 100.000 bộ nhá. Các bác nhanh tay vào việc này. Số em để phần mô tả tiêu đề video. Đấy, các bác xem video đừng quên ủng hộ em, xin nút like,
cũng như là một nút đăng ký kênh để đón xem sản phẩm rồi video mới nhất của em có nhá. Đấy, em sẽ đi vào những cái sản phẩm tiếp theo trong cái video ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều đã luôn ủng hộ em. Đấy, và quan tâm ủng hộ mua hàng bên em trong thời gian qua. Cảm ơn rất nhiều nhá. Đó, rồi em sẽ đi vào những cái sản phẩm tiếp theo trong cái video ngày hôm nay. Rồi, test thực tế con vòi xịt nhà vệ sinh nhá. Nhà em cũng đang dùng và sử dụng đây. Bóp rất là êm nhá. Đấy, bóp rất êm này, con nhìn này. Đấy, nước ra rất đều luôn nhá. Đó, nước ra rất đều và rất mạnh luôn. Nhà em mà không có tăng áp tăng kiếp rồi đâu. Đấy, dùng bình thường đâu các bạn, nhưng mà nước ra rất đều luôn này. Đó, các bạn nhìn đến cái vòi, nhìn thấy chất này, dày nhá, dày rất ngon lành, mềm mại ngon lành luôn. Đó, rất chất lượng luôn nhá. Đó, có thấy không? Cực kỳ là ngon nhá. Bóp rất êm luôn, nước ra rất là khỏe luôn nhá. Đó. Siêu phẩm mũ dàn di hàng bên shop lại tiếp tục về để phục vụ các bác này. Giá thì vẫn bình ổn đấy bác, sẽ là 80.000 một chiếc nhá. Đấy, mũ dàn di về bác đội. Con này thì bác nào mà thích sự ngầu ngã quân đội thì có thể tham khảo con này. Nó thì 100% là cốt tông luôn. Hàng này hàng loại 1 cực kỳ là chắc chắn. Đường khi mũ chỉ rất ngon lành và đội cực kỳ thoáng mát nhá. Đấy, ngoài ra thì cái dòng này nó sẽ có là cái phần chỉnh đầu. Đấy, chỉnh cỡ đầu, nghĩa là các bác ví dụ như là đầu to đầu nhỏ là các bác vẫn đeo thoải mái cho em luôn. Đấy, khâu khóa đồng nha luôn này. Đấy, đường kim mũ chỉ này rất là sắc sảo ngon lành nhá. Đấy, hàng Air Force này, made in USA cho em luôn nhá. Đó, đây các bạn nhìn này, USA chữ thêu tay luôn, rất chất lượng nhá. Hàng lên form cực kỳ đẹp. Các bác lên mã cho em sản phẩm là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di này em bán nhanh bác luôn, giá thì vẫn như mọi khi thôi, 80.000 một chiếc nhá, 80k một chiếc mũ dàn di này. Mũ dàn di giá sẽ là 80k một chiếc mũ dàn di thôi. Đấy, giá chỉ có 80k, số lượng đợt này về rất là nhiều để phục vụ các bác nhá. Đó, thì em có quay rồi nhưng mà hôm qua là cái dòng đá a đá 5.000-10.000 mà hàng nó chưa kịp về. Đấy, thì chưa kịp quay bác, thì hôm nay thì thôi em lại hàng nó vừa về thì thôi em lấy ra quay luôn cái mẫu mới nhá. Đấy, cái cỡ mới, nhiều bác hỏi là có cái cỡ 5.000-10.000 không. Đấy, thì hôm nay hàng vừa về xong, vừa cập bến xong. Đấy, thì lấy luôn cho bác quay này. Đó, con này thì độ mịn của nó sẽ là 5.000 và 10.000 nhá. Đấy, chia sẻ các bác qua về phần thông số độ mịn. Cái thông số này thì các bác tính là nghĩa là cái thông số càng cao thì độ mịn càng cao. Cái này là cái thăng này, thăng càng cao độ mịn càng cao. Con này là một mặt của nó sẽ là một mặt 10.000, một mặt 5.000. Đấy, hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Dòng này của nó sẽ là dòng hai mặt nhá, đi kèm sẽ có đế cao su. Khi mà các bác mài là các bác để trên phần mặt kính đa hoa, rồi có thể là để nền bê tông, các bác mài nó không bị trơn trượt nhá. Các bác mài dao nó dễ mà nó dễ dàng, nó mài miếc nó ngon ngọt hơn. Đó, đây con này là 5.000-10.000 này, hàng Katashiwa này. Con này thì các bác lên luôn cho em là mã đá A. Đấy, đá A. Con đá A này hiện tại bên em đang gửi bán một cái giá cũng siêu tốt luôn. Đá A bao tiền nhỉ? 140k nhá, 140k một viên. Đấy, 140k một viên đá A nha. Mã cỡ của nó sẽ là 5/10 nhá. Đấy, 5/10. Đó, 5/10. Đá A 140k này, 5.000-10.000 nhá, hàng Katashiwa. Ngoài ra thì có cái cỡ đá là đỡ cỡ 8.000-3.000 này, dòng này cũng hai mặt này. Con này thì mã sẽ là đá B nhá, các bác lên mã cho em sản phẩm đá B. Đá B thì giá của nó sẽ là đi 120k. Đấy, 120k một viên nhá. Con này sẽ là 3.000-8.000. Đấy, 3/8 nhá các bác nhá. Đá B nhá. Lưu ý các bác lưu ý xem là đá B sẽ là 120k 3/8 này. Đó, ngoài ra thì sẽ có là mã đá C. Đấy, đá C sẽ là 5.000-3.000 nhá. Đấy, 5.000-3.000. Toàn bộ thì đều của thương hiệu Katashiwa Made in Japan cho em luôn. Đó, con đá C thì báo giá nhanh luôn các nhá. Đá C 100k. Đấy, 100k. Con này sẽ là 3/5 nhá, 3/5. Đó. Đá C này 100k 3/5 này, 3.000-5.000 nhá. Đá B này 3/8 này, 3.000-8.000 này, 120k. Và con đá A, con này độ mịn cao nhất này, 5.000-10.000, 140k nhá. Đấy, tùy nhu cầu các bác lấy loại nào cũng được. Đấy, bên em sẽ nhặt các bác nhá. Giá thì nó sẽ chênh nhau mỗi loại là 20.000. Đấy, A, B, C chênh nhau mỗi loại 20.000 các bác nhá. Thì hàng lại tiếp tục về cái dòng sản phẩm tô vít bãi. Tô vít hàng bãi nhá, rất chất lượng, ngon này này, gửi bác này. Quá chất lượng luôn nhá. Dòng này nó là dòng tô vít hàng bãi. Đây, bên em hiện tại đang phân loại ra để nhặt cho bác nhá. Đấy, giá thì hôm nay thì bên em cũng lên một cái mớ, một cái bộ combo của nó sẽ là 7 cây nhá. Đấy, một cái bộ combo đây. Em đã soạn sẵn đây một bộ để gửi mẫu cho bác này. Đấy, thì bác có thể nhìn trực tiếp đây. Một bộ thì bên em sẽ nhặt cho bác là 7 cây, sẽ có là mix các màu, các mẫu khác nhau thì nó bên em sẽ pha lẫn lộn nhá, sẽ có là dẹt, rồi là ba ke, rồi là ngắn dài đủ cả như này. Đấy, một bộ 7 cây như này
thì bên em bán nhanh cho bác luôn, bán nhanh luôn nhá. Các bác lên mã cho em sản phẩm là cái bộ tô vít, cái mớ tô vít 7 cây nhá. Đấy, mớ tô vít 7 cây này. Mớ này. Mớ vít 7 cây nhá, mớ vít 7 cây. Đầy đủ lẫn lộn màu như này, báo giá nhanh bác luôn. Em báo giá nhanh nhá. Đấy, các bác lên mã cho cái bộ tô, cái bộ mớ vít 7 cây này. Mớ vít 7 cây hàng bãi như này, bán nhanh cho bác luôn. Giá của nó sẽ là đi 85k nhá, 85k. Đấy, 85k cho một cái mớ vít 7 cây này. Giá chỉ có 85k thôi. Đấy thì bên em sẽ mix cho bác lẫn lộn các mẫu khác nhau cũng như là to dài ngắn, đầy đủ ba ke dẹt tròn có đủ cả nhá. Đó thì nó sẽ có là các bộ khác nhau. Các bác lên mã cho là mớ vít 7 cây này. Giá của nó sẽ là 85k. Giá siêu tốt luôn nhá. Giá siêu tốt luôn nên là các bác có thể là tự tin đặt hàng. Đấy thì bên em sẽ cố gắng là mix cho bác đầy đủ những cái mẫu dẹt tròn ba ke, cây dài, cây ngắn, đẫn độn và nó hợp lý nhất có thể nhá, để gửi lên tay bác. Rồi, tiếp tục về cái lô điện thoại Nokia 105. Đấy, dòng này của nó sẽ là dòng điện thoại 2 SIM nhá. Đấy, 2 SIM. Nhắc lại bác là con này của nó sẽ là con 2 SIM nhá. Đấy, mã của nó sẽ là Nokia 105 này. Hàng rất là xịn sò, hàng của thương hiệu Nokia, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp luôn nhá, hàng chưa qua sử dụng. Hàng thì có đầy đủ phụ kiện các thứ đi kèm, về là các bác chỉ việc dùng thôi. Đấy, về là chỉ việc dùng thôi các bác nhá. Đầy đủ phụ kiện đi kèm. Dòng điện thoại 2 SIM của Nokia rất chất lượng nha. Đây, một con sản phẩm quá chất lượng luôn, gửi bác nhá. Ở đây thì sẽ cho các bác là một con thân máy chính này, một thân máy chính. Và bên dưới này, đấy thì các bác nhận hàng các bác dở ra thì sẽ có các phụ kiện, ví dụ như là sạc này, sạc thôi, sạc và pin. Đấy, sạc và pin nhá. Thế thì rất là dễ dùng, về là các bác cậy cái nắp này cho em. Đấy, các bác cậy cái nắp này ra. Cậy cái nắp này ra, nắp đậy rất chặt các bác nhá. Đấy, này cái này em không có móng tay nên là nó cũng hơi khó lách. Đó. Con này nó có cả đèn pin luôn nhá, pin trâu sóng khỏe. Đấy, pin trâu sóng khỏe nhá. Đấy. Hàng của nó sẽ là hàng 2 SIM nha, hàng 2 SIM, hàng của Nokia nhá, rất chất lượng luôn. Đó. Về thì các bác lắp pin cho em. Đấy, lắp pin vào, lắp SIM vào xong rồi các bác lắp pin vào, thế là các bác bật nguồn lên là các bác dùng thôi. Đấy, bật nguồn giữ lì cho em cái nút đỏ này. Giữ lì này. Đó, giữ lì. Đó, máy khởi động nhá. Đấy, các bác nghe thấy âm thanh quen thuộc chưa? Đấy, thì vào đầu tiên luôn là các bác chỉnh các chế độ, ví dụ như là ngôn ngữ này. Các bác kéo xuống nha, chọn tiếng Việt này. Đấy, select này, rất ok, xong nhá. Đầy đủ ngon lành luôn, cài đặt đồng hồ, ngày giờ, các thứ, các kiểu luôn. Đó, đây. Menu, menu đầy đủ ngon lành luôn nhá. Máy tính này, rồi là nhật ký cuộc gọi, danh bạ, đồng hồ, đèn pin. Đó, rồi là cài đặt nhạc chuông, nhạc chủng, các thứ rồi. Đấy, rất xịn sò, trò chơi cho chiếc, cài đặt âm này. Đó, kiểu chuông này. SIM 1, SIM 2 luôn nhá. Đấy, đây con nhìn này. Đấy. Loa rất to nhá, loa nghe cực kỳ to, rất là đầm luôn. Đó, cái con này em chưa lắp cái nắp và nhìn nó hơi ấy này. Về ở đây nó có một cái lớp màng bảo vệ màn hình, về có bóc ra. Đấy, nhìn thấy nó hơi xước thôi nhưng mà nó có một cái lớp màng nữa cơ. Còn một cái lớp màng nữa, về có bóc cái lớp màng này nhá. Còn đây là phần sạc này. Đấy, đây là phần sạc, còn đây là thân máy chính này. Đó, báo giờ rất ngon lành, màn hình hiển thị rất là to rõ ràng nhá. Giá thì gửi bác một cái giá siêu tốt luôn. Các bác lên mã cho em là sản phẩm là điện thoại 2 SIM. Đấy, các bác lên mã cho em là điện thoại 2 SIM đi cho nó dễ. Điện thoại 2 SIM này, điện thoại 2 SIM. Đấy, điện thoại 2 SIM. Giá của nó bên em gửi bác một cái giá cực kỳ tốt luôn, 250.000 một cây nhá. 250k một cây điện thoại 2 SIM này. Bên em bao ship tận nhà luôn. Đấy, 250.000 một cây, bao ship tận nhà. Hàng mới nguyên hộp luôn các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục lại về cái lô đó là cái túi bọc thức ăn nhá. Đấy, cái màng bọc thức ăn. Nhiều bác hỏi lắm nhưng mà nó không có hàng. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về này. Đây, một bịch này thì giá báo giá nhanh bác luôn. Các bác lên mã sản phẩm là cái bọc thức ăn này. Một túi này bên em bán giá của nó sẽ là đi 20k nhá, 20k một túi. Một túi này như của nó sẽ là 100 chiếc, 100 chiếc nhá. Đấy, 100 chiếc tính ra chỉ có vào trăm đồng một chiếc thôi. Đấy, 20k một túi bọc thức ăn này. Đấy, thì bác có thể mua kèm thêm cùng với những cái đồ khác nhá. Đấy, các bác lưu ý là anh em hóa đơn trên 200k sẽ miễn phí ship. Đây, cái con này thì cái dòng này của nó là dòng màng bọc thức ăn. Ví dụ như là các bác mua những cái màng kia nhiều khi nó bất tiện thì có thể dùng cái con này. Đấy, và cái con này có thể là tái sử dụng mình nhiều lần. Hàng cũng rất là dày, rất chắc chắn nhá. Và đây nó có phần dây thun này. Đấy, dây thun rất tiện nhá. Là khi mà các bác ăn, ví dụ các bác ăn chưa hết ấy mà các bác muốn bọc thì các bác bảo quản tủ lạnh để bọc vào cho nó kín đáo dữ ra. Đấy, các bác dùng cái con này xem. Các bác chụp luôn cái phần đĩa nhà mình. Chụp luôn một cái đĩa của cái bát này mình, rất ok luôn nhá. Đấy, một bịch này của nó sẽ là 100 cái này. Đấy, một bịch 100 cái, báo giá nhanh các luôn.
giá của nó sẽ là 200k. À xin các bác là 20k cho một cái bịch 100 cái nhá. Đấy 20k một bịch 100 cái. Đây, em sẽ bác cho bác xem thực tế một cái video này. Từ đây khỏi cần dùng nắp nhựa sắt để đậy thức ăn nữa. Bằng bọc thực phẩm túi gấu này rất tiện dụng, không khó xài như những bọc thực phẩm khác. Phải cắt ra, bấm vào giỏ hàng để mua ngay nhé. Từ đây khỏi cần dùng nắp nhựa sắt. Nó không như những cái dòng kia mà các bác có phải cắt các thứ ra, những cái màng PA các bác phải cắt các thứ ra lằng nhằng. Như con này là các bác cứ lôi ra là các bác kéo giãn ra cái là chụp vào là xong. Đấy, kéo ra cái là chụp vào xong, rất tiện dụng mà giá cực kỳ hạt rẻ thôi. 20k một cái túi bọc thức ăn này nhá. Đấy 20.000 túi bọc thức ăn, giá siêu rẻ các bác nhá. Sản phẩm dao giấy nhá, hàng lại vừa về một cái lô mới này. Đó, sản phẩm dao giấy hàng bãi rất chất lượng luôn. Con này cho anh em sử dụng thợ thuyền, anh em hay làm biển quảng cáo rồi anh em chỗ chiếc các thứ rồi. Đấy, hàng rất xịn sò ngon lành nhá. Các bác nghe tiếng này. Tạch 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 luôn. Đấy, hàng thì sẽ lẫn lộn màu khác nhau. Đấy, còn chất lượng thì đều nhau. Con này lõi của nó toàn bộ lõi là lõi kim loại luôn nhá. Lõi kim loại bên ngoài bọc nhựa ABS cao cấp và phần vỏ ngoài thì bọc một lớp cao su, các bác cầm nắm không bị trơn trượt này. Đấy, hàng rất chất lượng ngon lành như này. Giá thì cũng siêu tốt luôn. Các bác lấy lẻ một cái của nó sẽ là 15k. Đấy, combo một cái như này sẽ là 15k này. Còn nếu mà các bác lấy theo combo 5 cái nhá. 5 chiếc. Combo 5 chiếc thì giá nó sẽ tốt hơn. 5 chiếc thì các bác lấy giá nó sẽ là đi 60k nhá. Đấy, ví dụ các bác lấy 5 chiếc như này, giá nó sẽ là 60k này. Đó, 1 2 3 4 5 này. Đó 5 chiếc, đây bên em sẽ mix cho bác lẫn lộn màu khác nhau nhá. Đó 5 chiếc như này. Giá sẽ là 60k, còn nếu các bác lấy 1 chiếc giá sẽ là 15k nhá, tùy nhu cầu thôi nhá. Bộ sản phẩm mỏ hàn thiếc. Mỏ hàn thiếc 907 hàng bên shop lại tiếp tục về này. Con này thì quá là hit hot rồi các bác nhá, quá hit hot luôn. Đấy, bộ sản phẩm mỏ hàn thiếc này. Đây. Bộ sản phẩm thì đầy đủ sẽ có là một mỏ hàn. Đấy, một mỏ hàn như này. Đó, sẽ các bác có dùng có thể là điều chỉnh nhiệt độ cho em từ 200 lên đến 450 độ C. Con này đây, phần công suất của nó sẽ là 6W nhá, điều chỉnh nhiệt độ là 200 đến 450 độ C. Đấy, công sử dụng cho em điện 220. Mã của nó sẽ là mỏ hàn 907. Đấy, mỏ hàn 907 em chỉ cần nói là các bác biết luôn rồi. Chất nhèo rồi. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn, dùng rất ok. Mà giá của nó thì cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, dây nguồn các thứ đầy đủ cho em luôn nhá. Đó. Con này thì nó sử dụng cái phần mai so sứ nên là các bác hàn nó cực kỳ bền luôn. Đây, phần mai so sứ này. Đấy, hàn rất bền nhá. Riêng mà dòng mai so sứ thì hàn rất bền à. Đấy, nhiệt rất tốt luôn nhá. Từ 400 đến chỉnh nhiệt độ từ 200 đến 450 độ C nhá. Đấy, có đây có phần chiết áp chỉnh này. Đó, rất ok. Mạch miếc các bác nhìn rõ một một luôn nhá. Đấy, không cần phải giấu giếm gì cả. Rất chất lượng luôn, cực kỳ ok. Và một cái ưu đãi duy nhất chỉ có trên shop Tin Hiền thôi. Đấy, khi mà các bác mua cái mỏ hàn bên nhà shop Tin Hiền thì các bác sẽ được tặng đi kèm sẽ có là một hộp nhựa thông như này. Một hộp nhựa thông. Đấy, một hộp nhựa thông như này các nhá. Một hộp nhựa thông như này. Đi kèm tiếp luôn là một cuộn thiếc nhá, một cuộn thiếc này. Đấy, và tiếp theo thì sẽ có luôn cho bác là một cái giá đỡ nhá, một giá đỡ. Đó đây, một bộ sản phẩm để gửi đến các bác đây, một cái giá siêu tốt, siêu ưu đãi luôn. Giá của nó sẽ là đi bao nhiêu ạ? 150k một bộ nhá. Đấy, các bác lên mã nhân sản phẩm là mỏ hàn thiếc. Giá sẽ là 150k một bộ mỏ hàn thiếc nha. Đấy, giá siêu tốt luôn nhá. Các bác cứ đi ra thị trường thoải mái, không ai ta bán rẻ như em đâu, mà lại còn được tặng kèm đầy đủ combo nha. Về là các bác chỉ việc dùng thôi, không còn phải mua thêm gì cả. Đầy đủ có hết rồi. Thiếc nhựa thông giá đỡ đầy đủ luôn. Về là chỉ việc hàn thôi. Giá chỉ có 150k một bộ sản phẩm mỏ hàn thiếc này các bác nhá. Giá siêu tốt luôn. Tiếp theo này bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là cái cọ xoong nồi nhá. Cái cọ xoong này là cái dòng sản phẩm thông minh đời mới nhá. Đấy, dòng sản phẩm thông minh đời mới rất là hay này. Đó, một bộ sản phẩm rất chất lượng nha. Đây. Hàng này thì rất là thông minh nhá. Con này thì đây sẽ có một cái phần cọ xoong như này. Đi kèm thì sẽ một cái phần hũ để các bác đựng dầu, cái dầu rửa bát vào đây. Đấy thì về các bác xoáy nắp này cho em, đổ dầu rửa bát vào đây và các bác đậy nắp vào. Đấy, xong là các bác kiếm một cái dây nữa các bác buộc đây để mà làm cái móc đeo này cũng được, hoặc không thì các bác cứ để không lại được. Đấy, tùy nhu cầu nhá. Đấy, sau khi mà các bác đổ dầu bát xong thì các bác dùng các bác ấn vào đây nhá. Ấn vào đây. Thì nó sẽ ép cái hơi xuống thì nó sẽ đẩy cái phần dầu bát ở đây ra. Đẩy dây ra thì các bác lấy cái này các bác cọ trà. Đấy, trà xoong, trà nồi các thứ nhá. Rất là tiện dụng nhá. Các bác cầm vào đây các bác trà thôi. Nó không bị và chạm vào tay cái thứ là nhiều khi bác cầm những cái phần những cái búi rác này nhiều khi là nó sắc. Đấy, vì nó là bằng kim loại mà rất sắc. Đấy, chẳng may nó có chạm vào đứt tay đứt chân rất nguy hiểm thì các bác dùng là cho các bác trà các bác cọ này. Đấy, dùng là các bác trà các bác cọ nhá. Đấy, rất là hay, cực kỳ thông minh luôn. Các bác lên mã cho em sản phẩm là cọ xoong. Đấy, bên em bán thì một cái này giá của nó sẽ là 15k nhá, một cái sẽ là 15k. Còn nếu mà các bác lấy 10 cái thì giá của nó sẽ là 120k.
cho 10 cái đấy, nếu mà các bác lấy số lượng nhiều thì giá nó sẽ tốt hơn. 10 cái là 120k, còn các bác lấy lẻ thì sẽ là 15k một cái cọ son này nhá. Đấy, 15.000 một cái cọ son rất là hay, rất là thông minh nha. Đây các bác cùng xem thực tế sản phẩm này. Đấy, về các bác đổ dầu bát vào nhá, xoáy vào đó, sau đó các bác chà, rất là dùng rất tiện nhá, đó rất là hay này. Đấy, nhiều khi bác cầm cái búi rác ấy, nó bẩn tay rồi là nó xước sát tay ra đấy, thì bác dùng cái này chưa, rất tiện dụng luôn đó, có thấy không, rất hay nhá, cực kỳ là tiện dụng đó, rất tiện dụng nhá đó, mà giá thì cũng rất là hợp lý luôn, giá chỉ có 15k một cái như này thôi, 15k một cái cọ son, còn nếu mà các bác lấy lẻ thì 10 cái sẽ là 120.000. Đó là cái thảm lau chân nhá. Đấy, hàng tiếp tục về cái lô thảm lau chân. Đợt này nó về những cái hình rất là đẹp luôn này. Đấy, cực kỳ xịn, rất là chất lượng nha. Đấy, dòng sản phẩm thảm lau chân nhá. Đấy, hình rất là ngộ nghĩnh đáng yêu nhá. Để các bác sử dụng, các bác để trong gia đình nhà mình này. Đó, rất đẹp luôn, cực kỳ nhiều hình nhá. Đợt này rất nhiều hình. Đó. Hàng này bên em sẽ bốc ngẫu nhiên nhá, không lựa hình. Các bác thông cảm là hàng này không lựa hình vì nó nhiều hình lắm các bạn. Nó quá nhiều hình luôn các bạn ạ. Mỗi cái một loại hình khác nhau. Mỗi cái một loại hình khác nhau. Đây. Lắm hình lắm các bạn. Các bác cứ lên mã cho em sản phẩm là thảm lau chân nhá. Đấy, thảm lau chân này. Đó, thảm lau chân. Con này thì đây. Con này thì nó là mặt dưới nó là đệm cao su nhá, chống trơn trượt, mặt trên thì dạng bông thấm hút nước cực kỳ tốt luôn. Đấy, thấm hút nước rất tốt nhá. Con này cho bác lau chân lau trước nhá, rất chất lượng, ngon này như này. Đó, các bác lên mã cho em sản phẩm là thảm lau chân. Giá thì siêu tốt của bác luôn. Giá chỉ có 50k thôi nhá. Đấy, thảm lau chân này. Thảm lau chân. Giá chỉ có 50k một chiếc nhá. Đấy, 50k một chiếc thảm lau chân này, rất chất lượng, ngon này, xịn sò của bác này. Đấy, các loại các hình các màu nhá, của bác luôn. Rất là đẹp, xịn sò đây này, nó về cái lô này hàng rất đẹp luôn nhá. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, 50k một chiếc thôi nhá. 50k một chiếc thảm lau chân nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác là một cái rất là hay này. Nó là cái nó gọi là cái nhỏ giọt nhá. Nó cái tưới cây nhỏ giọt, các bác cứ lên mã cho em là cái tưới cây nhỏ giọt này. Đó thì nó sẽ như này, đây đây đây, đưa một cái đây. Nó có một cái đây, một cái phần đầu như này, cái đầu này các bác cắm xuống đất này. Đó, còn đầu này là cái đầu ra. Đây em đang lắp, cái đầu nó đang bị thiếu thì không lắp được thôi. Các bác xem quan xem tạm này nhá. Còn cái phần gen này các bác xoáy vào cái phần cái chai nước ấy. Chai nước thì đây em đang lấy tạm cái chai nước nhỏ thôi. Còn về các bác mà có cái chai lít rưỡi ấy, thì các bác lấy cái chai Coca kia to lít rưỡi mà các bác dùng. Con này thì phù hợp mà bác nào ví dụ như là ở chung cư có thứ nào, hoặc là bác nào bận rộn không tưới cây được ấy, thì dùng con này cho em rất là hay. Đây, phần này các bác cắm trực tiếp xuống đất này, đó thì nó sẽ giữ đứng cái chai lên. Đó, và cái phần này là cái van chỉnh nước này. Đấy, cái van chỉnh nước thì các bác về các bác chỉnh theo cái chế độ nước các bác muốn nó ra nhiều ra ít thì các bác chỉnh ở đây. Đó, đây này. Các bác nhìn không? Nó đang nhỏ giọt ra này. Đó, nó đang nhỏ giọt các bác nhá. Các bác chỉnh ở đây nhá. Chỉnh cái này. Đấy, các bác chỉnh cái này chưa? Đó, muốn ra nhanh, ra nhiều thì các bác chỉnh này. Đấy, ra nhiều này. Ra vừa vừa này. Đấy, chỉnh vừa này. Cái phần chai trên này thì các bác nhớ là các bác phải đục cái lỗ cho em. Thì nước thì nó có hơi nó vào thì nó mới đẩy nước được, chứ các bác mà cứ thế là các bác cho vào thì không bao giờ nước nó ra được đâu. Đấy, nhớ là phải đục cái lỗ đây, em đục một cái lỗ nhỏ này. Đấy, đục một cái lỗ nhỏ đây thì nước hơi nó sẽ vào và nó sẽ đẩy cái nước nó xuống. Đấy, gọi là cái nhỏ giọt, tưới cây nhỏ giọt nhá. Tưới cây nhỏ giọt này. Giá hiện tại bên em đang bán một cái tưới cây nhỏ giọt này, giá sẽ là 10k nhá. Còn nếu mà các bác mua lẻ là phải mua là 3 cái trở lên bên em mới bán nhá, vì giá của nó rất là rẻ thôi. Đấy. Tưới cây nhỏ giọt này, giá sẽ là 10k một chiếc nhá. 10k một chiếc. 10k một chiếc nhá. Còn các bác lấy là phải lấy từ 3 chiếc trở lên. 3 chiếc trở lên. Đó, 3 chiếc trở lên nhá. Bán lẻ thì là 10.000 một chiếc nhá. Đấy, dùng thì rất là dễ thôi. Về cho chai nước vào đây. Đục thủng cái chai nước ra. Và cái phần đầu này các bác ra là các bác chỉnh cái nước và xoáy theo cái van của nó ở đấy là xong. Đây các bác em cùng xem thực tế cái video mà ta test cái con sản phẩm nó có nhá. Chào đây. Anh chị, hôm nay tôi mang đến cho anh chị thích thưởng cây một sản phẩm thông minh đây ạ. Dụng cụ tưới cây nhỏ giọt sẽ giúp anh chị chăm sóc được cây kề khi cả anh chị bận rộn, bởi hệ thống tưới nhỏ giọt thông minh sẽ luôn hoạt động với mức độ vừa phải mà sẽ không khiến cây bị ngập úng. Chào anh chị, hôm nay tôi mang đến cho anh chị thích thưởng cây. Rồi các bác cắm đây. Đấy. Nó rất là dễ dùng đúng không nhá. Về các bác có chai nước các bác xoáy vào thôi. Chai nước thì nói chung là nhà nào cũng có đâu. Đó, có điều chỉnh cái van đấy. Nhưng mà nhớ là cái chai nước các bác phải đục. Đấy, các bác nhìn nó đục chưa. Đấy, người ta đục cái phần đít trên cái chai nước ấy, để cho cái hơi nó xuống thì nó với nước nó chảy vào nhá.
Đó, rất dễ dùng nhá. Giá sẽ là 10.000 một trái cái các bác nhá. Bên em bán từ 3 cái trở lên. Đấy, bán ít quá bên em không bán đâu. Bán là phải từ 3 cái trở lên vì giá của nó rất là rẻ rồi. Cái sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác là cái con đèn nấm này. Đấy, con đèn nấm rất là hay nhá. Đấy thì nó hình sẽ là hình nấm này. Đấy cũng như là hình cỏ cây này. Con này thì nó là dạng đèn ngủ nhưng mà nó thiết kế theo kiểu hình nấm rất là hay. Nó sẽ có phần cảm biến nhá. Đấy, phần cảm biến che ở đây. Cảm biến này thì vị nghĩa là tức là tối thì nó sẽ tự động bật và ban ngày sẽ tự động tắt. Nó gọi là cảm biến tự động. Đó, con này thì bên em đang bán một con đèn nấm này. Giá sẽ là 30.000 một cây. Giá cực kỳ là rẻ gửi bác luôn. Các bác lên mã cho em là con sản phẩm là đèn nấm, giá là 30k. Đây giờ em sẽ test thực tế bác xem con đèn nấm này nhá. Đây các bác cùng xem em test này. Đấy thì về các bác cắm trực tiếp lên điện này. Đó thì đây, em che các phần cảm biến đi nhá các bác nhá. Đây che phần cảm biến này. Đó thấy không? Đó, dùng làm đèn ngủ thì rất ok nhá. Tối sẽ tự động sẽ tắt vào ban ngày này. Đấy các bác bỏ này, tự động sẽ bật này. Đó đây. Đó rất là hay nhá. Đấy, dùng làm đèn ngủ rất là ok. Ánh sáng của nó vừa phải, nó không phải là sáng quá nhá. Đây cái cảm biến rất nhạy luôn này. Đó, cảm biến cực kỳ nhạy nhá. Đó, test nếu mà các bác đến lúc các bác nhận hàng các bác test thì các bác cứ ấn tay vào đây. Đó thì nó sẽ gì nhá. Đấy, rất là hay, rất là ok nhá. Cho con sản phẩm đèn nấm này, cực kỳ là thông minh luôn. Đó. Đó thì các bác mua về làm cái con đèn ngủ thì rất ok. Giá sẽ là 30.000 một con đèn nấm luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái lô keo đa năng. Đấy. À, dòng sản phẩm keo đa năng nhá, dính mọi vật liệu luôn, keo đa năng mà dính mọi vật liệu luôn, dính từ A đến Z luôn nhá, gỗ hiếc rồi các kiểu sắt thép thủy tinh các thứ nhá. Một típ này của nó sẽ là 60g này, đấy, 60g cho một cái típ keo đa năng này. Đấy thì về thì các bác sử dụng thì các bác dính mọi chất liệu luôn, rất là hay nhá. Và các bác lưu ý là các bác dùng xong là các bác phải đậy nắp vào. Đấy, con này thì sử dụng nó cực kỳ là đa năng. Đấy, các bác dính mọi chất liệu. Giá thì hiện tại em đang gửi cho bác một cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Các bác lên mã cho là con sản phẩm là keo đa năng. Hiện tại em đang bán một cái típ 60g như này. Đó, giá thì chỉ có 30k thôi nhá. 30k, các bác lưu ý là 30k một típ keo đa năng. Keo đa năng, đấy keo đa năng. Các bác lưu ý là 5 típ bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, 5 típ bao ship. 5 típ sẽ được bao ship nhá. Còn bán lẻ sẽ là 30k một típ. Các bác lấy từ 5 típ trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đó. Một típ này sẽ là 60g. Đây em sẽ mở cho bác xem thực tế một cái video mà nó test con sản phẩm nó các nhá. Đây các bác cùng xem thực tế cái video mà nó test con sản phẩm mình. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính nano nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đấy, đấy là thực tế về cái con sản phẩm keo dính đa năng. Bên em đang gửi đến các bác nhé. Đấy, dính cực kỳ là ngon luôn, dính rất là chất lượng, một típ là 60g. Giá thì em gửi đến các bác một típ này sẽ là 30k. Các bác lấy từ 5 típ trở lên. Đấy, bên em sẽ bao ship nhá. Lấy 5 típ được bao ship, còn lấy một típ giá lẻ sẽ là 30k, còn 5 típ là 150k. Các bác được bao ship. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên em tiếp tục lại về cái lô kéo bếp này. Đấy, kéo bếp vàng các bác nhá, kéo bếp vàng. Đấy, tiếp tục lại về cái lô kéo bếp vàng nha. Hàng thì là thép SK5 rồi nhá. Đấy, hàng của Nhật. Đây, đấy, toàn chữ Nhật hết này. Đấy, thép SK5 nhá. Thép SK5 chữ dập chìm nguyên thân này. Đấy, của thương hiệu Asaka Japan. Đấy, Asaka Japan. Hàng này nói chung là quá là chắc chắn và sắc bén rồi. Đây các bác nhìn này. Hàng cực kỳ sắc bén luôn nhá các bác nhìn này. Cắt cực kỳ ngọt luôn. Đó thấy không? Cắt rất là ngọt ngào nhá. Đấy đây. Ngọt như nước luôn nhá. Đấy, nói chung là con này các bác mua về làm kéo bếp cắt gà cắt vịt cho em thì chấm hết luôn, cắt thịt cắt thà. Đó rất ok. Giá thì đợt này giá cực kỳ hạt rẻ rồi. Các bác lên mã luôn cho em là cái con sản phẩm là kéo bếp vàng này. Kéo bếp hoặc là kéo bếp vàng đều được. Đấy, kéo bếp vàng. Giá sẽ là 50k. Hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho chiên luôn. 40k một con nhá. Đấy, 40.000 cho một con kéo bếp vàng này. Đấy, 40.000 một con nhá. Đấy, hàng rất chất lượng ngon lành, chắc chắn xịn sò ok. Sản phẩm bình xịt nhớt bên em đang gửi anh nhá. Giá thì sẽ là 50k. Một cái bình xịt nhớt này thì dung tích sẽ là 250ml. Hàng cũng của Kabushi Japan luôn này. Đó, một con bình xịt nhớt nữa. Con này thì bán quá nhiều rồi nhá. Con này thì lực xịt cực kỳ mạnh luôn và ngoài ra thì nó rất là thông minh. Cái phần đầu vòi này này. Đấy, đầu vòi này các có thể là bẻ cong đi. Những cái vị trí mà góc khuất là các bác vẫn thể có thể là xịt được này. Đấy, phần đầu vòi bẻ cong. Tay bóp rất là êm ái ngon lành nhá. Đấy, báo giá luôn. Các bác lên mã cho sản phẩm là bình xịt nhớt. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho con bình xịt nhớt này thôi. Đấy, 50.000 về dùng rất tiện luôn. Bác nào mà ví dụ là sửa chữa máy móc rồi là
các bác thợ thuyền đấy, rồi bác nào làm máy may chuyên để xịt dầu xịt nhớt rồi dùng rất tiện nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục lại về cái lô lọ xịt chuột của Nhật này. Đấy, con này thì đây một chai của nó không nhá. Đấy, một chai của nó như là 500ml không nhá, 500ml cho ra xịt chuột này, chuyên để đuổi chuột. Đấy, xịt đuổi chuột nhá, xịt đuổi chuột dùng rất là ngon luôn, bán cực kỳ nhiều rồi, dòng xịt đuổi chuột của Nhật này. Con này thì nó là chế phẩm sinh học nhá, dùng rất an toàn luôn. Đó, hàng thì vẫn còn nguyên siêu như này, về các bác bên em sẽ có gửi kèm thêm cái đầu vòi nữa, về các bác tháo ra các bác lắp vào đấy, vì bên em để nguyên siêu luôn, tránh tình trạng là gửi đi nó sẽ bị văng ra nhá, nên là bên em sẽ để nguyên siêu này không bóc này nhá. Đấy thì về các bác tự xoáy ra các bác lắp vào thôi, dùng rất là dễ. Đấy, có cả tay xịt đi kèm luôn, thì về các bác cứ xịt cho em, cứ xịt liên tục nhá, cứ xịt liên tục cho em khoảng tầm từ 5 cho đến 7 ngày xịt liên tục, những cái chỗ nào mà có chuột là các bác xịt liên tục cho em. Đấy thì chuột nó sẽ sợ cái mùi này và nó sẽ chạy đi, nó không bao giờ nó quay lại nữa nhá. Đấy, xịt đuổi chuột. Giá thì bên em đang gửi đến các bác một cái giá siêu tốt luôn. Đấy, giá thì gửi bác là chỉ có 40k thôi. Đấy, 40k một con chai xịt chuột này. Đấy, giá 40.000 một chai thôi nhá. Đấy, 40k một chai xịt chuột của Nhật nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng một số cái đồ thiết bị điện nước này. Đấy, thì bên em có cái mã vòi nước cũng như là củ chia, là hàng lại tiếp tục về nhá. Hàng vừa về xong rất là nóng hổi để quay luôn cho bác này. Sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn luôn cho bác là cái vòi nước V1 này, báo giá luôn nhá, 60.000 một con. Chất liệu thì là inox 304, hàng thì rất là xịn sò, con này thì bán quá nhiều rồi. Đấy, đây, một con vòi nước V1 này. Gen của nó là gen 21, gen phổ thông nhá, nên các bác yên tâm. Đấy, vòi nước đóng ngắt thì rất là êm ái, ngon lành. Vòi thì cực kỳ dày nhá, các bác nhìn đường inox này, rất là dày luôn. Đó, đây, gen này, gen rất đẹp. Chữ inox 304 dập chìm luôn trên thân rồi. Đấy, phần chụp này rất là hay, nhà bác nào ví dụ mà có về lắp cái con này vào cái máy giặt ấy, con này nó vào cái chụp máy giặt vừa khít luôn. Đó, đây, tổng quan em đây, rất đẹp luôn nhá. Mà giá thì cực kỳ là phải chăng. Đấy, các bác mua đâu được một cái con vòi nước inox 100% này, giá chỉ có 60.000 nhá. Đó thì các bác lên mã cho em là vòi nước inox V21 này. Đấy, giá sẽ là 60k một con này nhá. Đóng ngắt cực kỳ êm ái, ngon lành, xịn sò chắc chắn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm là cái củ chia nước này. Củ chia nước này hiện tại bên em đang bán giá sẽ là 50.000 một củ nhá. 50k cho một sản phẩm củ chia nước nha. Đây em bóc củ cho bác xem luôn. Đấy, sản phẩm củ chia nước. Con này thì chất liệu cũng là inox 304, nó sẽ có là một đường vào, đấy, và hai đường ra. Đấy, để các bác để chia nước ra. Ví dụ các bác chia ra các nhánh hoặc là các bác lắp trong nhà vệ sinh, một cái lên ấy, một cái vào vòi xịt chẳng hạn. Đấy, nói chung là tùy nhu cầu về các bác ứng dụng lắp đặt xem sao nó phù hợp. Đây, chất liệu thì là inox 304 cực kỳ dày nhá, gen là gen 21 này. Con này thì ngoài ra thì nó có một cái phần khóa ở đây nữa, tích hợp một cái khóa đây để khi mà các bác có sửa chữa các bác đóng ngắt ở đây, hoặc là nó giảm áp lực nước nhá. Đấy, giảm áp lực nước rất là hay. Đấy, cực kỳ là thông minh. Giá thì bên em đang bán một cái củ chia nước như này, một đường ra hai này, giá sẽ là 50k. Các bác cứ lên mã cho em là củ chia nước đi cho nó ngắn gọn nhá. Giá là 50.000 một con, chất liệu là inox 304 luôn nhá. 50k cho một con củ chia nước không nhá. Kính lúp bên em này. Sản phẩm kính lúp bên em nhá. Kính lúp này thì hiện tại bên em đang gửi bác một cái giá cực kỳ tốt luôn, giá chỉ có 70.000 một chiếc thôi. Kính lúp này thì nó là dòng kính lúp có đèn báo nhá. Rất nhiều bác hỏi cái con kính lúp này nhưng mà không có hàng. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về này. Kính lúp có đèn báo này cô ơi. Đó, rất chất lượng và xịn sò này. Đây, đó. Con sản phẩm rất chất lượng luôn nhá. Đấy, giờ em sẽ đi quay trực tiếp. Hàng kính lúp này thì hàng của nó sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá. Các bác lên mã cho em sản phẩm là kính lúp. Kính lúp. Kính lúp này, giá của nó sẽ là 70k. Cái con kính lúp này thì rất là hay. Kính lúp này thì nó sẽ đi kèm luôn cho bác là cả cái đèn trợ sáng luôn. Ngoài ra có một cái kính phụ đi kèm, một kính chính một kính phụ này. Hàng nhìn rất rõ ràng, ngon lành luôn nhá. Đó, đây, các bác đợi chút để em lấy nét bác xem. Đấy, coi nhìn này, hàng nhìn rõ một một luôn nhá. Đấy, cực kỳ rõ ràng, ngon lành luôn. Đấy, có thấy không? Đó, ấy thấy không? À, cực kỳ là to rõ ràng nhá. Đấy, cực kỳ to rõ ràng, rất là ngon lành, xịn sò. Gửi bác luôn này, đấy có thấy không? Đây em để rất xa nên em bỏ ra này. Đấy có thấy không? Nhìn rất là khó nhìn nhá. Kính lúp dí vào phát này, đấy, cực kỳ rõ ràng luôn. Con này nó có cái đèn trợ sáng rất là hay đây nhá. Thì về các bác tháo cho em cái nắp này ra. Tháo cái nắp ra các bác gài cho em mấy cục pin vào đây. Đấy, hàng này bên em chỉ bán nguyên kính không nhá, không có kèm pin. Các bác lưu ý là không có kèm pin. Về các bác muốn có cái đèn trợ sáng này thì các bác lắp pin vào đây và đậy cái nắp này vào, quay lại bật cái công tắc lên thì nó sẽ có đèn trợ sáng ở đây. Đấy thì các bác có thể là soi dời tối các thứ thoải mái cho em luôn. Đó, kính thì soi rất là rõ ràng, ngon lành rồi. Đó, đấy không? Rất là rõ ràng, ngon lành. Mà giá cũng cực kỳ hạt rẻ luôn. Giá chỉ có 70.000 một con kính lúp này thôi coi nhá. Bảy sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là dây sạc đa năng cũng như là ổ điện xanh U3.
có tích hợp cổng USB thôi nhá. Đây một con sản phẩm ổ điện xanh U3, hàng rất chất lượng luôn. Hàng này của nó là hàng xuất Thái luôn nhá. Đấy, hàng Thái xuất luôn. Đấy, rất chất lượng một con ổ điện như này. Đây, tổng quan đây rất đẹp luôn nhá các nhá. Đó, con này thì sẽ gồm có là 6 ổ cắm nhá, 6 ổ cắm, 3 cổng USB. Đấy, tích hợp sẽ 3 cổng USB, 3 cổng USB để các bác cắm sạc điện thoại các thứ, rồi các bác cắm những thiết bị USB. Và ngoài ra thì sẽ có là một đèn báo đây, và bên trên này là công tắc an toàn. Đấy, dùng các bác bật lên, không dùng các bác tắt đi, rất an toàn nhá. Chân đồng các thứ này sáng choang luôn này. Đó, dây nguồn đấy nhá, dây nguồn này. Đó, dây nguồn. Hàng thì chất liệu là nhựa cao cấp chống cháy, cực kỳ ngon lành xịn sò. Đấy, giá thì bên em gửi bác một cái giá cực kỳ tốt luôn. Các bác lên mã cho em là ổ điện U3 nhá. Đấy, ổ điện U3 hoặc là ổ xanh được. Nói chung là các bác cứ lên mã cho em là ổ điện xanh U3. Giá thì tại bên em đang gửi bác một cái giá cực kỳ là tốt, 70k một chiếc này các bác nhá. 70k trong chiếc ổ điện U3 này. Đấy, có cả cổng cắm điện, cả cổng USB. Đó, rồi là cả công tắc và tắt nguồn rất an toàn, và tích hợp đèn báo rất ok nhá. 70k một con ổ điện U3 này. Ngoài ra thì bên em sẽ có bán kèm thêm cho các bác là cái dòng dây sạc đa năng nhá. Đấy, cái dòng sản phẩm dây sạc đa năng. Đây, dòng sản phẩm dây sạc đa năng thì rất là ok rồi, bán cực kỳ nhiều luôn. Đó. Một cái dòng sản phẩm dây sạc đa năng ưng ý nhất từ xưa rồi, bên em bán đây. Dòng này thì của nó thì cái ưu điểm của nó là dòng bọc cáp nhá. Đấy, bọc cáp thì riêng cái dòng bọc cáp này thì siêu bền. Đấy, siêu bền và không bao giờ bị gập gãy nhá. Nó không như những cái dòng kia là các bác dùng rất hay gập gãy, như con này thì các bác nhìn cái phần đầu này, rồi những cái phần cáp này, đấy, nó làm rất chi tiết tỉ mỉ, rất đẹp luôn. Cổng vào, chân vào sẽ là cổng USB nhá. Đấy, và đầu ra sẽ cho các bác là 3 cổng, một cổng Type-C, một cổng micro và một cổng Lightning. Đấy, tức là các bác có thể là sạc cho Samsung đời cũ đời mới và sạc cho cả iPhone này. Đấy, đây là chân iPhone này, đây là chân Samsung đời mới này, đây là chân Samsung đời cũ này. Đấy, tích hợp cả 3 cổng luôn để các bác cắm đa năng các loại điện thoại nhá. Đấy, thì đi kèm thì các bác có thể là mua kèm về để các bác cắm cùng luôn với cái ổ này. Đấy, cắm mua cùng về các bác cắm cùng luôn với cái ổ này xem. Đó, đây, cắm cùng luôn với cái ổ này xem. Đấy, để các bác có thể là vừa cắm điện vào đây và ngoài ra các bác có thể là sạc cho điện thoại các thứ, rất ok luôn. Đó, một cái combo này thì nếu mà các bác mua lẻ dây sạc, đấy, mua lẻ dây sạc này thì hiện tại bên em đang bán một cái chiếc dây sạc này. Các bác lên mã cho em là dây sạc ba đầu. Đấy, dây sạc ba đầu này, ba đầu, giá của nó sẽ là 30k. Đấy, 30k nhá, 30k một dây sạc ba đầu này. Đấy, đây là các bác mua lẻ dây sạc. Còn nếu mà các bác mua lẻ ổ điện U3 như này thì giá sẽ là 70k. Còn nếu mà các bác lấy cả combo thì giá sẽ là 100k nhá. Đấy, lấy cả combo được, các bác mua lẻ, mua lẻ lấy cả combo đều được hết các bác nhá. Bên em bán lẻ cũng có, bán cả combo cũng có nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên em mới về được ít cái dòng, đó là cái dòng kéo cành. Đấy, kéo cắt cành nhá. Con này thì các bác cứ lên mã luôn cho em là kéo cành hộp kính nhá. Đấy, kéo cành, kéo kính cũng được, kéo kính cho nó ngắn gọn nhá, kéo kính, kéo cành hộp kính. Giá của nó sẽ là 70k một chiếc nhá. 70k một chiếc, con này là trong Tết đang bán giá là đi 101 sao ấy, nhưng mà nó bị chững hàng, không có hàng về. Đấy, đi hôm nay về một cái lô hàng rất là ngon và giá cũng rất là tốt, gửi các bác luôn. Hàng nội địa Nhật nhá, rất là xịn sò. Đó, rất chất lượng luôn. Đây, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp, đây em bóc hộp cho xem. Hàng mới nguyên hộp chưa qua sử dụng. Đó, một con kéo quá đẹp, quá chất lượng này. Đấy, chất thép thì nó là thép SK5 nhá. Đấy, thép SK5, cực kỳ là dày dẫn, sắc bén, ngon lành luôn. Đó, và cái con này nó có mấy rất hay là phần khóa này. Đấy, khóa thì các bác cũng đẩy vào như khóa thường. Còn nếu mà các bác muốn mở khóa, bóp vào treo này, bóp này, các bác nhìn như khóa nó sẽ nhảy này. Đấy, đấy, khóa nó sẽ nhảy và tự động nó sẽ mở ra, tự động nó sẽ há ra. Lò xo đẩy thì rất là êm tay, tay cầm nó tráng một cái lớp cao su này, các bác bóp thì không bao giờ bấm cành, không bao giờ bị đau tay, rất là êm luôn, rất là ngon lành nhá, chắc chắn. Đó, bóp khóa tự động luôn. Nói chung là người Nhật người thiết kế, những thiết kế rất là thông minh. Hàng nội địa Nhật nhá, đây có nhìn này, chữ Nhật lòng nó này. Đấy, hàng nội địa Nhật. Giá thì gửi các bác một cái giá siêu tốt rồi, giá chỉ có 70.000 một cây thôi. Đấy, giá chỉ có 70.000 cho một cái cây kéo cành hộp kính này. Đấy, giá chỉ có 70.000 một cây, siêu sắc bén. Đây em sẽ test thực tế cho bác xem về cái dòng sản phẩm cái con kéo kính nhá các bác nhá. Đấy, để các bác xem thực tế này. Đấy, các bác nó đang khóa này, các bác bóp này. Đấy, tự động mở nhá, rất hay. Đấy, con này các bác bấm những cái cành nhỏ thì nói chung là quá là ok rồi. Đấy, đây, bấm những cành nhỏ này, cực kỳ ngọt ngào luôn nhá. Đó, rất là ngọt luôn. Ngoài ra thì những cái cành to này, cành này rất to này, các bác nhìn này, em bấm này, ngọt lẻo luôn các bác nhá. Đây, đường đi rất mịn này. Đấy, cái đường kéo rất mịn nhá. Đấy, đường kéo rất mịn luôn. Đó, đầu mặt này. Đấy, đầu mặt này, bấm phát đi luôn này.
rất ngọt luôn nhá. Đấy, đây, cực kỳ sắc bén nhá, bấm ngọt sớt luôn, mặt bằng phẳng luôn này. Đó, rồi là các bác bấm những cành tỉa này, đó, rất ngon luôn nhá. Đấy, rất ngọt ngào luôn. Giá thì siêu tốt, các bác mua đâu được một cái con kéo cành mà giá bây giờ gửi bác một cái giá siêu tốt nha. Giá chỉ có 70.000 một cây thôi các bác nhá. Các bác lên mã cho em là kéo kính hoặc là kéo cành hộp kính. Giá sẽ là 70k một chiếc, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp các bác nhá. Đấy, bài tháp đỏ này. Các bác cứ lên mã cho em là mũi khoan tháp đỏ nhá. Bộ mũi khoan tháp đỏ. Mũi khoan tháp này. Con này thì cứ lên mã cho em là mũi khoan tháp đỏ nhá. Giá của nó siêu tốt luôn. 180k bộ nhá, 180k một bộ mũi khoan tháp đỏ nha. Đấy, một bộ mũi khoan tháp đỏ. Hàng này là hàng mới. Hàng mới trước thì mình em hay bán cái bộ 5 mũi thì là nó về thêm cái lô nữa. Đấy, bộ này của nó thì một bộ này sẽ là 6 mũi nhá, 6 mũi cho anh em. Đầy đủ ngon lành luôn này. Đấy, sẽ đầu tiên sẽ gồm có là 3 mũi taro ren. 3 mũi taro ren. 3 mũi taro cho anh em taro ren này. Tiếp theo thì sẽ là 3 mũi khoan tháp nhá, đầy đủ các kích cỡ luôn, từ to nhỏ. Đấy, từ to nhỏ này. Từ 4 đến 20 này, từ con này là từ 4 cho đến 32 này và từ 4 cho đến 12. Các kích cỡ cho anh em khoan đa di năng luôn, anh em sử dụng gia đình cho anh em sử dụng thợ tuyển. Đấy, rồi là anh em dùng gia đình cho anh em rất ok luôn. Một cái giá siêu tốt của anh em. Đấy, các bác cứ lên mã cho là bộ mũi khoan tháp đỏ 5 mũi đựng trong hộp như này. Đấy, giá của nó sẽ là 180k một bộ anh em nhá. Mũi khoan tháp đỏ nhá. Nhớ mã cho em là mũi khoan tháp đỏ, tránh tình trạng nó nhầm sang cái bộ kia. Đấy, bộ kia là bộ 5 mũi, còn bộ này là bộ 6 mũi. Bộ này sẽ là 180, còn bộ 5 mũi hiện tại bây giờ em đang bán giá 230. Bộ 5 mũi thì nó sẽ nhiều kích cỡ hơn. Đấy, còn bộ này thì nó nhiều mũi hơn, tùy nhu cầu các bác mua nhá. Đấy, còn bộ mũi khoan tháp đỏ này đang giá sẽ là 180.000 bộ này. Hàng rất xịn sò. Hàng này nó là dạng thép gió nhá, thép gió HSS phủ một lớp titan, khoan cực kỳ ngọt, sắc bén ngon lành. Nhiều bác hỏi là có khoan được sắt vi inox của thứ không? Dòng này khoan hết luôn nhá, khoan đa năng luôn, khoan các kiểu luôn, nhựa nhức khoan tất cho em luôn nhá các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo này bên shop này tiếp tục về cái lô bộ dao Nhật này. Đấy, bộ dao Nhật 6 món nhá, bộ dao Nhật 6 món, hàng rất xịn sò ngon lành này. Hàng của thương hiệu Asaka Japan. Đó, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp, đây em sẽ đập hộp cho bác xem một bộ nhá. Hàng rất chất lượng, xịn sò ngon lành. Và đây thì đầu tiên sẽ có cho bác là một cái giá đỡ. Một cái giá đỡ để các bác để dao này. Đấy, một cái giá đỡ. Rất đẹp nhá. Đó, một cái giá đỡ này. Cảm ơn các bác ơi, quá đẹp luôn nhá. Đó, một con giá đỡ rất là xịn sò như này. Các bác về các bác để dao dựa thứ vào đây cho. Đó, và dao đi kèm nhá, dao đi kèm. Dao đi kèm thì có các loại dao luôn, đầy đủ để phục vụ các bác trong cái gian bếp của mình nhá. Đầu tiên là một cây kéo này. Đấy, một cây kéo để chứa bác cắt thức ăn các thứ này. Đấy, bật bia luôn nhá các nhá. Kéo các bác cắt đây cho. Rồi tiếp theo thì là một cái liếc mà. Một con liếc mà này. Đấy, một con liếc mà rất đẹp luôn. Đấy, dao nhụt các bác lôi vào các bác liếc qua xem cái là sao. Một con dao thái này. Con dao thái nhá, chuyên để lọc với thái này. Hàng của Asaka Japan, hàng đúc liền thân này. Đấy, cực kỳ sắc bén, rất ngọt ngào nhá. Asaka Japan, con này chuyên lọc thái này. Đấy. Con này là cái con thái bản to nhá, con thái bản to. Đấy, hàng cũng Asaka Japan chữ đập chì này. Đấy, con này là thái bản to này. Thái bản to. Tiếp theo thì là cái con xịt này. À, con chặt này, con này chặt nhẹ quá nhá, chặt nhẹ. Đó, hàng Asaka Japan. Đó, tay cầm cán đúc lên chân luôn. Một bộ sản phẩm đẹp như này. Đấy, gửi bác một cái giá siêu tốt luôn. Rồi cùng ngắm lại bộ dao này. Quá đẹp, quá xịn sò luôn. Đó, rất chất lượng, cực kỳ sắc bén và ngon lành. Giá thì em gửi bác một cái giá siêu tốt luôn. Bác lên mã cho em là sản phẩm là bộ dao 6 món nhá. Bộ dao 6 món này. Giá của nó sẽ là 250k, bên em bao ship tận nhà luôn. 250.000 một bộ dao 6 món, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp, các bác có thể là mua về sử dụng hoặc là biếu tặng hoặc là làm quà. Đấy, bộ dao Nhật nhá, rất chất lượng nhá. 6 món 250.000 bộ bao ship luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về một cái sản phẩm rất là hay ho và cực kỳ hữu ích này. Đó là cái con sản phẩm cưa dây. Các bác cứ lên mã cho sản phẩm là cưa dây nhá, em báo giá trước luôn để các bác nắm được tình hình luôn này. Giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc cưa dây nhá. Đấy, giá chỉ có 30.000 một chiếc thôi. Đấy, bằng bát phở thôi nhá. Các bác cứ mua cho em mấy cái vậy được. Cho anh em nào đi làm công trình này, rồi bác nào mà hay đi cưa những cái cành nhỏ này. Đấy, rồi các bác có thể sử dụng gia đình cho em. Nhiều khi là ví dụ như là những cái ống nước ở trong góc khuất các bác không thể lách máy vào các bác cưa được cho em, thì các bác dùng con này cho em, nó gọi là cưa dây nhá. Đấy, nó là chất thép không gỉ.
Và đây nó có những cái phần mắt cưa này. Đấy, nó có những cái phần mắt cưa đây này. Đấy, có những phần mắt cưa đây, cưa cực kỳ hay luôn. Ở hai cái phần tay này nó sẽ có hai cái khuy nha, để các bác cầm các bác cưa. Đấy, các bác kéo các bác cưa. Đó, rất ok luôn nhá. Đấy, nó dài gì, nó dài, con này nó dài khoảng tầm là đi nó khoảng tầm 40 cm. Tổng chiều dài nó khoảng tầm 40 cm. Đấy, 40 cm cho một cái con cưa dây nha. Đấy, giá siêu tốt luôn. Giá sẽ là 30.000 một chiếc cưa dây nhá. Đấy, giá 30.000 một chiếc cưa dây, đây em sẽ mở cho bác xem thực tế một cái video này. Đây. Máy cắt đó. Kéo gặp những ta như này thì đấy, trong những cái phần góc khuất mà các bác không thể lách kéo lách máy các bác cắt được thì các bác chỉ có dùng một này cho em thôi. Cực kỳ hợp lý luôn. Mà lại cực nhỏ gọn. Nhưng em nó sẽ là cứu cánh trong rất nhiều trường hợp đấy các bạn. Đấy, có thấy không? Cắt rất ngọt ngào nhá. Đấy, đây. Ống nước này. Những cái phần góc khuất này thì máy không bao giờ vào được, chỉ có những dòng cưa dây này thì máy thì nó mới vào được thôi. Cưa cực kỳ ngọt ngào đấy nhá. Rồi là thậm chí các bác có thể cưa cây, cưa kiếc thoải mái cho em luôn. Cưa ống nước, cưa cây, cưa gỗ kia các thứ là ok luôn nhá. Kéo gặp những ca như này thì chỉ có bó tay thôi. Thì em cưa dây bé hạt tiêu này thì lại xử lý ngon ơ luôn. Giá cực rẻ mà lại cực nhỏ gọn. Nhưng em nó sẽ là cứu cánh trong rất nhiều trường hợp đấy các bác. Đấy, rất hay nhá, cực kỳ thông minh luôn. Đó, rất tiện dụng. Mà giá thì siêu hạt rẻ rồi, giá được 30.000 một chiếc thôi. Mà các bác nói chung là được việc, rất nhiều việc luôn. Đấy, cưa cây kiếc cho em luôn này. Đấy, cưa cây gỗ luôn này. Đấy. Cưa cây gỗ, cây kiếc các kiểu luôn nhá. Đấy, cực kỳ đa năng. Đó. Đấy, cưa gỗ luôn này. Đó, rất tiện dụng nhá. Đó, giá thì chỉ có 30.000 một chiếc nữa nhá. 30k một chiếc cưa dây này. Đấy, 30.000. Các bác cứ lên mã sản phẩm là cưa dây, giá sẽ là 30.000 một chiếc. Là một cái con sản phẩm rất hay. Đó là cái nắp cống chắn mùi. Con này thì chất liệu nó toàn bộ sẽ làm bằng đồng thau nhá. Đấy, riêng nó về đồng thau thì các bác yên tâm về độ bền rồi. Đấy, nó gọi là vĩnh cửu luôn. Con này nó có một cái thiết kế thông minh. Đấy, nó như kiểu là một cái dạng lập là này. Đấy, khi mà các bác lắp vào cái phần nắp cống nhà mình ấy, ví dụ như là cống nhà tắm cái thứ đó. Đấy thì cái phần nước nó sẽ trôi xuống này. Các bác nhìn này, đấy nước nó sẽ chảy xuống thì nó sẽ đẩy lẫy này xuống. Đẩy lẫy này xuống thì nước nó sẽ thoát xuống bình thường. Còn khi mà không có nước này, các bác nhìn này, khi mà không có nước, đấy tự động này nó sẽ bật lên nhá. Đấy, tự động sẽ bật lên nhà. Nó sẽ đóng kín vào khi mà cái mùi cống các thứ giờ nhà mình nó sẽ không bị bốc lên. Đấy, cái phần gioăng này sẽ là gioăng cao su này. À, dòng này thì nó là dòng nắp cống phổ thông nên là về các bác lắp vào cái phần nắp cống nhà mình là rất là vừa vặn luôn. Đấy, cực kỳ vừa vặn nhá. Đây, đấy có nhìn thấy cái lập là này. Đó, khi mà có nước xuống nó bắt đầu nó đẩy xuống nhá. Đó, đồng thau luôn nhá. Đồng thau nguyên khối luôn, cực kỳ bền bỉ. Ở đây nó còn có cả cái phần móc để khi mà các bác kéo lên là các bác có thể kéo dễ dàng lên này. Đấy, thao tác rất dễ dàng, có gioăng cao su luôn nhá. Đấy, gioăng cao su rất bền bỉ ngon lành luôn. Giá siêu tốt với bác luôn nhá. Các bác lên mã cho sản phẩm nắp cống đồng. Nắp cống đồng mà giá này của nó thì giá sẽ là 60.000 một chiếc nhá. Đấy, nắp cống đồng giá sẽ là 60k một chiếc nắp cống đồng nha. Đây các bác cùng xem thực tế một cái video này. Cái con sản phẩm này thì hiện tại bên đang rất là hot luôn, cực kỳ hot nhá, và dùng rất là hay. Đấy, các bác đợi chút em mở cho bác xem một cái video nhá. Đây các bác cùng xem thực tế này. Mùi hay côn trùng bay lên từ nắp thoát nước nhà tắm, nhà vệ sinh gây ra những mùi hôi khó chịu mà chưa biết đến sản phẩm này là quá thiệt. Đấy, thấy không? Nước ngăn mùi hôi côn trùng của chúng tôi là giải pháp hoàn hảo để giải quyết các vấn đề về mùi hôi và côn trùng bay lên từ cống thoát nước trong nhà của bạn. Với thiết kế độc đáo, sản phẩm của chúng tôi giúp ngăn ngừa mùi hôi và côn trùng xâm nhập vào nhà bạn, mang đến một không gian sống trong lành và thoáng mát, được làm bằng chất liệu đồng nguyên khối. Sản phẩm của chúng tôi có độ bền cao và có thể sử dụng trong thời gian dài mà không lo bị rỉ sét. Với việc sử dụng sản phẩm của chúng tôi, bạn sẽ không còn phải lo lắng về mùi hôi khó chịu hay sự xâm nhập của côn trùng trong nhà mình nữa. Bạn có thể yên tâm tận hưởng không gian sống thoải mái và trong lành với sản phẩm nắp thoát nước ngăn mùi hôi côn trùng của chúng tôi. Với những tính năng độc đáo và tiện ích của sản phẩm, chúng tôi tin rằng nắp thoát nước ngăn mùi hôi côn trùng sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho những người đang tìm kiếm một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để giải quyết các vấn đề về nước, mùi hôi và côn trùng. Vậy các bác vào phần mua hàng để biết thêm thông tin và chương trình khuyến mãi bên em. Đấy là thực tế về con sản phẩm, cái con nắp cống chống mùi nhá. Đấy, rất là hay luôn. Nó thiết kế cực kỳ thông minh nhá. Đấy, nó có cái phần lập là này. Nước chảy bình thường, khi mà nước không chảy nữa thì tự động sẽ đóng lên. Đấy, nó sẽ ngăn chặn mùi cũng như là côn trùng xâm nhập vào qua cái đường cống nước nhá. Giá thì cũng siêu tốt luôn. Giá chỉ có 60.000 một chiếc nắp cống đồng thôi. Đấy, các bác nhớ mã giúp em là nắp cống đồng nhá.
Bên em có hai mã nắp cống cơ. Đấy thì nhớ mã cho em là nắp cống đồng, giá sẽ là 60.000 một chiếc này. Con sản phẩm rất là hot hit này. Đấy, một con sản phẩm vòi đôi. Các bác cứ lên mã sản phẩm là vòi đôi nhá. Con này thì quá chất lượng rồi. Inox 304, hàng dày cộp cộp luôn các bác nhá. Đó, inox 304 100%. Nhận hàng các bác cứ test 500 cho em thoải mái luôn. Đấy, inox 304 cho em nhá, rất chất lượng. Con này sẽ gồm có là một đường vào và hai đường ra cho em. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá. Gen là gen ngoài, gen 21 cho em. Đấy, cực kỳ chất lượng. Về ví dụ là các bác có thể là chia đường nước các thứ rồi, rất ok luôn. Các bác lên mã sản phẩm là vòi đôi các nhá, vòi đôi. Đấy, vòi đôi cho dễ đi, tránh đi chạm nó nhầm sang những cái vòi khác vì bên em rất là lắm mã vòi. Vòi đôi này. Đấy, vòi đôi. Giá của nó thì báo giá nhanh bác luôn. Giá sẽ là 80k một chiếc nhá. Đấy, 80k một chiếc vòi đôi nha. Về bác lắp đặt để bác chế cháo chia đường nước, ví dụ như là nó có sẵn cái chụp này, ví dụ một đường các bác cho máy giặt chẳng hạn này. Đấy, rồi một đường các bác hoặc là các bác mang ra lắp vào những cái chỗ như vườn tưới cây, các bác lắp vào cái đường ống nước nhà mình. Tưới cây được kia còn một đường ra để rửa tay rửa chân, thứ rất tiện dụng luôn. Đấy, bộ sản phẩm vòi đôi inox 304 nhá, một tay gạt này còn một tay xoáy này. Đó. Đây giờ em sẽ test thực tế bác xem nhá. Giá siêu tốt luôn, siêu hợp lý luôn nhá. Đấy, vòi đôi, giá sẽ là 80.000 một chiếc vòi đôi này nhá. Đấy, 80k một chiếc, hàng mới nguyên hộp luôn này. Đây nhá các bác đây. Đó, đây em test thực tế này, quay thực tế này. Đấy, thấy không? Hai đường nhá. Đó, hai đường ra cùng một lúc cũng được này. Đấy, rất tiện dụng luôn. Khóa kiếc sấy rất êm ái ngon lành nhá. Đấy, tay gạt rất nhẹ nhàng êm ái ngon lành. Inox 304 cho em luôn. Đó, nước ra rất mạnh nhá. Đó đây. Rất ok luôn. Về các bác xoáy vào cái cút gen 21 cho em là xong. Rất là dễ dàng lắp đặt thôi. Giá thì cũng rất là hợp lý, 80.000 một chiếc thôi nhá. Mà cũng lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm là cái khay đá silicone. Đấy, khay đá silicone. Khay đá silicone này, hàng rất chất lượng luôn nhá. Con này dùng rất là hay. Đấy. Các bác những cái dòng khay đá thông thường là các bác dùng nó rất là bực. Đấy, là các bác cứ phải bẻ há này. Các bác cầm bẻ há dây vỗ viết các thứ à, mà mãi đá không ra vì nó dính rất chắc, chắc. Nhưng con này nó là cái phần chân nó, cái phần chân đế này toàn bộ sẽ là chân silicone. Khi mà bác lấy đá này các bác còn nhìn này, ấn vào cho em, đá tự động đẩy luôn. Dùng vô cùng hay luôn. Đấy. Sau khi mà em biết đến cái sản phẩm này là ví dụ như là những cái dòng sản phẩm là khay đá truyền thống là em đáp hết luôn, vứt hết đi. Vì nó dùng rất là khó chịu nhưng con này dùng rất ok. Đấy, dùng rất ok đây. Sản phẩm thực tế anh em đây vừa lôi tủ lạnh em luôn này. Đấy. Vợ em vừa đưa cho để lôi ra tủ lạnh em luôn này. Các bác nhìn này, đá nó cứng đơ nhá. Đây em lấy bác xem này. Đấy con này này. Đấy các bác nhìn này, bóp cái nó lên luôn nhá. Đây. Bóp nhẹ cái này. Đấy bóp nhẹ cái phần chân nhá. Các bác cứ bóp nhẹ phần chân em nó lên luôn nhá. Nó rất là dễ dùng thôi. Đấy đây. Thao tác cực kỳ là tiện lợi. Đó đây. Đấy. Nghĩa là các bác cứ bóp cho em 10 viên ra cả 10 viên luôn này. Đấy, dùng rất ok. Rất là dễ dàng lấy ra thôi. Đấy, cứ bóp đẩy lên cho em là sẽ ra đây, các bác nhìn này, nó sẽ nhún nhún này, cái phần silicone sẽ nhún nhún này, dùng rất là hay nhá. Giá siêu tốt luôn, các bác lên mã sản phẩm cái con khay đá silicone nhá. Khay đá silicone. Đấy, khay đá silicone này, khay đá silicone. Đấy, silicone. Giá của nó thì siêu tốt luôn, 20k một chiếc nhá. 20k một chiếc, một khay này của nó sẽ là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 viên nhá. 14 viên một khay đá silicone nha. Đó, dùng rất ok nhá. Rất tiện lợi, ngon này. Dùng cực kỳ thông minh luôn. Bóp bóp vài cái này, đá tự động đẩy lên nhá. Không phải bẻ há biếc rồi các bác, không phải vỗ biếc rồi mang ra dúng nước cho nó bong chân các thứ rồi. Đấy, dùng rất là thông minh nhá. Đi kèm có cả nắp đậy luôn này. Đấy, có cả nắp đậy đi kèm luôn. Rất ok nhá. Giá siêu tốt luôn, 20k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái dòng băng keo. Đấy, băng keo trong suốt nhá. Các bác cứ lên mã cho làm băng keo trong suốt hoặc là băng dính hai mặt đều được. Dòng này của nó sẽ là dòng băng keo trong suốt nhá, nhưng mà nó là hàng hai mặt, cực kỳ dính luôn nhá, dính dã man luôn. Con này thì bữa trước em test thử bác xem rồi, em dính viên gạch, gạch đỏ luôn đúng nhá. Cân thoải mái luôn, dính thoải mái luôn. Nó sẽ là dạng hai mặt như này. Đấy, dạng hai mặt này. Các bác nhìn này, đây. Về để các bác lớp này xem. Đó là sẽ thành hai mặt. Hai mặt này của nó sẽ là hai mặt trong suốt nhá. Con này các bác dính lên tường này, dính lên đá hoa, dính lên kính, nói chung là các bác dính mọi chất liệu luôn, dính cực kỳ dính nhá. Một quận này của nó sẽ là 3 mét nhá. Đấy, một quận này sẽ là 3 mét này. Đấy, các bác lên mã treo là băng dính trong suốt này, một quận sẽ là 3 mét. 3 mét thì bên em bán một quận này sẽ là 30k nhá. 30k một quận băng keo trong suốt cô nhá. Băng keo trong suốt hoặc là băng dính hai mặt đều được. Đấy, băng keo trong suốt hoặc là băng dính hai mặt đều được. Một quận 3 mét giá sẽ là 30.000 thôi. Giá chỉ có 30.000, giá quá rẻ luôn. Đấy, các bác mua về sử dụng dính giếc các thứ rất là đa di năng nhá. Dính cực kỳ chặt luôn nhá. Bao dính bao dùng bác luôn. Đây các bác cùng xem thực tế cái dòng sản phẩm này, test cái con băng dính hai mặt này các bác nhá. Các bác cùng xem này. Băng dính thần đánh, liệu có thần đánh không? Cái này nó trong suốt chưa? Trong suốt các bác nhá. Có dán tốt cho các bác chưa?
có giá tốt. Đấy. Dính trên mọi bề mặt. Dính trên mọi mặt luôn. iPhone xem sao. Dính lên kính thì đơn giản quá. Dính thử viên gạch này xem sao. Dính cả gạch luôn nhá. Đấy. Để khoảng 5 giây. Trong viên nữa đây. Viên nữa luôn nhá, hai viên luôn. Cái con này khi bác lột ra nó không bị dính bám trở lại. Đấy, rất là hay. Nên là khi mà các bác không dùng nữa, các bác có thể lột ra. Vệ sinh rất là dễ nhá. Ngon luôn nhá, dính như gỗ ngon luôn. Dính tường sơn ngon luôn nhá. Đấy, các bác có thể là rửa đi. Sau khi các bác rửa đi vẫn dính ngon lành luôn. Dính trên mọi bề mặt. Dính thử con iPhone xem sao. Dính lên kính thì đơn giản quá. Dính thử viên gạch này xem sao. Để 5 giây. Trong viên nữa đây này. Chắc phết nhỉ. Ngon luôn nhá, dính gạch ngon luôn. Đấy, các thấy không? Dính cực kỳ là chắc nhá. Nói chung là dính trên mọi chất liệu luôn. Dính gỗ, dính tường sơn, dính các kiểu luôn. Đó, rất ok nhá. Rất là chắc chắn. Rửa đi xong vẫn dính lại được. Đấy. Dùng thế mới là chất lượng vậy. Đấy, đấy là thực tế về cái dòng sản phẩm băng dính trong shop em đang gửi bác này. Giá sẽ là 30k một quận nhá. Đó nhá. Lên mã cho em là băng dính trong shop hoặc là băng dính hai mặt đều được. Giá sẽ là 30k.